Chương 11 11 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không trốn chương 11 Tại phát xong đầu này bình luận về sau, phản phất trả về vị vô tận, nhan lộ thanh một mực không có cắt đi, nhìn chầm chầm màn hình mãi cho đến cái kia video ngắn phát lại bốn lần mới lưu luyến không rời vạch đến kế tiếp. Hai người khi xuất phát là sáng sớm, hiện tại chính là dương quan sáng lạn đoạn thời gian, nhan lộ thanh tựa hồ bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ lắc đến, người hơi hơi đi đến giờ thoáng cái, điện thoại cũng đổi cái góc độ đưa lưng về phía ánh nắng, cái này dễ dàng hơn cố từ nhìn, thật là chính là đưa tới trước mắt hắn buộc hắn nhìn. Cố từ cứ như vậy từ góc độ này nhìn xem nàng soát video. Mỗi soát đến một cái video nàng đều bình luận, tự hồ dù sao cũng phải chừa chút mà cái gì mới dễ chịu. Xoát đến loại kia tình lữ rõ ràng bày đập giả phản phất trên trán dáng camera tú ân ái thường ngày video, nhan lộ thanh bình luận nói, hâm mộ hai chữ đã khắc vào ta trên bia mộ lại xoát đến một cái cùng vừa rồi tóc dài con gái đồng dạng lọc kính quái chỉ có điều người này là ca hát nhan lộ thanh điện thoại là yên lặng ngay cả ca đều không có nghe liền bình luận thật có lỗi trông thấy nói chuyện liền sẽ không mỹ nữ êm tai ngươi ca hát thật mỹ nữ hoa hồng xoát đến người khác nhảy bingo video nàng đánh chữ nhảy bingo cái này dây thường buộc trên đùi có tỷ lệ thụ thương ta bình thường đều cột vào trên cổ, cố từ. Đây là tại làm gì? Nhan lộ thanh đợi bình luận đến chính mình từ nghèo thời điểm, ngẩng đầu hoạt động hoạt động cổ. Nàng quay đầu đi xem cố từ, phát hiện hắn và nón vẫn là đè thấp trạng thái, đại khái là không có tỉnh, liền không hứng lắm lại ngược lại đi xem chính mình uy chắc. Mắt ca ca tại nhan lộ thanh bên tai nhắc nhở nàng màu vàng bong bóng lại thăng mấy cấp, đồng thời kinh nghiệm còn tại không ngừng tiêu thăng. Hiện tại bởi vì bình luận của nàng thu hoạch quá nhiều hoang thanh tiếu ngữ, màu vàng đã vượt qua cái khác màu sắc không biết bao nhiêu, nhìn người khác bong bóng thời điểm toát ra màu vàng cũng nhiều rất nhiều. Có điều là màu hồng ngược lại là cơ hồ không nhúc nhích. Macca Pacca nói qua, màu hồng là khó khăn nhất có biến động một hạn, bởi vì màu hồng phép tính cùng cái khác cảm xúc khác biệt, nó bao gồm thích, yêu, chờ đợi, ước ao và cảm động đợi cái này không có như vậy trực quan, phức tạp hơn cảm xúc nhan lộ thanh thu thập được cũng sẽ không phân loại đến nơi đây. Bởi vì phép tính phức tạp, cho nên chỉ có thể dựa vào người đối với nàng cảm xúc phản ứng đến thăng cấp. Mà cho đến trước mắt, nhan lộ thanh cơ hồ không sao cả từng thu được tương tự cảm xúc. Nhan lộ thanh đại não chạy không nghĩ đến những việc này, đang muốn tùy tiện búng búng đại hắc tiểu hắc ai bong bóng tìm xem việc vui, lại không cẩn thận đi xuống thời điểm điểm tiến vào cùng cố từ khung cha. Nàng phát hiện giờ này khắc này cố từ ảnh chân dung bên trên loại kia quy luật trong suốt bong bóng lại lần nữa biến thành màu trắng mờ đục lại không quy luật bong bóng ngay tại liên tiếp liên tiếp ra bên ngoài bốc lên nhan lộ thanh bỗng cảm giác hiếu kỳ điểm mấy lần nhan lộ thanh nhiều như vậy dấu chấm hỏi hắn không phải đang ngủ a à? đây là tại trong mộng bị thứ gì mê hoặc đến rồi lần trước nàng như vậy làm cũng liền chỉ làm ra một cái dấu hỏi vậy mà có thể để cho cố từ liên tiếp nhiều như vậy dấu chấm hỏi, xem ra chuyện này mê hoặc được không nhẹ a. À. Tại đến điệp dịp núi trước đó, nhan lộ thanh trên xe ngắn ngủi tại nguyên chủ trong trí nhớ cố gắng tìm kiếm liên quan tới bạn học cấp 3 vết tích. Nhan lộ thanh rất phản cảm theo nguyên chủ trong trí nhớ tìm hình ảnh, trừ phi tất yếu sẽ không đi tìm. Nguyên nhân đầu tiên là cái loại cảm giác này rất quỷ dị, giống như là đầu óc tiến vào nước. Thứ hai nguyên nhân là nguyên chủ tư duy rất quỷ dị, nhìn nàng ký ức giống như là đang nhìn tâm lý biến đổi phim tài liệu nhưng dù sao những người này cũng là nguyên chủ đồng học nhan lộ thanh không biết nàng cùng mỗi người cụ thể thân sơ quan hệ để tránh chờ một lúc chạm mặt xuất hiện xấu hổ tràn diện cho nên vẫn là hơi nhớ lại thoáng cái lần này ức vừa vặn rất tốt nàng phát hiện nguyên chủ là thật mẹ quá con côi không có một người bạn đi học trong lúc đó nàng không chủ động giao mà lại biểu hiện còn quái gở bệnh tình lặp đi lặp lại khống chế không nổi thời điểm hơi một tí tạm nghỉ học không lên một đoạn thời gian lại đột nhiên trở lại trường học mọi người cơ bản đều coi nàng là người trong suốt duy nhất chủ động làm một chuyện chính là tăng thêm cái lớp này nhóm nói chuyện bởi vì cố từ tại bầy bên trong theo trong trí nhớ đạt được tin tức chỉ có một cái nàng cùng đồng học đồng đẳng với người xa lạ may mắn nhan lộ thanh mấy ngày nay một mực tại quan sát nhóm nói chuyện bên trong từng cái người bong bóng cũng coi như trong lòng nắm chắc. Lần này tới cái gọi là bạn học cũ ôn chuyện hoạt động, có mười mấy người. Bọn hắn đến thời điểm đám người kia đến sớm hơn, đang đứng tại khoảng cách dừng xe khu không xa dưới bóng cây, mấy tháng không thấy đều đang nhiệt tình trò chuyện. Nhan Lộ Thanh cùng Cố Từ một trước một sau từ trên xe bước xuống, đám người nói chuyện phím âm thanh liền im bặt mà dừng. Tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong hai người vẫn là lấy một loại ổn định tốc độ hướng trái hướng kia đi nhan lộ thanh dư quang bên trong là cố từ mặt màu đen vận động trang phục thân hình chân dài ghê gớm dáng người tỷ lệ làm cho người sợ hãi tháng phục nàng còn không có tháng xong nghe được cố từ đột nhiên lên tiếng hỏi những bạn học này ngươi còn nhớ rõ bọn hắn a à? nhan lộ thanh đột nhiên cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn giống như không có chút nào bí mật có thể nói một dạng nhưng nếu như lúc này trả lời nói không nhớ rõ như vậy thì không cách nào giải thích nàng nhất định phải kéo cố từ đi ra giải sầu cử động khẳng định nhớ kỹ một chút a à. nhan lộ thanh ra vẻ buông lỏng nói dù sao bạn học lâu như vậy cùng người quen đi ra náo nhiệt một chút dù sao cũng so đều ở nhà mạnh nha đang khi nói chuyện hai người đi tới dưới bóng cây một cái giữ lại oa oa đầu dáng dấp rất đáng yêu khuôn mặt đỏ bừng nữ hài tử trước hết nhất đi đến nhan lộ thanh trước mặt cái kia ngươi là nhan lộ thanh a nàng trong mắt to đều là kinh hỷ trời ạ à, rất lâu không gặp ngươi vậy mà trở nên xinh đẹp như vậy chúng ta vừa rồi đều thấy choáng nếu không phải trước ngươi nói ngươi muốn tới mà lại bên cạnh ngươi có cố đại giáo thảo chúng ta thật hoàn toàn không nhận ra được nữ hài kích động nói xong lại vỗ một cái đầu mình ai nha hơi kém quên nói, ngươi khẳng định không biết chúng ta ai là ai, nhưng là hiện tại nhận biết cũng không muộn. Ngươi hảo ta gọi Hạ Vũ Thiên, cái kia cùng ta dáng dấp giống nhau chính là ta sinh đôi tỷ tỷ Hạ Tuyết Thiên. Hạ Tuyết Thiên cùng muội muội tính cách rất giống, cũng nhiệt tình cùng nhan lộ thanh chào hỏi. Đại Mỹ nữ mau tới, hai ta giới thiệu mọi người cho ngươi nhận biết. Trở lên. Sinh động diễn dịch tình cảnh kịch. Thục tất đích nhân SOS cứu mạng. Nhan lộ thanh chính xấu hổ da đầu tê dại thời điểm, nghe được theo nàng nghiêng phía sau, cố từ đứng vững vị trí truyền đến một tiếng cực nhẹ cười nhẹ. Khi âm cuối tô không được, nói ra măng không được. Là rất quen. Quảng xuống câu này mất mạng một kích, cố từ liền bị bên cạnh mấy cái nam sinh cùng nhau tiến lên bao vây đi qua. Sau đó thời gian, nhan lộ thanh cảm giác linh hồn của mình bị cắt thành hai nửa, một nửa một mực tại làm câu kia có điều là não mà ra, người quen mà hối hận vạn phần, một nửa khác theo danh tự rất đặc tính sinh đôi hoa tỷ muội nhận biết đám người. Lần này tới nam nữ tỷ lệ phi thường bình quân, nữ sinh 6 người nam sinh 6 người. Ngoại trừ mưa tuyết hoa tỷ muội, nữ sinh tổ còn có một cái gọi ân ninh an, là cái ăn mặc tương đương dụng tâm, ngay cả cộng tóc mà đều có thể nhìn ra tỉ mỹ nóng qua nữ sinh. Nhan lộ thanh phá lệ chú ý nàng, bởi vì trước khi đến tại quan sát của nàng bên trong vị này là tất cả nữ sinh bên trong bong bóng nội dung cùng cố từ tương quan nhiều nhất cố từ phát tin tức nói mình muốn tới về sau ân ninh an bong bóng một mực bốc lên màu vàng cùng màu hồng không phải cuối cùng muốn gặp được cố từ chính là trời ạ à, trời ạ a a a a a loại này không có ý nghĩa hò hét thậm chí cả ngày hôm qua ân ninh an tự hồ tại cho mình chọn quần áo chứa hành lý của nàng bong bóng nhóm đều là cố từ sẽ thích cái này sao cố từ giống như không thích như thế diễm loại này thấy nhan lộ thanh rất là cảm khái một phen còn lại hai nữ sinh tại ân ninh an bên cạnh hơi hơi so với nàng dựa vào sau một trái một phải tại bên cạnh nàng cái này chỗ đứng như có như không đem ân ninh an nổi bật thành nhân vật chính rõ ràng là cho nàng làm tiểu tùy tùng chị em ở đây cần nhận thức chỉ có nhan lộ thanh một cái dù sao cố từ tại thời còn học sinh được hoa nghênh trình độ là khá kinh người, mặc dù có mấy tháng mất liên lạc, nhưng bị hắn không biết dùng cái gì lấy cớ hời hợt mang qua đi, mọi người rất nhanh liền đem chuyện này quên hết đi. Nam sinh tổ bên kia nàng không sao cả dụng tâm nhớ, lên tiếng chào liền xong việc, chỉ đối trong đó hai người có tương đối sâu ấn tượng, một cái gọi bùi trạch một cái gọi đào tình châu, bởi vì cái này một cặp hàng thật là hận không thể dính tại cố từ trên thân cùng hắn thiếp thiếp. Nhan Lộ Thanh đều muốn nói các ngươi làm giòn một cái thiếp phía trước một cái thiếp đằng sau cho cố từ làm thuốc cao được. Nữ sinh duyên hảo là hẳn là, hắn có được chính là một bộ có thế cướp đi tất cả mọi người hoa đào dáng vẻ. Cho nên tại cái này đại tiền đề dưới, cố từ nam sinh duyên còn có thể tốt thành dạng này cũng là rất thần kỳ. Chúng ta dự định khách sạn ngay ở phía trước không xa ai, chúng ta đừng ở chỗ này tán gẫu đi, ân ninh an thanh âm là rất mềm loại kia, mặt nàng hướng phía nam sinh bên kia mở miệng đề nghị chúng ta đi trước đem hành lý buông xuống thế nào cố từ thuốc cao số một bùi trạch nói có thể mà lại nữ sinh các ngươi cũng phải thay đổi quần áo đi chúng ta kế hoạch hôm nay là leo núi ba các ngươi cái này hắn nhìn xem ân ninh an cùng nàng một cặp tiểu tỉ muội lắc đầu đây cũng là váy lại là mang cùng giày các ngươi làm sao trèo a à? ân ninh an tiểu tỷ muội đại khái có cùng bùi trạch quan hệ không tệ tại chỗ liền cười mắng làm bộ muốn đi đánh hắn bùi trạch một bên tránh một bên nói đừng đụng ta đừng đụng ta áo gia hiện tại là có nàng dâu người nam sinh bên kia cùng nhau thiết hắn đối nữ sinh bên này nói bùi trạch cái này bức gần nhất điên rồi nói yêu đương về sau ba câu nói không thể rời đi vợ hắn thuốc cao số một lập tức nghiêm mặt được lão dài là vợ ta truy ta ta phụ truy ta đừng nói được lão tử cùng liếm chó giống như có được hay không mọi người lập tức ồn ào cười to nhan lộ thanh cũng nhịn không được loại thiếu niên này người tập hợp một chỗ cảm giác quả nhiên có loại ma lực thần kỳ tại lá rụng đầy đất mùa vẫn như củ tươi sống mà sinh cơ bừng bừng nhan lộ thanh cười mở trước tiên theo bản năng tại nam sinh chồng chất bên trong tìm cố từ con mắt hắn ở đâu đều là rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy tồn tại lúc này nụ cười trên mặt không có mọi người khoa trương như vậy, chỉ là nhàn nhạt treo ở bên môi cùng khóe mắt. Mà khi nhan lộ thanh nhìn thấy cặp mắt kia kính đằng sau hơi con mắt, lại vừa lúc cùng cố từ ở giữa không trung đụng phải ánh mắt. Lần này theo kế hoạch là muốn chơi 4-5 ngày, cho nên tất cả mọi người mang theo thay giặt quần áo, nữ sinh hành lý so nam sinh phổ biến muốn bao nhiêu. Tại mọi người chuẩn bị lên đường hướng khách sạn phương hướng thời điểm ra đi, cũng là nam sinh đều đến giúp nữ sinh chia sẻ sách hành lý thời điểm. Nhan Lộ Thanh cũng là vào lúc này mới phát hiện, hành lý của mình vậy mà tại lúc xuống xe ngay tại cố từ trong tay mang theo. Cho tới bây giờ. Cho nên cái này khâu chỉ có hai người bọn họ đứng tại chỗ không hề động, Nhan Lộ Thanh là không có hành lý, mà cố từ là không có ý định sẽ giúp người khác cầm hành lý. Nhan Lộ Thanh cũng không thể thật hai tay trống trơn, nàng tới chủ động giúp hoa tỷ muội sách đồ vật thời điểm, Hạ Vũ Thiên mắt sắc phát hiện điểm ấy. Trời à, ta giống như nhớ kỹ Cố Đại giáo thảo là đại thiếu gia tính cách đâu. Hạ Tuyết Thiên dây hiểu muội muội nói cho đúng là cái gì, tiếp ra. Đúng a, à, cho tới bây giờ đều là lớp chúng ta nam sinh cho hắn đưa nước cầu hắn đại biểu lớp đánh cái trận bóng rổ cái gì, ngoại trừ lão sư, ai từng thấy hắn cho người ta cầm đồ đâu. Nhan Lộ Thanh không có cách nào giải thích giữa hai người có chút quan hệ phức tạp, vội vàng đổi chủ đề, đúng rồi, hai người bọn họ vì cái gì trong tay nhiều như vậy hành lý a à, nam sinh hỗ trợ xong còn thừa lại nhiều như vậy sao nàng chỉ là ân ninh an hai cái tùy tùng chị em hai cái cô nương hai cánh tay một con mang theo một cái túi sách nhìn qua rất cực lực bộ dáng hạ vũ thiên nói hại các nàng tới thời điểm ta xem không mang quá nhiều đồ vật hẳn là đại bộ phận đều là ân ninh an a à. nàng hướng về phía nhang lộ thanh cười cười dù sao ân ninh an là đại tiểu thư phú bà trước kia lớp chúng ta bên trong liền không ít tranh nhau chen lấn đối với nàng tốt đâu bình thường nha nhan lộ thanh gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu nguyên bản hết thảy thuận thuận lợi lợi dựa theo kế hoạch tiến hành ai cũng không nghĩ tới làm sao tính được số trời cách khách sạn càng gần trên trời bay tới mây mưa thì càng nhiều cuối cùng đám người vừa mới tiến khách sạn đại đường nguyên bản sáng sủa thiên liền thay đổi mặt ồng ọc nước mưa từ trên bầu trời tản bát mà xuống. Ngày thứ nhất leo núi kế hoạch, tốt. Một nhóm người đành phải thang thở đi thực hiện vào ở. 10 phút sau. Họa tàu, hai người ở một gian. Thuốc cao số một không dám tin nhìn chầm chầm cố từ cùng nhan lộ thanh. Bởi vì là sau gia nhập, nhan lộ thanh đặt phòng thời điểm, khách sạn này chỉ còn lại 6 phòng. Mà trong phòng phòng hình lớn nhất diện tích cùng phổ thông bộ ba không sai biệt lắm, bên trong có hai cái phòng ngủ, nàng hỏi qua cố từ về sau liền đặt trước căn này. nhìn thấy đám người kinh dị ánh mắt, mà cố từ không có chút nào giải thích dự định, nhan lộ thanh đành phải từ đầu tới đuôi giải thích một lần. sau đó chính là tự do hoạt động. bọn hắn buổi sáng tìm khách sạn phòng nghỉ tụ cùng một chỗ nói chuyện phím, nói nhiều là đã từng chuyện lý thú, nhan lộ thanh không chen vào lọc lời mà cố từ vậy mà cũng không có tham dự vài câu. Ân Ninh An tấp nập âm thầm cu hắn, thuốc cao số 1 thuốc cao số 2 cũng ra sức công khai cu hắn, cũng chỉ là để hắn cười nói ra một tiếng, quên không sai biệt lắm. Đưa tới một mảnh hư thanh. Giữa trưa ăn cơm xong, mấy người liền trở về phòng của mình ở giữa thu thập hành lý. Cái này cùng bộ ba đồng dạng lớn phòng chủ yếu đại ở phòng khách, hai cái phòng ngủ diện tích cùng giường đều không khác mấy lớn. Làm mười mấy người biến thành hai người, quanh mình liền đột nhiên an tĩnh lại. Cố từ, nhan lộ thanh dẫn đầu đánh vỡ im lặng, ngươi chọn trước đi. Nàng cảm thấy mình đương nhiên muốn để mang công chúa từ, dù sao tâm hắn không cam lòng tình không muốn, là bị nàng cứng rắn lôi ra ngoài. Phản phất biết nàng đang suy nghĩ gì, cố từ nhìn xem nàng, khóe mắt bao hàm cười, được, cảm ơn nhan tiểu thư. Nhan tiểu thư, lại là loại này rõ ràng dứt khoát người đặc sắc. Ấm giọng cười nói, để cho người ta như một xuân phong âm dương quái khí. Cố từ nói xong cảm ơn, chọn cái cách cửa hơi xa một chút cái gian phòng kia, cho nhan lộ thanh lưu lại lân cận cái gian phòng kia. Hai người đều là sáng sớm bò dậy, riêng phần mình ngủ cái ngủ trưa. Lúc chiều mặt trời lại lần nữa đi ra, cố từ vẫn là không có tỉnh. Hắn không đóng cửa, cho nên nhan lộ thanh có thể trực tiếp đứng tại phòng khách, theo cửa phòng ngủ trông thấy hắn nằm ở trên giường một đạo cắt hình đây rốt cuộc là rất không ngủ ngon. Nửa đường trên xe ngủ lâu như vậy bây giờ lại vẫn là không ngủ đủ. Nhan lộ thanh rón rén ra cửa, đầu tiên là liên hệ đại hắc tiểu hắc, hai người này nói không yên lòng an toàn của bọn hắn, nhất định phải theo tới. Lớn nhỏ hắc ở địa phương khoảng cách nàng cùng cố từ khách sạn cũng chỉ có 200 mét. Sẽ cùng hoàn tất, nhan lộ thanh cảm thấy mình cũng không có việc gì làm, liền muốn ở phụ cận đây dạo chơi, dù sao điệp diệp sơn giả là vốn là một cái điểm du lịch một trong, nếu là có cái gì vật có ý tứ còn có thể mang về cho cố từ chơi đùa. Kết quả ba người một con đường mới vừa đi dạo xong, vượt qua một cái góc đường, nhan lộ thanh liền thấy một cái một thân hắc trung niên nam nhân quỷ quỷ túy túy đi theo một thiếu nữ sau lưng, hình thái rất không bình thường. Giữa ban ngày liền có gã bị ổi để mắt tới xinh đẹp muội muội, không muốn mặt. Nhan lộ thanh vừa mắng một bên thả nhẹ bước chân, ra hiệu lớn nhỏ hắc cũng cùng nhau đuổi theo gã bị ổi giờ này khắc này phần lớn người mới ngủ trưa mới vừa tỉnh đi leo núi còn không có trở về nơi này hẻm nhỏ đều vẫn cứ hẹp trên đường liếc nhìn lại chỉ có mấy người bọn hắn nhan lộ thanh cách rất gần phát hiện thiếu nữ mặt trên người tựa hồ là đồng phục ngoạ tàu kia xinh đẹp muội muội vẫn là cái học sinh cấp 3, nàng chính cảm khái công phu đột nhiên gã bị ổi hướng phía thiếu nữ tới liền cái trăm mét bắn vọt nhan lộ thanh bị giật nảy mình, kịp phản ứng, lập tức cũng chạy theo. Cả bị ổi nắm lấy tay của thiếu nữ cổ tay, mắt thấy muốn đem người xoay đi, nhan lộ thanh kéo lấy cái này rách rưới thân thể chạy không nhanh, gấp điên cuồng đập tiểu hắc. Mau đuổi theo mau đuổi theo đem hắn ngăn lại đừng để hắn cướp sắt. Sau đó không giải thích được trên đất bằng ngã một phát. Đại hắc vội hỏi. Ngài không có sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, xuyên quần dài, nhanh 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 chúng ta mau qua tới. Té ngã không thể trở ngại cước bộ của nàng, nhan lộ thanh vỗ vỗ đầu gối đứng lên, lập tức dùng tốc độ nhanh hơn vọt tới góc trẻ khi thấy tiểu hắc đem gã bị ổi một tay chế trụ tràn cảnh. Nhìn thấy nhan lộ thanh, tiểu hắc báo cáo. Nhan tiểu thư, muốn báo cảnh sao? Báo, nhất định phải báo. Nhan lộ thanh nói xong, quay đầu đi tìm thiếu nữ kia, nàng chính tựa ở trên tường ôm cánh tay, nhìn đặc biệt bất lực. Nhan lộ thanh trước hết nhất nhìn thấy chính là thiếu nữ kinh hoảng sợ hãi con mắt, không có chú ý cái khác, trực tiếp đi lên ôm ôm bờ vai của nàng, không có sao chứ muội muội. Hắn không có làm bị thương ngươi đi. Cứ như vậy một tiếng, cô bé kia ô nghẹn ngào nuốt liền dựa vào mang nàng khóc. Giờ này khắc này, ai cũng không có chú ý, ông hai người bên cạnh đi ngang qua một cái cùng thiếu nữ chính xử đồng dạng tuổi tác, ánh mắt lại không hiểu mê mang cao thiếu niên. Nhan Lộ Thanh thụ nhất không mỹ nữ khóc. Vừa rồi thấy thiếu nữ mặt, mặc dù không thấy rõ, nhưng liền hình dáng cũng tuyệt đối là cái mỹ nhân. Nơi này là du lịch khu, đại hắc báo cảnh về sau đem người áp đi đưa đến khoảng cách gần nhất quản lý bộ trước áp lấy, tiểu hắc lưu tại cái này. Nhan Lộ Thanh đem thiếu nữ theo trên bờ vai vớt lên, đang chuẩn bị cho nàng lau lau nước mắt thời điểm, cả người lại như là trong gió hóa đá bình thường, cứng đờ nàng cứng nhắc được chân thực quá rõ ràng, thiếu nữ nghi hoặc, tiểu hắc cũng nghi hoặc. Nhan lộ thanh trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Không sai. Nàng không nhìn lầm. Cái cô nương này xác thực đẹp, mười mấy tuổi cũng có thể nhìn ra là mỹ nhân bại hoại, nhưng là trên mặt của nàng cùng của nàng quanh thân đều tung bay loại kia phi thường lập thể phi thường ba dê còn mang theo vần sáng đặc hiệu. Cánh hoa hồng. Trực tiếp như vậy trí thông minh xung kích cùng phản khoa học xung kích, để Nhan Lộ Thanh sợ ngây người. Nàng trong nháy mắt này là thật quên đi vết xe đổ, lại theo bản năng chọc chọc Tiểu Hắc, dùng cực nhỏ khí âm thanh đối với hắn cảm khái. Đại Thảo Nguyên, ngươi nhìn thấy nữ hài kia trên thân trên mặt một đống cánh hoa rồi sao? Tiểu Hắc trầm mặt nhìn nàng một hồi, lại giữ im lặng quay đầu gọi điện thoại gọi cho Khúc bác sĩ. Khúc bác sĩ, không tốt nhan tiểu thư lại xuất hiện mới ảo giác, cảm thấy trên mặt người có hoa. Nhan lộ thanh. Quá cỏ quá cỏ quá cỏ. Tỷ tỷ. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, nàng nhìn xem nhan lộ thanh, trịnh trọng cho nàng cúi mình vái chào, cám ơn ngươi. Mà nhan lộ thanh trong mắt chỉ có những cái kia sẽ căn cứ nàng cúi đầu mà biến hóa vị trí cánh hoa hồng. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, còn nói. Ta là theo chân lớp đến bên này dạo chơi ngoại thành học sinh cấp 3, ta gọi Khương Bạch Sơ, thật không biết làm sao đa tạ tỷ tỷ mới. Tỷ tỷ, ngươi đang nghe sao? Nhan Lộ Thanh nhìn xem nàng cánh môi lúc mở lúc đóng, tổng nhịn không được nhìn những cái kia phản phất sẽ lưu động cánh hoa. Đợi một chút, nàng nói nàng kêu cái gì? Khương Bạch Sơ. Khương Bạch Sơ. Cái tên này, Nhan Lộ Thanh không có khả năng nhớ lầm nàng bá ngẩng đầu nhìn xem trước mặt cái này mỹ lệ thiếu nữ. Đây là nguyên thư nữ chính, Khương Bạch Sơ. Trách không được. Trách không được một nghe điệp dịp núi nhan lộ thanh liền luôn cảm thấy như thế quen tai. Trách không được thiếu nữ mặt sẽ có đắt như vậy hoa hồng đặc hiệu, bởi vì nàng là nữ chính A. Khương Bạch Sơ nhìn xem người trước mặt ánh mắt từ kinh nghi ngờ chuyển thành cực nóng, lại trở nên có chút xấu hổ. Cái kia. Tỷ tỷ, trên mặt ta có cái gì không có lau sạch sẽ sao ngươi thật giống như tổng nhìn chằm chằm xác thực có nhưng nhan lộ thanh vẫn lắc đầu một cái cầm tay của nàng thành khẩn nói không ta là nhìn dung mạo ngươi quá đẹp mới tổng nhịn không được nhìn nữ chính khương bạch sơ khuôn mặt nhỏ bá đỏ lên qua maria ta chờ thời trong chốc lát công phu ngươi màu hồng vì cái gì đột nhiên tăng một mảng lớn còn thăng lên mấy cấp có người đột nhiên đối ngươi thích giá trị. Hay là cảm động giá trị. Tóm lại màu hồng loại này đột nhiên rất cao ài. Mắt ca bắt ca thanh âm hưng phấn ở bên tai vang lên, lung tung bát quái, cái này mấy tiếng bên trong ngươi chẳng lẽ có người theo đuổi sao. Nhưng nhưng dễ nghe thiếu ngữ âm mới hưng phấn không bao lâu, lại đột nhiên chuyển thành kinh nghi. Chờ một chút, không đúng. Không thích hợp, thế nào? Nhan lộ thanh ý niệm hồi phục ba chữ. Ngươi có phải hay không sửa lại cái gì kịch bản? Ta không phải cứu được người sao? Ta chỗ nào sửa lại kịch bản? Không đúng, chính là cứu người xảy ra vấn đề. Đây là Khương Bạch sơ cùng Nam Chính lần đầu gặp tràn cảnh, nàng hẳn là bị Nam Chính cứu mà không phải bị ngươi, ngươi một màn như thế hiện Nam Chính liền thành người qua đường. Mắt Ca Bát Ca không biết đi làm cái gì, qua năm giây mới nói tiếp, ta tra được, ta tra được, ngay tại vừa rồi. Nam chính đã một mặt mộng bước đi ngang qua các ngươi. Nhan lộ thanh. Giống như, xác thực, Khương Bạch Sơ là bị Nam chính cho ở chỗ này cứu. Đây là toàn thư khúc dạo đầu, bọn hắn tình yêu chuyện xưa bắt đầu, khung sáo cũ cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân, tại 16 tuổi trong lòng gieo nảy sinh hạt giống. Xong. Nảy sai mầm. Nàng đem Nam chính phần diễn cho đoạt. Lưu bút mắt tác giả có lời muốn nói đi ngang qua một mặt mộng bức cao thiếu niên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vì cái gì ta cảm thấy ta hôm nay hẳn là cứu chút gì. Ha 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 đến từ bình luận khu một cái tiểu khả ái. Thế nhưng là Maria có thế có cái gì ý đồ xấu đâu tiếp Sẽ không hủy đi nhân vật chính gốc, chính là Nguyên Nam chính được hơi nhiều đi một đoạn đường, đại khái song càng treo chọc của vê Đức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sau đó hy vọng các bảo bối có thế nhiều bình luận chữ nổi đếm, tốt nhất 25 tự ô ô ô, muốn cho nhẹ nhàng cùng công chúa từ trướng vừa tăng điểm tích lũy PS, hôm nay có mấy tiểu khả ái phát, đại lão làm sao còn không càng, đáng yêu đến to. Chương 12 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không trốn chương 12 Nhan lộ thanh chính tại chỗ cứng đờ thời điểm, đại hắc trở về báo cáo nói gã bị ổi đã bị mang đi. Mà nữ chính Khương Bạch Sơ lần nữa nói với nàng tạ, đồng thời nói mình lập tức sẽ đến tập hợp thời gian lấy đi. Nhan lộ thanh liền tại trong hoảng hốt tăng thêm Khương Bạch Sơ uy chát, đưa mắt nhìn nữ chính rời đi. Mát ca bắt ca còn tại trong đầu của nàng hỏi. Cho nên Maria vì cái gì đột nhiên muốn cứu nữ chính? Thật là trùng hợp gặp được sao? Nhan lộ thanh ý niệm hồi phục. Ta nhìn cái này tiểu khả ái kém chút chịu ức hiếp, ta liền vọt lên. Khả nàng chỉ là muốn bị nhẹ nhàng đẩy thoáng cái, nam chính liền sẽ lập tức xuất hiện tại chỗ hoặc cứu nàng. Nhan lộ thanh lẽ thẳng khí hùng. Vậy ta lại không biết, ta chỉ biết là ta không thể để cho mỹ nữ bị bắt nạt ta. Mắt ca bắt ca. Phục. Nhan lộ thanh đầu óc cũng rối bời, nàng bắt đầu hồi ức. Ban sơ Mắt ca ca xuất hiện thời điểm nói qua cái gì tới, không thể thay đổi động kịch bản. Ý là nhỏ chi tiết tùy tiện đổi, dù sao cũng là người khác nhau, không có một cái nào ngoại lai xuyên thư người có thể hoàn toàn chiếu vào nguyên kịch bản nguyên nhân vật đi, nhưng là không thể thay đổi động đại phương hướng, tỉ như nhân vật chính thời gian nào điểm ở vào địa phương nào một loại. Nàng đến điệp dịp núi là vì cái gì? Vì dựa theo hệ thống nói thuận theo nguyên thư kịch bản đại phương hướng. Khi nàng cái này sống nào chỉ là cải biến lớn phương hướng. Nàng mẹ nó đem người vật đều cho đổi. Mắt ca ca tại trong đầu của nàng lầm bầm lầu bầu thanh âm nghe rất sụp đổ. Này làm sao xử lý? Này làm sao xử lý? Ta vừa mới nhậm chức ta không nghĩ sớm như vậy thay đổi một cái túc chủ ô, Maria vẫn rất đáng yêu. Nhan lộ thanh. Không phải đâu chẳng lẽ ta sẽ chết. Nhan lộ thanh ý niệm đánh gãy nó. Ngươi chờ một chút. Cái gì gọi là hạ nhiệm A, à, ngươi làm sao bây giờ liền bắt đầu tìm nhà dưới ta lại bởi vì hành động này mà trở nên thế nào sao? Là như thế này. Kịch bản chệt hướng 24 giờ bên trong là có thể bổ cứu, tỉ như sự kiện mở đầu chệt hướng, xuyên thư người có thể được sự giúp đỡ của chúng ta đem kịch bản cuối cùng khôi phục quỹ đạo. Nhưng ngươi chiếm nam chính nhân vật, để hắn trong đoạn thời gian này không chỗ có thể đi, đây là đã làm qua không cách nào cải biến, cho nên. Cho nên. Nhan lộ thanh phờ phạt mà nói tiếp, coi như bổ cứu, ta vẫn như cũ sẽ bị trừng phạt mắt ca, ca cẩn thận từng ly từng tí bổ sung nhưng là sẽ không đi thế nàng đột nhiên nhớ tới cái kia quái lạ đất bằng quẳng khẳng định chính là cái này thế giới lực lượng nào đó đang ngăn trở nàng nhan lộ thanh thở dài ngươi nói đi muốn làm sao bổ cứu cùng lớn nhỏ hắc ước định cẩn thận sau một giờ gặp lại nhan lộ thanh thất hồn lạc phách trở lại trong khách sạn nàng một cửa gian phòng An vị ở trên thảm dựa lưng vào ghế sofa ngưỡng vọng trần nhà hiện lên cá muối co quắp hình, trên thân một trận rét rung, một trận phát nhiệt. Trước mặt cửa đột nhiên truyền đến một tiếng, két cạch, cửa quay nắm tay âm thanh. Cố từ bưng cái chén nước từ bên trong đi tới. Nơi này hết thảy trang hoàng đều rất có nhà ở cảm giác, phòng khách phá lệ lớn, cố từ mở ra chân dài đi ngang qua nàng tới tivi bên cạnh tiếp chén nước, sau đó từng ngụm vừa uống vừa đi trở về. Nhan lộ thanh phản ứng chậm nửa nhịp Hậu tri hậu giác chấn kinh Không phải đâu Ngươi vậy mà mới tỉnh ngủ Đều ngủ bao lâu Ngươi thật đúng là ngủ đẹp Nhan lộ thanh đang muốn nói ra Chính mình đã từng cho hắn lấy Ngủ đẹp từ ngoại hiệu Đã thấy đến cố từ ánh mắt bình tĩnh quét tới Trong nháy mắt sửa miệng Ta nói là vô ngủ chuyển thế Cố từ nhìn xem nàng Mới vừa tỉnh bộ dáng giống như là không vui nói chuyện Đột nhiên hắn ánh mắt đột nhiên định tại mỗi một chỗ tự hồ lúc đầu dự định lần nữa đi ngang qua lại bởi vì kia một điểm mà nửa đường chuyển biến lộ tuyến hướng phía nàng đi tới nhan lộ thanh cứ như vậy ngồi phịch ở trên mặt thảm nhìn xem hai đầu thẳng tắp chân dài ở trước mặt nàng đứng vững nàng ngẩng đầu lên không khỏi cảm khái mặc dù là từ dưới lên trên tử vong góc độ chân dài mặt của chủ nhân cũng vẫn như củ đẹp mắt vô cùng chân dài chủ nhân hỏi ngươi đi đâu nhan lộ thanh nhẫn nhịn nửa ngày. Ta tới làm yêu. Cố từ nhìn chầm chầm nàng đầu gối, nhạc tiếng nói. Ừm, đã nhìn ra. Nàng vậy mới thuận cố từ ánh mắt nhìn sang. Là cái kia đất bằng quảng dở trò quỷ, của nàng quần thể thao đập phá, nhưng là làn da không có đập phá, chỉ là đầu gối chung quanh có chút hiện xanh, nhan lộ thanh bị trước đó phản khoa học xung kích thậm chí quên đi nơi này đau đớn. Nhan lộ thanh gặp cố từ lại đi đi về trước hai bước, mà chân sau bước nhất chuyển, ngồi ở trên ghế salon. Hắn lại uống một hớp, mới vừa uống xong nước tiếng nói mát lạnh êm tai, làm cho người thư thái. Ngươi kia hai cái bảo tiêu đâu? Bọn hắn cùng ta cùng nhau đi a. À? Nhan lộ thanh hỏi, thế nào? Nửa giờ sau. Sớm đến khách sạn dưới lầu chờ mang đại hắc tiểu hắc xa xa nhìn thấy nhan lộ thanh đi tới bên người còn đi theo một cái khác rất quen thuộc gầy gò cao thân ảnh tiểu hắc hướng về phía cố từ vấn an đại hắc cũng cùng cố từ chào hỏi ngài làm sao cũng cùng đi rồi từng cố từ với hai người gật gật đầu cố từ khung kính dưới ánh mặt trời tựa hồ có lưu quan, lộ ra hắn mang chút ý cười mặt càng thêm trắng nõn tuấn tú hắn ngữ điệu ôn hòa nói ta đến cũng là bởi vì nghe nói hai người đều ngăn không được nàng té ngã thật tò mò Nhan lộ thanh. Đây là lập tức tổn hại ba người à. Tiểu hắc. Ta không biết nên làm sao hồi đổi nhưng là ta giống như bị âm dương quái kiết. Đại hắc thì thành tâm đáp. Khi xác thực vẫn là ngài đi theo an toàn hơn một điểm. Một cái là bởi vì nhan tiểu thư tự hồ đặc biệt nghe cố từ. Một cái là cố từ cứ việc dung mạo xuất chúng lại nhìn xem gầy gò. Nhưng hắn loại kia khí chất là thật làm cho người phát ra từ nội tâm cảm thấy đáng tin nhan lộ thanh không nghĩ so đo nhiều như vậy nàng đơn giản bắt đầu giảng thuật chính mình chuyện sắp phải làm tóm lại các ngươi coi như ta lần này là đến nối tơ hồng cái gọi là sửa đổi kịch bản sửa đổi chính là đến tiếp sau nhan lộ thanh đem nam nữ chính bắt đầu thời cơ cho làm rối loạn điều này sẽ đưa đến nam chính anh hùng cứu mỹ nhân sau mang theo nữ chính hồi chỗ tập hợp nam chính an ủi nữ chính nữ chính sợ hãi tự mình một người hành động lại không tốt ý tứ nói cho người khác biết kinh nghiệm của mình thế là tới tìm nam chính cùng nhau hành động đợi một hệ liệt kịch bản đều không thể phát sinh nhan lộ thanh mục đích của chuyến này chính là ở phía trước bị đánh loạn tình huống dưới lại nghĩ biện pháp để nam chính tới tìm nữ chính để cho hai người liên hệ với có hậu tục phát triển mục tiêu của nàng là tìm được trước nam chính kế hoạch là hành sự tùy theo hoàn cảnh không có kế hoạch bởi vì học sinh thống nhất mặc đồng phục, mấy người rất nhanh tới nam nữ chính chỗ học sinh cấp 3 chỗ tập hợp. Bọn hắn tự hồ buổi tối chuẩn bị cắm trại giả ngoại, các nữ sinh không có bóng dáng, các nam sinh ngay tại chuẩn bị các loại tư liệu. Cùng mắt ca bắt ca xác nhận qua đây chính là nam chính chỗ lớp, nhan lộ thanh tùy tiện tìm cái nam sinh nói. Đồng học, tìm các ngươi một chút ban tề nghiễn xuyên. Một nam một nữ cùng một cặp bảo tiêu, một nam một nữ này dáng dấp còn đặc biệt không giống như là người bình thường. Nam sinh kỳ quái đến muốn mạng, một bên quay đầu đi một bên tìm người. Nhan lộ thanh đang đợi, lại nghe được bên người cố từ đột nhiên đặt câu hỏi. Tề nghiễn xuyên là ngươi lấy nối tơ hồng người. Từng. Nhan lộ thanh dừng một chút, thế nào, ngươi biết. Cố từ không có trả lời. Hắn giống như là thuần túy hiếu kỳ, lại giống là đang suy đoán cái gì, đột nhiên cười nhạt nhìn về phía nhan lộ thanh, ngươi lấy dắt cho hắn là ai? Cái này chờ một lúc ngươi sẽ biết, ta bây giờ nói ngươi cũng không biết. Dựa theo thời gian tuyến, cố từ cùng nam nữ chính còn phải có mấy năm mới có thể nhận biết. Nhan lộ thanh thuận miệng đáp xong liền không lại chú ý vấn đề này, bởi vì một người mặc HT thiếu niên chính hướng phía mấy người đi tới. Hắn ngủ quan tuấn lãng, có cái tuổi này đặc biệt góc cạnh, giữa lông mày một cổ rõ ràng vứt kình, nhìn thấy mấy người liền không khách khí chút nào nói. Tìm ta có việc. Tề nghiễn xuyên đúng không? Ngươi hảo, ta là. Nhan lộ thanh đang muốn giới thiệu chính mình, chờ đến đông đủ nghiêng mực xuyên đến gần, nhìn thấy nam chính mặt, nàng nghĩ nói lời trong nháy mắt toàn bộ thể trở về trong dạ dày. Cứ mạng A. Của nữ chủ cánh hoa hồng thì thôi, dù sao phối hợp vần quanh đặc hiệu thật đẹp mắt. Nhưng vì cái gì cái này nam chính trên người trên mặt là tại tung bay ba dê lập thể lá tùng A. Khi lập thể lá tùng, liền phản phất hắn toàn thân lớn một đống lục sắc châm đồng dạng. Nhan lộ thanh thật rất muốn hỏi hắn một tiếng. Huynh đệ, ngươi không đâm sao? Tề nghiễn suy nhìn trước mặt nữ sinh chậm chạp không nói lời nào, một mặt đờ đẫn biểu cảm, càng không kiên nhẫn được nữa, tìm ta có việc sao? Mắt ca bắt ca tại trong đầu của nàng gõ nàng. Maria. Đây không phải ngươi nhã rảnh thời điểm. Ngươi sẽ ở nhân vật chính đoàn mặt nhìn thấy đồ vật là bởi vì tác giả dùng nhiều nhất từ nhiều lần để hình dung bọn hắn. Không muốn ngạc nhiên. Nhan lộ thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên thư hoàn toàn chính xác thường xuyên dùng hoa hồng đồng dạng cánh môi, hoa hồng thơm, hoa hồng đồng dạng da thịt đợi một chút hình dung nữ chính Khương Bạch Sơ. Như vậy nam chính. Dĩ nhiên là đứng nghiêm như là một gốc cây tùng, nhàn nhạt tươi mát tuyết tùng vị, thẳng tắp như tùng. Cho nên hắn đặc hiệu chính là biến thành một gốc hình người cây tùng. Nhan lộ thanh mặt niệm ba lần, thế giới chi đại không thiếu cái lạ, mới miễn cưỡng đối viên này hình người cây tùng tổ chức hảo ngôn ngữ. Các ngươi lớp bên cạnh Khương Bạch Sơ đồng học, ngươi biết a? À? Tề nghiễn xuyên mặt lướt qua một tia vi diệu biểu cảm. Mà nhan lộ thanh không nhìn thấy, bên người nàng đứng đấy trên mặt người cũng lướt qua một tia vi diệu biểu cảm. Nhan Lộ Thanh hiện tại không có tâm tình phân tích nam chính cái này sợi vi diệu vi diệu ở nơi nào, nàng đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói ngươi là lần này lão sư chỉ định du lịch mùa thu hoạt động hai cái lớp người phụ trách, cho nên mới tới tìm ngươi. Đây là Mát Ca Ca nhắc nhở nàng nguyên thư đề cập tới nam chính thân phận. Sau đó, Nhan Lộ Thanh đem Khương Bạch Sơ sự tình uyển chuyển thuật lại một lần, cường điệu nói Khương Bạch Sơ dọa cho phát sợ, nữ hài tử phi thường cần người bồi nhưng lại chắc chắn sẽ không chủ động đem loại sự tình này nói ra miệng đợi một chút một hệ liệt dẫn đạo tính ngôn ngữ. Đang nghe Khương Bạch Sơ trải qua cái gì về sau, tề nghiễn xuyên rõ ràng sửng sốt một chút. Quả nhiên, coi như thời cơ không, nam nữ chính ở giữa vẫn là có khác biệt bình thường ràng buộc. Nhan lộ thanh bởi vì hắn cái này một cái biểu cảm liền đã nhìn ra, đến tiếp sau sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Cuối cùng nhan lộ thanh chuẩn bị nói từ biệt thời điểm, tề nghiễn xuyên sờ lên cái cầm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi cơ hồ cùng Khương Bạch Sơ đồng dạng vấn đề. Ngươi nói chuyện thời điểm vì cái gì tổng nhìn ta chầm chầm mặt nhìn. Trước mặt nữ sinh này ánh mắt thật sự là quá nhìn thẳng không cách nào không để mắt đến. Đương nhiên là bởi vì con mẹ nó ngươi lớn một thân xanh mơn mởn cây tùng A. Nhan lộ thanh oán thầm xong, cũng giả cười dùng cùng Khương Bạch Sơ đồng dạng lấy cớ lấp liếm cho qua, nhìn ngươi là bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt nam chính không giải thích được quét đám người này nhìn một cái cuối cùng không nói một lời quay đầu đi không phải hướng phía đám kia nam sinh phương hướng không phải tiếp tục làm việc phương hướng đại khái xuất hắn là tới tìm khương bạch sơ nhan lộ thanh nhìn xem cây tùng dần dần đi xa tương đương cảm khái thở dài không có chú ý tới người bên cạnh là biểu tình gì nàng túng thoáng cái cố từ tay áo cố từ ta về sau tuyệt đối tuyệt đối sẽ không dùng cây tùng để hình dung ngươi nhan lộ thanh tự nhận là hoàn thành nhiệm vụ nguyên bản tâm tình vui vẻ hồi khách sạn gian phòng cũng không biết là trời mưa xuống khí hạ nhiệt độ nàng cảm lạnh vẫn là thân thể này có bệnh tái phát hoặc là cái gọi là trừng phạt nhanh như vậy đã đến nàng buổi chiều một trận lạnh một trận nóng triệu chứng lại lần nữa đánh tới đồng thời vừa mới tiến cửa gian phòng chính là mắt tối sầm lại nếu không phải cố từ kịp thời lôi nàng một cái Nàng đoán chừng chính mình sẽ làm trận biểu diễn lấy đầu đập đất. Nhan Lộ Thanh trước đó nghĩ đến lấy sủng ái Cố Từ, đem rời khỏi phòng cửa gần phòng ngủ tặng cho hắn ở, hiện tại thì là Cố Từ viện nàng tiến vào phòng ngủ nằm xong, nàng nằm tại Cố Từ buổi chiều ngủ mấy giờ trên giường, còn che kín chăn mền, không đầu không đuôi nghĩ. Bốn bỏ năm lên, nàng cùng Cố Từ cũng là che lại một giường chăn mền quan hệ. Cố Từ gọi điện thoại để người của khách sạn đưa thuốc cùng nhiệt kế đi lên trước lúc này còn nhớ rõ cho nàng cái trán nắp lên lạnh khăn mặt. Hắn cho dù là đang chiếu cố người thời điểm cũng lộ ra phi thường có trật tự, thành thạo điêu luyện, nhưng lại tương đương chu đáo. Thừa dịp cố từ tới thay lông khăn, nhan lộ thanh mở ra điện thoại nhìn xuống uy chát. Nàng không có thêm tề nghiễn xuyên uy chát, một cái là bởi vì nàng cảm thấy cái kia mặt lạnh thiếu niên sẽ không đồng ý, một nguyên nhân khác là, dù sao nàng tăng thêm nữ chính Khương Bạch Sơ, hai người trải qua cái gì không phải là có thế nhìn thấy. Nàng điểm cùng Khương Bạch Sơ khung cha, nhìn thấy nữ sinh đỉnh đầu nhảy ra màu đỏ cùng màu hồng bong bóng. Màu đỏ cùng màu hồng. Nhan lộ thanh trước điểm màu đỏ, Khương Bạch Sơ. Tề nghiễn xuyên là có bệnh sao? Quái lạ đem ta theo tiệc tối tóm đi lại hỏi cái gì cũng không nói, hắn cảm thấy chính hắn rất chảnh sao. Nhan lộ thanh. Khi bất kể nói thế nào, còn có màu hồng bong bóng đâu, ít nhất là cái gì cảm động chờ mong a à một loại cảm xúc có màu hồng tổng hẳn là hướng tốt phương hướng phát triển. A, à, nghĩ như vậy, nàng lại điểm màu hồng, hương bạch sơ. Buổi chiều cái kia xinh đẹp tỷ tỷ đang làm gì đâu? Nàng thật đáng yêu, ta rất muốn tìm nàng nói chuyện phím a. À. Nhan Lộ Thanh. Ngoại tàu, cho nên hai người bọn hắn không có dựa theo kịch bản phát triển đến, chẳng lẽ đây là nàng hiện tại phát sốt nguyên nhân? Nhan lộ thanh đang muốn tiếp tục trúng của nàng bong bóng nhìn xuống, điện thoại đột nhiên bị rút đi. Rất ngoan nằm. Cố từ nói xong, lại cho nàng trên trán đổi cái khăn lông. Bởi vì tay thấm qua nước lạnh, cả người hắn dựa đi tới đều mang lành lạnh khí tức. Nhan lộ thanh hướng hắn bốc lên khí lạnh tay nơi đó cọ sát, ngoan ngoãn gật đầu. Nhà. Trước mặt kệ kia hai, tranh thủ thời gian dưỡng tốt bệnh quan trọng, nếu như bệnh này nuôi thật tốt nhan lộ thanh thiêu đến khó chịu tăng thêm mới vừa xem hết nam chính kia một thân xanh mơn mởn cây tùng cây tùng vô tội nam chính vô tội nhưng cây tùng sinh trưởng ở nam chính trên thân còn biến thành ba dê đặc hiệu đó chính là tội lớn ngập trời nhắm mắt lại liền đầy trong đầu hình người cây tùng nàng cảm thấy mình đầu óc đều bị ô nhiễm thế là lại mở mắt ra ánh mắt đuổi theo cố từ nàng nhất định phải nhìn nhiều xem cố từ tắm một cái con mắt nhan lộ thanh hưởng thụ lấy cố từ chiếu cố thưởng thức cố từ mỹ nhan nửa ngày thở vào một hơi a à, ta hiện tại đầu óc không dễ dùng lắm nhớ không nổi cái gì quá thích hợp hình dung từ nhưng nói tóm lại nói mà tóm lại cùng đối nam chính qua loa khác biệt nàng trịnh trọng khen ngợi hắn cố từ dung mạo ngươi là thật đẹp mắt một màn đồng dạng lý do thoái thác mai mở ba độ nguyên bản đang đem nhiệt kế bỏ vào nàng tai cố từ đột nhiên động tác dừng lại hai giây hẳn đến nhiệt kế phát ra tích thanh âm nhắc nhở nhan lộ thanh nhìn xem cố từ nhìn lướt qua nhiệt kế bên trên số lượng mà hậu chiêu chỉ tùy ý hất lên nhiệt kế liền bị ném đến bên cạnh tủ đầu giường phát ra ba một thanh âm vang lên đẹp mắt hắn lặp lại một lần hai chữ này bỗng nhiên liếc mắt cười một tiếng cố từ đồng tử thâm thúy đen nhánh khóe miệng ý cười lưu luyến giống như là đang nói cái gì mập mờ hắn gằn từng chữ gọi nàng danh tự nhan lộ thanh, trong miệng ngươi đẹp mắt là bán buôn sao. Lưu bút mắt tác giả có lời muốn nói. Công chúa mỉm cười. Cái này đẹp mắt là một hình dung của ta, vẫn là người bên ngoài đều có. Bình luận khu tiểu khả ái hất ha ha ha, hôm nay là đại ngọc từ. Cuối cùng trên tóc đến đây. Không có bắt kịp lễ tình nhân thật có lỗi ô ô ô, bình luận vẫn là đều phát hồng bao. Chương 13 13 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trừng phạt chương 13 Hôm nay bên ngoài hạ nhiệt độ lợi hại, cho nên gian phòng bên trong mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ thích hợp. Nhan lộ thanh nằm trên gối đầu còn có mùi thơm nhàn nhạt, không biết có phải hay không là cố từ trên người, dù sao hiện tại đối với nàng mà nói chỉ cần không phải lạnh thấu xương tùng hương, đều phi thường dễ ngửi. Nhan lộ thanh cảm thấy mình mặt nóng lên, càng ngày càng nóng một nửa bởi vì phát sốt, một nửa thì là bởi vì cố từ chất vấn. nàng vốn định phản bác, bởi vì nàng rõ ràng là xuất phát từ nội tâm khen hắn, khả lại đột nhiên phát hiện. mặc kệ là rung mổ phía trên phía hết tâm tư khen người bình luận, vẫn là đối với nguyên thư nam nữ chính tán dương. theo chính bình miệng bên trong nói ra, đẹp mắt, tần xuất sắc thực cao đến giống như là chợ bán thức ăn bán buôn đi ra. bán buôn cái từ này, cố từ vậy mà dùng tương đương tinh chuẩn không hổ là gọi quật nam nhân nhan lộ thanh chỉ có thể cực kỳ khô quắt đối với hắn giải thích mặc dù ta thổi phòng đến mức nhiều nhưng ngươi không giống nói ra mới phát hiện cái này cực kỳ giống mặc dù ta tiền nhiệm nhiều nhưng ngươi không giống kinh điển cặn bã nam trích lời cố từ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy trên mặt hắn ý cười sâu hơn người này cười bình thường đều không phải là bởi vì vui vẻ nhan lộ thanh quan sát qua trừ bỏ cá biệt tình huống Hắn cười hoặc là bởi vì sẽ phải âm dương quái khí, hoặc là ngay tại âm dương quái khí. Như vậy lúc này, hắn không nói chuyện, tất yếu chính là ở trong lòng âm dương quái khí. Nhan Lộ thanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng đại hồng bào ngữ khí đóng vai đáng thương. Ta không phải đều nói hiện tại đầu óc đốt từ ngữ thiếu thốn, ngươi thật lấy cùng một cái sốt cao bệnh nhân so đo như thế một cái từ sao? Nàng dừng một chút, cường điệu. Mà lại bệnh nhân này vẫn là thật lòng. Nói xong, nhan lộ thanh cố gắng nháy mắt, mưa toan làm ra loại kia doanh doanh xuân thủy mắt, điềm đạm đáng yêu bệnh mỹ nhân cảm giác, tự như là công chúa từ nằm tại trên giường bệnh phi thường làm người thương yêu yêu cái bộ dáng này. Làm sao nàng cái bệnh này là sốt cao, con mắt làm được tựa mẹ hắn sa mạc Sahara, chen lớn nửa ngày đem mặt đều chen chua còn không có gặp một chút thủy nhuận. Cố từ xoay người theo tủ đầu giường vớt qua chén nước, trắng nõn thon dài đốt ngón tay có tiết tấu tại trên ly gõ hắn có chút hăng hái nhìn nàng nửa ngày, miễn cười nói. Đừng ép, giống trúng gió. Cố từ tổn hại là tổn hại, chủy độc là độc, nhưng độc xong vẫn là xoay người đi cho nàng đổ nước nóng, ngược lại xong còn mượn lực đỡ nàng dậy, lời ít mà ý nhiều. Uống nó. Vẹn vẹn ngắn gọn ba chữ liền để nhan lộ thanh cảm động đến không được. Nàng một bên uống nước một bên nghỉ, mặc dù là bị trong nguyên sách định vị làm nhân vật phản diện đại lão nhân vật, nhưng là cố từ nếu không phải bị nhiều như vậy bờ bức bách hắn thì tốt biết bao đâu chính là giống bây giờ tốt như vậy đi nhiều thuần thiện lại tỉ mỉ thiếu niên a à. nhan lộ thanh uống chén nước đều nhanh đem chính mình uống ra nước mắt công chúa từ vĩnh viễn tích thần hai giờ sau nhan lộ thanh cuối cùng có thể xác nhận bệnh này chính là hệ thống làm ra bệnh của nàng thật là có thể xưng chuyển tiếng như gió cùng đùa giỡn 39 độ năm vẹn vẹn 2 giờ khuyên hàng xuống tới liền hạ xuống. Cố từ đứng tại bên giường nhìn xem đã biểu hiện nhiệt độ cơ thể bình thường nhiệt kế, lại nhàn nhạt ngước mắt nhìn nàng. Thần tình kia mây trôi nước chảy, trong mắt lại ẩn giấu rất đa tình tự. Nhan lộ thanh không là bình thường chột dạ. Dù sao cái này đốt mặt kệ là trả về là lui, đều là duyên tại những nhân tố khác, nàng còn không có cách nào nói cho chiếu cố của nàng cố từ. A, à, thật thần kỳ, đốt nhanh như vậy liền lui nha. Nhan lộ thanh nhìn xem hắn, khô cằn khen, ngươi quả thực là trời sinh làm thầy thuốc liệu nha, a à ha ha, ha ha. Nào có. Cố từ cười đến đẹp mắt lại ôm nhu, thổi phồng đến mức so với nàng tự nhiên nhiều, rõ ràng là nhan tiểu thư thân thể tốt, thiên phú dị bẩm. Nhan lộ thanh. Thần mẹ hắn thiên phú dị bẩm. Nàng lấy tạm thời thu hồi dùng để hình dung cố từ thuần thiện một từ, chỉ lưu lại cẩn thận. Cái này phòng ngủ cố từ ngầm thừa nhận để lại cho nàng, đã kiểm tra nhan lộ thanh là thật sốt cao lui về sau, hắn liền trở về một cái khác phòng ngủ. Nhan lộ thanh xuống giường tới vọt vào tắm, thần thanh khí sản sau khi ra ngoài, phát hiện điện thoại trên giường liền vang hai tiếng, nàng vớt đi tới nhìn một chút, là Khương Bạch Sơ phát tin tức. Khương Bạch Sơ Tỷ tỷ ngủ ngon, Khương Bạch Sơ Đáng yêu miêu miêu đầu Jipr nhan lộ thanh tâm tình phức tạp. Nàng thích mỹ nữ là không sai, nhưng là cái này mỹ nữ thật sự nếu không đem hảo cảm với nàng chuyển dời đến đối nam chính trên thân, nàng cần phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhan lộ thanh trở về Khương Bạch Sơ một cái biểu cảm bao. Cùng lúc đó, nàng phát hiện Khương Bạch Sơ ảnh chân dung phía trên bắt đầu nổi lên phao, liền tiện tay điểm. Màu vàng bong bóng. Xinh đẹp tỷ tỷ nói với ta ngủ ngon kéo màu hồng bong bóng tề nghiễn xuyên kỳ thật người cũng cũng không tệ lắm nhan lộ thanh lại là thuộc về nam chính màu hồng ngoạ tàu nam chính ngươi cuối cùng đứng lên nhan lộ thanh chính vui vẻ lại phát hiện cái kia màu hồng bong bóng vậy được văn tự phía dưới đột nhiên lại xuất hiện hai tấm hình ảnh hình ảnh nàng kinh nghi địa điểm mở tờ thứ nhất đồ bên trên là tại một cái ánh đèn mờ nhạt nơi hẻo lánh Khương Bạch Sơ dựa vào tường ngồi, tay che lấy đầu gối, ngửa mặt đối đối diện đứng thẳng tề nghiễn xuyên. Tấm thứ hai đồ bên trên là là tề nghiễn xuyên tại ông công chúa mang Khương Bạch Sơ. Trách không được của nàng sốt cao đột nhiên lui. Chỉ cần vợ chồng trẻ quan hệ hòa hoãn, thân thể của nàng liền sẽ không có vấn đề. Trong tấm ảnh hai người vẫn như cũ còn mang theo kia lóe mù mắt ba dê đặc hiệu, một gốc toàn thân lá tùng hình người cây tùng ôm một cái bị cánh hoa hồng vờn quanh mỹ nữ. Mặc dù tương đương kỳ quái, nhưng là nhan lộ thanh cũng không cảm thấy cay con mắt. Bởi vì nàng đầy trong đầu đều đang nghĩ Da bàn tay vàng vậy mà bắt đầu mang hình ảnh. Đây thật là diệu con ít hạt giống ăn này diệu giòn gốc tiến vào Mickey diệu diệu phòng, diệu đến nhà. Cùng lúc đó, bên tai lại vang lên mát ca bát ca thanh âm. Chúc mừng nha Maria bàn tay vàng thăng cấp đến trình độ nhất định là sẽ tiến hóa đắt, Nhan lộ thanh chấn kinh mặt nhìn xem đỏ rực vi chát, thật không uổng công phí nàng không biết ngày đêm không làm gì liền đi phát bình luận. Cái này tiến hóa công năng cũng quá dùng tốt đi. Nói cách khác về sau không riêng gì văn tự giảng giải, còn có văn hay tranh đẹp. Khi lại sau này lại sẽ là gì chứ? Mà lại, bàn tay vàng đều tiến hóa, khi cố từ nội tâm nàng có thế nhìn sao? có thể sao có thể sao có thể sao nghĩ tới đây nhan lộ thanh lập tức tâm tình kích động điểm tới cùng cố từ khung cha nhưng năm giây về sau nàng liền phát hiện cố từ nơi đó như trước kia không có gì khác nhau nàng không đi trêu chọc hắn để trong lòng của hắn có sóng chấn động thời điểm bong bóng vẫn là trong suốt nội dung vẫn là một cái tiếp một cái dấu chấm tròn có thể học tới người khác văn tự lúc chỉ có thể đọc được cố từ bốn loại dấu chấm câu hiện tại nàng đều có thể học tới nhân vật chính đoàn hình ảnh, vẫn là chỉ có thể đọc được cố từ dấu chấm câu. Thật hình người bút, công chúa từ. Nhan lộ thanh phát sốt triệu chứng không còn tái phát, an an ổn ổn ngủ qua một đêm. Ngày đầu tiên bởi vì thời tiết nguyên nhân không cách nào xuất hành, tất cả mọi người nhịn gần chết, sáng sớm hôm sau, dính cố từ thuốc cao số một số hai liền cùng tất cả mọi người đề nghị lấy ở trên núi đóng quân một đêm. Bọn hắn là nói như vậy chúng ta thật vất vả tập hợp một chỗ, mỗi phút mỗi giây cũng không thể lãng phí A à, mà lại đến một chuyến trên núi không đi làm cái lều vải ở ở, căn bản không viên mãn. Tất cả mọi người không có ý kiến gì, huống chi bọn hắn lều vải túi ngủ đều mượn tốt, lần này chẳng qua là tiền trảm hậu tấu. Lên núi một đường, chung quanh có quá nhiều cổ quái kỳ lạ chơi vui vật nhỏ, nhan lộ thanh bị hạ vũ thiên hạ tuyết thiên hoa tỉ muội mang theo trái mua phải đi dạo, rất nhanh liền hao hết thể lực, trong lúc đó nhan lộ thanh hai ba lần đều đột nhiên trước mắt biến thành màu đen có điều là lúc ấy nàng vốn là ở vào cực độ mỏi mệt bên trong liền cũng không có coi ra gì bởi vì một số người khuyết thiếu rèn luyện thể lực vấn đề bởi vì các nam sinh đối với leo núi đợi hoạt động hiếu kỳ vấn đề lại thêm đám nữ hài tử nhìn thấy đẹp mắt quầy hàng đi không được đường vấn đề chờ đại bộ đội cùng nhau lên núi đem lều vải đóng tốt đã màn đêm buông xuống đám người chuẩn bị buổi tối đến một trận ban đêm nói chuyện chơi đùa lời thật lòng đại mạo hiểm ta là nội ứng đợi một chút game, trước đó, quyết định tổ đội tới chuyến khoảng cách cái này gần nhất siêu thị mua chút đồ ăn vặt bia. Tại tới siêu thị trên đường, nhan lộ thanh tại xảo xảo nháo nháo trong khi cười nói tìm đúng cơ hội, xem nhẹ các bạn học mập mờ ánh mắt, dắt lấy cố từ liền mang theo hắn đi tới đội ngũ phía sau cùng. Cố từ cũng không có phản kháng, thần sắc quể oải cùng ở sau lưng nàng. Hai người tìm cái bí ẩn một chút địa phương đứng vững về sau, Cố từ nhìn xem nhan lộ thanh buông ra tay áo của hắn, đột nhiên đem ba lô vác tại trước người, kéo ra khóa kéo, nàng trước theo tự mình cổng trong bọc móc ra hai cái bình nhỏ, một tay một cái giới thiệu nói. Đây là ngươi lấy hôm nay thoa con mắt thuốc, đây là ngươi tiếp xuống mỗi ngày lấy nhỏ tại trong mắt thuốc. Tiếp lấy nàng lại lấy ra tới một cái kính mắt hộp, đây là ta để bác sĩ lưu trực tiếp gửi cho đại hát, ngươi ngày mai bắt đầu muốn đổi bức thứ tư mắt kiến. Nàng lại móc móc móc, sau đó còn có ta hỏi bác sĩ gia đình muốn dạ dày thuốc buổi trưa hôm nay ăn cái kia nhà hàng không biết ngươi sẽ có hay không có phản ứng gì tất cả đều móc xong kín đáo đưa cho hắn nhan lộ thanh đem ba lô kéo lên ngẩng đầu trong nháy mắt lại vừa lúc đụng phải cố từ ánh mắt vừa lúc có ánh trăng đánh vào ánh mắt hắn chung quanh lộ ra ánh mắt kia nước trong và gợn sóng nhan lộ thanh có chút hoài nghi ngươi vừa mới nghe rõ ta nói cái gì không cố từ không có đáp rõ ràng vẫn là không rõ ràng hắn đầu tiên là mắt nhìn trong tay mình bị nhồi vào đồ vật lại nhấc lên lông mi thật dài nhìn xem nàng khóe môi hơi hơi câu lên một cái cung ngươi chừng nào thì mang những thứ này nhan lộ thanh bị hắn cười đến có chút mất tự nhiên mở ra cái khác một điểm ánh mắt nói đương nhiên là chúng ta đi ngày đó a à. nàng biểu môi liền biết ngươi quả nhiên không nhớ rõ mang Câu nói này tại gió đêm bên trong đánh một vòng, cuối cùng bay tới cố từ bên tai, mang theo chút ít quán trách, nhưng âm cuối lại có loại làm cho người không sinh ra phản cảm thiếu nữ đặc biệt hờn dỗi. Cố từ quá lâu không nói chuyện, nhan lộ thanh trong lòng buồn bực, liền lại đi xem hắn. Sau đó phát hiện hắn lại còn đang ngó chừng chính mình. Không biết có phải hay không là ánh trăng cho hắn đánh quan quá tốt, cố từ đêm nay mỹ mạo giá trị cơ hồ đạt đến nhan lộ thanh gặp qua hắn đến nay đỉnh phong trừ bỏ ngũ quan bề ngoài, trên người hắn còn có loại đặc biệt khí chất, hiện tại loại này bộ dáng thật giống như ngưng tụ giữa thiên địa linh tú, còn mang theo điểm mâu thuẫn cảm giác, giống như xuân trong ao mềm mại nước, lại phản phất trên núi cao lạnh buốt sương tuyết. Nhất là cặp kia đen như mực, giống như cười mà không phải cười con mắt, hắn rõ ràng không nói gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần mang ngươi thật giống như có thế khiếp người tâm hồn. Nhan lộ thanh lần nữa bá mở ra cái khắc mắt, lần này ngay cả mặt đều cùng nhau mở ra cái khác ban đêm đơn độc ở chung quả nhiên sẽ cho người suy nghĩ lung tung nhất là cùng cái đại mỹ nhân tại một khối loại này suy nghĩ lung tung sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng ai chúng ta làm gì tại cái này ngốc đứng đấy a à? nhan lộ thanh kéo hảo ba lô dẫn đầu đẩy hắn thoáng cái đi đi hai người tục lại phía sau quá lâu nhưng bọn hắn biết đại khái siêu thị phương vị hướng phía cùng một cái phương hướng một đường trầm mặt đi tới. Chung quanh rất nhiều cây, lá cây va chạm, ngẫu nhiên phát ra sàn sạc thanh âm. Nhan lộ thanh im lặng thời điểm khống chế không trong đầu nhảy vọt tư duy, nàng nghĩ, cố từ gọi công chúa từ thật đúng là gọi đúng, hắn tập hợp đủ thật nhiều chuyện cổ tích kịch bản, hiện tại cái này đang tiến hành tràn cảnh nàng nguyên xưng lạc từ từ mộng du tiên cảnh. Ở giữa trải qua một cái đường nhỏ rẽ ngoặt thời điểm, nhan lộ thanh đột nhiên không có từ trước đến nay choáng đầu thoáng cái nàng cuối cùng ý thức được cái gì cái này đã đã là hôm nay lần thứ mấy rồi tự hồ nhìn nàng có chút kỳ quái cố từ tại bên cạnh nàng nhắc nhở một tiếng phía dưới này có cái sườn núi chú ý nhìn đường nhan lộ thanh gật gật đầu được nàng ở trong lòng yên lặng tự nói chắc chắn chắc chắn có chỗ nào không đúng cho nên cầm đèn pin chuẩn bị cẩn thận hơn quan sát con đường phía trước không đợi đi ra ngoài hai bước chân trái đột nhiên đạp không nhang lộ thanh con ngươi bỗng nhiên rút lại móa lại là hệ thống nơi đó rõ ràng là thực địa nàng đi mỗi một bước đều có nhìn cho thật kỹ dưới chân cái này mẹ hắn cái này mẹ hắn tuyệt đối lại là nam nữ chính kia một cặp tiểu hài chơi sập cho nàng trừng phạt không phải trước đó còn tại ngọt ngào mật mật sao làm sao đột nhiên sụp đổ nghiêm trọng như vậy? Các ngươi tiểu hài tìm người yêu có thể hay không tâm tính ổn định một điểm A. Trong lòng cùng thổ rảnh, nhưng hết thảy bây giờ tới quá đột ngột, nhan lộ thanh tại mất trọng lượng cảm giác đánh tới thời điểm chỉ tới kịp ngắn ngủi A tâm thanh. Thanh âm kia rất rất nhỏ, nhỏ đến nàng đều coi là ngoại trừ chính mình không ai sẽ nghe được. Nhưng một giây sau, tay của nàng đột nhiên bị người ta tóm lấy. Cố từ nhan lộ thanh trừng lớn mắt nàng cảm thấy mình đem cái này âm thanh cố từ gọi ra cha cảm giác nhan lộ thanh ta nói qua nơi này có sườn núi ngươi cố từ dắt lấy nàng một cái tay lời nói một nửa lại đột nhiên dừng lại lông mày chậm rãi nhíu lên hắn cũng ý thức được kỳ quái địa phương cố từ chân mượn lực ở bên cạnh một viên cổ thụ bên trên tay cũng tại đem nàng không ngừng hướng lên rồi nhưng bất kể thế nào tăng lực nhan lộ thanh không chỉ có mảy may không có đi lên ngược lại càng ngày càng rơi đi xuống. Dạng này dằn co, kết quả đơn giản chính là nàng ngay tiếp theo cố từ cùng nhau lăn xuống tới. Nhan lộ thanh rất rõ ràng chính mình nhiều chìm, cố từ không biết trị số, nhưng chắc hẳn nhìn cũng có thể nhìn ra, nàng không có khả năng mang đến như thế đại hạ xuống lực, cổ này kéo lấy nàng đi xuống trọng lượng là quái lạ, thuộc về trên thế giới này cái kia cái gọi là hệ thống bên trong lực lượng nào đó. Cảm nhận được điểm ấy, Nhan lộ thanh lúc này buông ra mình tay muốn buông ra cố từ. Lại không nghĩ rằng con kia thon dài tay tại một nháy mắt cầm ngược trở về, vững vàng, vững vàng bắt được nàng. Lưu bút mắt tác giả có lời muốn nói. Đành phải hô ra miệng hiệu công chúa từ, thêm tin một cái tiểu khả ái bình luận, công chúa từ muốn cứu Maria, chết cười, căn bản kéo không nhúc nhích. Ha 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 sắp tiến vào hai người một chỗ đợi một chút phó bản cụ cụ vê đúc sau đó cùng các bảo bối nói sự tình bản này văn chương kế tiếp liền muốn nhập vê rồi cũng chính là 24 giờ về sau, số 17 rạng sáng, ta sẽ tận lực vạn càng. Coi như làm không được cũng sẽ xong càng trở lên, cầu cầu đại các không muốn vỗ béo ta, sẽ tiếp tục phát hồng bao, mà lại về sau thật sẽ cố gắng nhiều càng. Hy vọng ba ba nhóm thưởng phần cơm ăn quy, quy cho ba ba nhóm bái niên. Đây vốn là lần thứ nhất nếm thử cái này đề tài, nhiều khi đặc biệt lo lắng sợ sụp đổ cái gì, thật rất cảm tạ theo giúp ta đi đến hiện tại còn cổ vũ của ta các tiên nữ, hy vọng về sau cũng có thể cùng các ngươi cùng đi xong quyển sách này thương các ngươi. Chương này cũng có hồng bao, sau đó thuận tiện cầu cái tác giả cất giữ. Mở văn sớm biết ba. Chương 14 14 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com không trốn nhang lộ thanh trước kia nhìn qua không ít cổ trang phim truyền hình, người ở bên trong có hai loại ở trên núi xảy ra ngoài ý muốn phương thức. Một loại là rớt xuống loại kia hoàn toàn huyền không vách núi, phía dưới có thể là thác nước, còn có một loại chính là nàng ngay tại trải qua lăn xuống dốc đứng dốc núi. Trên TV trận kia cút dốc núi là nhân vật chính đang bị người truy sát thời điểm ngoài ý muốn lăn xuống, nữ chính đi lòng vòng rất thuận hoặc bánh xe đến dưới sườn núi mặt, cút xong còn vỗ vỗ quần áo ngồi dậy hơi chú ý đấm bóp chân duỗi duỗi eo nghỉ ngơi một chút liền có thể đứng lên, tiếp tục đào mệnh. Nhan lộ thanh vốn cho rằng chính là như vậy. Thẳng đến nàng hiện tại tự mình thể nghiệm một lần, nàng chỉ muốn đối với mình nhìn qua kia bộ phim truyền hình đại sổ ngón giữa. Nhan lộ thanh vừa rồi rõ ràng buông lỏng tay, nhưng gần như đồng thời ở giữa cố từ lại tay nhất chuyển lần nữa giữ nàng lại, vừa lúc đổi tư thế khi đó hắn lực đạo có một chút thư giãn, mà cái kia Thanh Nhan Lộ Thanh không ngừng hướng xuống rơi sức mạnh trong nháy mắt tăng lớn, hai người liền cùng nhau lăn xuống dốc núi. Cái này nhìn chính mình thật rất như là một cái bởi vì thể trọng quá nặng mà đem người cứu nàng cũng cùng nhau kéo xuống tới yêu tinh hại người a. Về sau chi tiết, nàng chỉ nhớ rõ Cố Từ phản ứng cực nhanh nhốt chặt nàng, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói câu, nhắm mắt. Nhan Lộ Thanh tại Khẩn Trương như vậy tình huống dưới vẫn như cũ đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ gần như sắp đến giống như là phản xạ có điều kiện lập tức chấp hành chỉ lệnh. Sau đó tại một vùng tâm tối bên trong, nàng cảm giác được chính mình tự hồ tiến vào một cái gầy gò nhưng rất có cảm giác an toàn trong lồng ngực. Dốc núi chỉ có một thứ đại khái góc độ, nhưng nó không phải cái đất bằng, đây chính là nhan lộ thanh muốn đối phim truyền hình sổ ngón giữa địa phương, sườn núi bên trên có vô số nhô lên tới hòn đá miếng đất, cũng có cây cuối cùng gốc cây mà mặc kệ là hòn đá miếng đất vẫn là cây cối gốc cây đều có nhất định khoảng cách không có khả năng cản được hạ nhân sẽ chỉ ở lăn xuống trong quá trình không ngừng sung làm chướng ngại vật đập nện thân thể ngươi từng cái vị trí đến nỗi đập nện ở đâu kia là hoàn toàn ngẫu nhiên nhìn mệnh nhan lộ thanh biết mình bị một cái tảng đá lớn cùng một cái cọc gỗ đụng đôi lần sau lưng cùng chân đã cảm thấy sắp phải chết loại này cường độ phía dưới nếu như đánh tới đầu thật là chính là trúng giải thưởng lớn khi mấy lần đâm đến nàng ngơ ngơ ngác ngác sắp ý thức lộn xộn chỉ nhớ rõ cuối cùng một tia bản năng gắt gao bắt được cố từ quần áo không biết lăn bao lâu nàng cuối cùng cảm thấy độ dốc chậm lại tốc độ trở nên chậm hai người đụng phải không biết cái gì vật thể mà phát ra tầm một thanh âm vang lên vậy mới triệt để ngừng lại dừng lại hai người một cách tự nhiên buông lỏng tay nhan lộ thanh một hơi phun ra nói chuyện hơi thở mong manh nhưng vẫn là nhịn không được mắng một tiếng thô tục. A, à, thao, cái này thao đảng hệ thống trừng phạt. lăn cái này một lần, nhan lộ thanh mới hiểu được vì cái gì cố từ sẽ ôm nàng, người chính diện muốn so phía sau lưng yếu ớt nhiều, hai người ôm lăn xuống đến chính là thân thể phần sau thụ thương, nguy hiểm như vậy độ cũng sẽ giảm xuống, mà lại sau lưng nàng còn cổng cái leo núi ba lô. nhưng hắn vẫn là so với nàng đụng nhiều chỗ nhiều nhất là cuối cùng kia thả để cho hai người dừng lại va chạm nhan lộ thanh một chút cũng không có cảm giác đau vậy liền khẳng định là cố từ tới đụng nghe thấy mang thanh âm đều cảm thấy đau đến muốn mạng nhan lộ thanh rất muốn lập tức hỏi một chút hắn tình huống nhưng nàng hiện tại thật sự là bị đau đến không dám làm bất luận động tác lớn gì không đứng dậy được như thế nằm ngửa trong dạ dày lại khó chịu nàng đành phải điều động sức lực toàn thân nửa chống đỡ chính mình chống lên nửa người trên lại là quẹ lại là kioe nôn khang mấy lần không có phun ra đồ vật nhưng trong dạ dày cuối cùng không có như vậy sôi trào quanh mình đen kịp một màu nàng là rất sợ tối người nhưng giờ này khắc này có so hắc nghiêm trọng hơn sự muốn đi xác nhận cho nên nhan lộ thanh bảo trì cái tư thế này dùng cả hai tay đem chính mình chuyển đến cố từ bên người sau đó thử thăm dò gọi hắn cố từ không có trả lời cách quá gần nàng ngửi thấy trên người hắn cùng chính mình giống nhau trong khách sạn nước gội đầu hương khí cùng một cổ máu hương vị nhịp tim bỗng nhiên da tốc nhảy lên nhan lộ thanh cũng không gọi tên hắn trực tiếp dùng tay tới sờ nàng tìm tòi đến đầu của hắn từ đỉnh đầu đến cái óc đều sờ soạn một lần phát hiện không có vết thương cũng không có thấm ướt chảy máu địa phương cả người mới hơi buông lỏng một chút cố từ ngươi nghe được ta nhan lộ thanh còn chưa nói xong người bên cạnh giống như là đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng bắt đầu ho khan, hắn ho đến đứt quãng, nhưng là lại không có ý dừng lại, nhan lộ thanh lập tức chuyển hồi vừa rồi chính mình rơi xuống địa phương, sợ đến cùng nhau mang xuống tới ba lô, tìm ra bên trong nước cùng dự bị đèn pin nhỏ ống lại lần nữa trở lại cố từ bên người, nhan lộ thanh mở ra đèn pin chiếu trên tay mình bình nước suối khoáng, sau đó đưa tới nước cho ngươi, cố từ tự, tự hồ do dự một chút mới dùng một tay tiếp nhận của nàng nước. Thế nhưng là tiếp nhận tới về sau hắn không uống, nắm ở trong tay, sau đó để dưới đất, vẫn như cũ dùng cái tay này đem thân thể chống đỡ ngồi xuống. Tốc độ không chậm, chỉ là tư thế có chút cứng nhắc kỳ quái. Khục. Cố từ tự hồ cuối cùng khục xong cuối cùng một tiếng, bình phục thoáng cái hô hấp, ngẩng đầu nhìn nàng. Hiện tại có sáng ngời, nhan lộ thanh cũng có thể thấy rõ bộ dáng của hắn hắn thái dương tóc dính một chiếc lá, mặt trên người chính là một thân vận đen động phục, nhìn không ra đã thương chỗ nào, mặt cùng vừa rồi tại ánh trăng chiếu rọi xuống thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lông mày đuôi bên trên có một đạo nhỏ bé vết thương chính ra bên ngoài chảy ra huyết châu, kính mắt sớm không biết chạy tới chỗ nào, hơi thở hỗn hển, cả người có vẻ hơi chật vật. Chỉ có cặp mắt kia vẫn thanh minh, tỉnh táo. Nhan lộ thanh chính mình khẳng định cũng không tốt gì. Nàng đột nhiên cảm thấy hai người như thế vừa đối mắt, suy nghĩ lại một chút cố từ cuối cùng bắt được cử động của nàng, lập tức liền có loại cùng chung hoạn nạn, sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn bây giờ nghĩ nói cái gì? Hắn khẳng định là muốn hỏi, ngươi không sao chứ, hoặc là ngươi chỗ nào thụ thương, Nhan Lộ Thanh đã làm tốt nói ta không sao, chuẩn bị, lại đối với hắn chân thành nói một câu cảm ơn ngươi. Sau đó nàng nhìn xem cố từ mở miệng, trong lúc biểu lộ phản phất còn có nhàn nhạt nghi hoặc, ôn tồn nói. Nhan lộ thanh, vì cái gì ngươi nặng như vậy? Lúc tháng 10 ban đêm, dưới núi hoàn cảnh âm u âm lãnh. Cố từ nói hắn đại khái sờ lên, hai người đụng vào địa phương chính là một cái thẳng đường nói ít có 7-8 mét cổ thụ. Nhan lộ thanh đầy trong đầu đều là cố từ câu nói mới vừa rồi kia. Cái gì gọi là nàng làm sao nặng như vậy? Nàng thân thể này đều gầy thành dạng gì còn chưa đủ người nhẹ như yến sao? Sao có thể nói nàng chìm? Nhan Lộ thanh nghẹn mà chết. Vừa mới kia thật không phải là bởi vì ta chìm, là bởi vì, nàng nghĩ nói, bởi vì bị những vật khác ngăn trở chân, lại phát hiện cổ họng của mình phản phất bị phong bế, làm sao cũng nói không ra miệng. Nhan Lộ thanh lại thử một lần. Là bởi vì lần nữa kẹt. Còn chưa kịp phản ứng đây là bởi vì cái gì, cố từ đã một tay vịn sau lưng vật thể chậm rãi đứng lên. Nghe thanh âm, hắn tự hồ nở nụ cười mới nói. Biết, không cần giải thích. Sau đó đem bàn tay đến nhan lộ thanh trước mặt, thanh âm giống như bình thường, đèn pin cho ta mượn. Nhan lộ thanh nhìn xem trước mặt tay. Tay này ngày bình thường rất trắng nhìn rất đẹp, xương cốt đốt ngón tay đều xinh đắc vừa đúng, lúc này coi như mang theo đất cùng tiểu hoa ngấn cũng vẫn như cũ nhìn ra được sống an nhàn sung sướng nàng lại nhìn xem người trước mặt vừa rồi gọi hắn hắn không có trả lời thời điểm nhan lộ thanh đầu óc trống rỗng mà bây giờ hắn tỉnh này tấm trấn định bộ dáng cùng với nàng suy nghĩ giống nhau như đúc vừa mở mắt liền có thể cùng nàng nói đùa ngữ khí cũng không có chút nào lo lắng phản phất bọn hắn không có rơi xuống đến cái này trốn không người chỉ là tạm thời cùng đại bộ đội tẩu tán nhan lộ thanh quái lạ liền an tâm nàng cũng không còn xoắn suýt chìm không nặng vấn đề trực tiếp một cây đèn pin đưa tới trong tay hắn trải qua cố từ vừa chiếu nàng mới phát hiện bọn hắn đụng vào mặt này là cứng rắn thân cây quét sạch tuyến tựa hồ có thể mặc nhập thân cây chiếu vào bên trong cố từ nghỉ ngơi tại chỗ một lát ngược lại vây quanh khác một bên nhan lộ thanh vẫn là vừa rồi tư thế nằm rạp trên mặt đất tức cao giọng gọi hắn cố từ ngươi đi xem cái gì khác một bên có cái rất lớn hốc cây có thể tiếng người hắn vừa trả lời vừa một lần nữa đi trở về bên người nàng điện thoại di động của ngươi còn tại a nhan lộ thanh gật đầu tại trong bọc đi vào trước nghỉ ngơi sau đó ngươi thông tri những người khác ta báo cảnh hắn nói an bài ngược lại là đều rất tốt nhưng là cái kia cố từ nhan lộ thanh có chút lúng túng ngửa đầu nhìn xem hắn ta giống như lăn xuống tới thời điểm làm bị thương chân cố từ bước chân hơi ngừng lại ta biết nhan lộ thanh sững sờ làm sao ngươi biết cố từ ở trước mặt nàng ngồi xuống đèn pin chỉ có tia sáng soi sáng ra hắn hơi cong mặt mày nếu như ngươi có thế đi vì sao lại dùng trèo khá lắm liền ngươi có miệng liền ngươi có miệng nhan lộ thanh bị đổi phải nổ hết lần này tới lần khác vẫn là không có cách nào động đậy, vẫn như cũ phải dùng trèo dạng này khuất nhục tư thế. Đang lúc nàng cảm thấy nàng bây giờ có thể chính mình đem chính mình tức thành một cái cá nóc thời điểm, cố từ lại mở miệng. Nhưng là ngươi muốn trước chờ một lát. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, vừa vặn ngay tại nhan lộ thanh trước mắt, khoảng cách nàng không đến nửa mét. Nàng trong thanh âm còn mang theo bị đổi khí. Chúng ta cái gì? cố từ một cây đèn pin phóng tới trên mặt đất, thần sắc nhàn nhạt. Chờ ta đem cánh tay của ta trở lại vị trí cũ. Nhan lộ thanh hoài nghi mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ta tay trái trật khớp, cố từ ngữ khí bình tĩnh phản phất tại nói ta là soái ca, đối nhan lộ thanh giải thích nói, cho nên chờ ta đem cánh tay của ta trở lại vị trí cũ, mới có thể tới giúp ngươi. Chính mình cho mình trở lại vị trí cũ. Ngươi vẫn là người. Nhan lộ thanh bị chấn động đến quên vừa rồi tại khí cái gì, nàng duy trì lấy cái này nằm rạp trên mặt đất tư thế, con mắt càng trừng càng lớn, đưa tay muốn ngăn lại cử động của hắn. Ngươi đừng. Cố từ ngươi đừng xúc động, dạng này, chúng ta một hồi trước báo cảnh, sau đó đợi cảnh sát thúc thúc tới, chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ cho ngươi, nàng lời còn chưa nói hết, bên kia cố từ khẽ cúi đầu, lông mi buông thõng che khuất con mắt, ánh mắt cố định tại tay trái của hắn khuỷu tay vốn là nhìn rất thanh thản tư thế, tay phải của hắn đột nhiên chuyển qua tay trái khuỷu tay, phi thường nhanh chóng đi lên bên trái vừa nhất, nhan lộ thanh nghe được một cái tiếng vang. Nàng khó mà hình dung kia một tiếng là trăng rắc, vẫn là rắc rạc, hoặc là hai đều không phải là, tóm lại là một loại nghe cực kỳ mâu thuẫn, lại buồn bực lại thanh âm thanh thúy, nghe xong liền có loại chua thoải mái cùng đau đớn cùng tồn tại cảm giác. Mà người này biểu cảm, vậy mà không có một tia biến hóa, Phản phất hoàn toàn cảm giác không thấy đau. Thậm chí tại hoàn thành về sau còn ngước mắt đối với nàng nở nụ cười. Mỹ nhân kia cười một tiếng quả thực nhìn rất đẹp, nhưng nhan lộ thanh trong nháy mắt bối rối chuyển xa nửa mét. Ta không quan tâm, ta không quan tâm, ta không muốn. Cố Từ khóe miệng ý cười càng quá mức, một lần nữa chống đỡ cây đứng người lên hướng nàng đi tới, không để ý đến của nàng kêu la, trực tiếp nắm chặt nàng động một cái cũng không thể động đùi phải bắp chân nhan lộ thanh không thương khả năng cảm thấy mình tóc đều phải dựng lên cố từ dùng đèn pin chiếu vào đơn giản nhìn một chút lại dùng ngón tay rất nhẹ giật giật kết luận mắt cá chân trật khớp nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhan lộ thanh ngươi thật không muốn nhan lộ thanh mảnh lắc đầu đừng đừng ngươi liền để ta như thế đau mang đi ta cảm thấy loại này thương ta giống như nhanh có thế quen thuộc ta có thể kiên trì đến cảnh sát thúc thúc tới cứu chúng ta cố từ tự hồ bị nàng bộ dáng này chọc cười buông nàng ra mắt cá chân nói nhan tiểu thư trật khớp trễ trở lại vị trí cũ sẽ không thay đổi được thói quen đau đớn mà là sẽ càng ngày càng đau mà lại nếu như khoảng cách quá lâu không còn vị khả năng tạo thành vĩnh cửu nhan lộ thanh càng nghe trong lòng càng hận đời trước thân thể khỏe mạnh ngay cả bệnh viện đều rất ít đi mà xuyên qua tới thân thể này mỗi ngày không phải chỗ này đau chính là chỗ ấy bệnh cố từ cho nàng ngăn cản nhiều như vậy dưới mắt cá chân nàng lại còn làm trật khớp khả nàng sợ đau vẫn như cũ không hạ nổi quyết tâm ngươi lại để cho ta làm một chút tâm lý kiến thiết đi đi cố từ vậy mà rất dễ nói chuyện đáp ứng nhan lộ thanh nhìn xem hắn theo đùi phải của nàng chỗ đi tới chính mình ngay phía trước nói ta tay trái mới vừa trở lại vị trí cũ tạm thời không dùng được khí lực cố từ lần nữa ở trước mặt nàng ngồi xuống, bất quá lần này là đưa lưng về phía nàng, quay đầu lại đối với nàng lộ ra bên mặt, cho nên ngươi trước dùng đầu gối chống đất, ta cổng ngươi đi vào. Tiến vào trong hốc cây, trong nháy mắt sau bên ngoài ấm áp rất nhiều, chí ít không có không ngừng phá tới trận trận âm phong. Hai người dựa theo cố từ phân công, tới tấp mở ra điện thoại bắt đầu đối ngoại phát tin tức. Bởi vì lần này leo núi hoạt động, bọn hắn 12 người tại Đại Đồng học bầy bên ngoài thành lập cái tiểu bầy, nhan lộ thanh mới vừa mở ra uy chắc liền phát hiện bên trong có thật nhiều thật nhiều nàng cùng cố từ tin tức, nàng ở bên trong phát cái tin hồi phục. Đang lẫn trốn thánh mẫu. Tại cách siêu thị đại khái 500 m địa phương ta cùng cố từ không cẩn thận cùng nhau rớt xuống sườn núi, hiện tại cố từ tại báo cảnh. Mà lại hai chúng ta đều là vết thương nhẹ, các ngươi đừng quá lo lắng nha. Phát xong nàng nhìn về phía cố từ. Ta cho bầy bên trong phát xong tin tức, người phát ra ngoài cố từ đưa di động theo bên tai triệt hạ đến, ta không tại khu phục vụ. Nhan lộ thanh lại dùng điện thoại di động của mình đánh một lần điện thoại báo cảnh sát, cùng cố từ kết quả cũng là không tại khu phục vụ. Vậy tại sao nàng vừa rồi có thể thu đến bầy bên trong người uy chắc, đồng thời của nàng uy chắc tin tức còn có thể phát ra ngoài? Nhan lộ thanh lần nữa mở ra nhóm nói chuyện tin tức mà vừa rồi chính mình phát ra ngoài đầu kia tin tức bên trái thình lình có một cái màu đỏ dấu chấm than, nàng cũng thất bại. Tin tức có thể thu không thể phát. Không có khả năng. Cố từ thấy được nàng dấu chấm than, lập tức chống đỡ trong hốc cây vách đứng lên đi ra ngoài. Ta ra ngoài thử tín hiệu. Nhan lộ thanh gật đầu nói tốt. Đợi cố từ tiếng bước chân xa dần, nhan lộ thanh lập tức thử một chút trong đầu gọi theo buổi tối bắt đầu liền rốt cuộc không có ngôi đầu lên qua mát ca bát ca không có đạt được mảy may đáp lại nhan lộ thanh vừa rồi nhìn thấy dấu chấm thang trong nháy mắt liền liên tưởng đến dẫn đến hai người bây giờ tại nơi này căn nguyên là hệ thống tại phạt nàng vì cái gì hệ thống phải phạt đại khái suất là bởi vì nam nữ chính lại sập nhan lộ thanh dựa lưng vào cây cối vách trong lại thử một chút điểm đại hắc tiểu hắc khung cha đều không ngoại lệ đều là màu đỏ dấu chấm than. Nàng có chút không nói điểm cùng Khương Bạch Sơ khung cha. Trước đó hai tiểu hài náo cái chút khó chịu, trừng phạt nàng phát sốt. Lần này đại khái là đại xảo, cho nên nàng bị ném tới loại địa phương này, còn liên lụy cố từ. Quả nhiên, cô nương này đỉnh đầu chính nhảy ra một đống màu đỏ tươi bong bóng, nhìn xem đều phẫn nộ được không được. Nhan lộ thanh không cần điểm đều biết, đây tuyệt đối là nàng tại sinh nam chính tề nghiễn xuyên khí chẳng lẽ mãi cho đến nam nữ chín lần nữa cọ ra tia lửa nàng cùng cố từ mới có thể ra bên ngoài giới phát cầu cứu tin tức sao mẹ nó đem người khóa còn thế nào làm bà mai được thả ra mới có thể làm a à, hệ thống này có phải hay không có chút cái gì bệnh nặng lúc này cố từ cũng một lần nữa đi tới nói bên ngoài đánh không đi ra sắc mặt hắn cùng vừa rồi không giống nhau lắm thanh âm cùng biểu cảm cũng tựa hồ càng lạnh lùng hơn nhưng là đèn pin cầm tay ánh đèn quá lờ mờ, nhan lộ thanh hoài nghi là chính mình bị hoa mắt, nàng nói. Ta cũng không có phát ra ngoài. Cố từ từ tâm thanh. Hắn mở miệng lần nữa thời điểm không có lúc trước loại kia lạnh lùng cảm giác, theo của nàng đối diện ngồi vào bên người nàng, tiếng nói nhàn nhạt, giống như là an ủi giống như nói. Chúng ta một mực không quay về, bọn hắn nhất định sẽ báo cảnh, cùng chính chúng ta trên lệch không được bao lâu. Nhan lộ thanh cũng nghĩ như vậy. Nhưng là... Ngươi làm gì đột nhiên ngồi lại đây? Nàng có loại dự cảm bất tường. Cố từ đèn tinh trực tiếp so sáng chân phải của nàng mắt cá chân, ý vị hết sức rõ ràng. Ta ra ngoài dạo qua một vòng, không có cách nào xác định nơi này về khoảng cách mặt đến cùng có bao xa, cho nên ngươi không thể kéo. Xác thực. Hiện tại so với ban đầu, mắt cá chân đã đau đến có chút không chịu nổi thế nhưng là ta sợ hãi. Nhan lộ thanh cắn răng, nếu không thì dạng này, cố từ, người nói cho ta một chút, hoặc là cho ta kể chuyện xưa, sau đó thừa dịp ta không chú ý thời điểm đem nó bài chính, được sao? Cố từ không có phản ứng. Nhan lộ thanh không ngừng cố gắng, đối với hắn chớp chớp mắt, ta thật rất sợ đau. Cố từ nhìn xem nữ hài con mắt, cặp kia mắt hạnh tầng dưới chót nhất giống như là có một vũng nước nổi bật lên con mắt tại lờ mờ chỗ càng lộ vẻ ống ánh sáng long lanh. Nàng biểu cảm có rõ ràng có thể nhìn ra cố ý giả trang đáng thương, nhưng cũng không làm cho người phản cảm. Chỉ là, hắn còn nhớ rõ bộ này người điên thân thể dùng đao hướng trên người mình cắt, dùng lỗ kim hướng trên người mình đâm nổi điên tràn cảnh. Mà bây giờ, lại là thân thể này. Lại phản phất tại dùng một đôi hoàn toàn khác biệt con mắt nhìn chầm chầm hắn nói. Cố từ, ta thật thật là sợ đau. Nhan lộ thanh nhìn thấy hắn mặt không thay đổi nhìn mình chầm chầm, phản phất nháy mắt sau đó liền muốn cự tuyệt, nhưng mà hắn đột nhiên cực kỳ nhanh chóng nháy một cái mắt, sau đó loại kia quen thuộc, làm cho người kinh diễm ý cười lần nữa tại trên mặt hắn xuất hiện. Có thể. Cố từ nói, ngươi muốn nghe cái gì? Liền. Phổ thông chuyện kể trước khi ngủ là được. Nhan lộ thanh nói. Chủ yếu là cố từ thanh âm êm tai, nhưng hắn bình thường lời nói ít. Nhan Lộ Thanh cảm thấy một mực nghe đạo này dễ nghe thanh âm khẳng định sự chú ý của mình cũng sẽ nhiều ít bị chuyển di một chút, đối cố sự vẫn là không có gì yêu cầu. Được. Cố từ trước mở ra túi đeo lưng của hắn, lật ra trước đây không lâu Nhan Lộ Thanh cho hắn kính mắt hộp mang lên trên kính mắt. Sau đó tại bên người nàng nửa buông thỏng mắt, đèn tin chiếu đến chiếu tới, hẳn là đang kiểm tra mắt cá chân nàng, Nhan Lộ Thanh thậm chí khẩn trương không dám nhìn tới. Cố Từ thanh âm tại trong hốc cây chậm rãi vang lên, không khí an tĩnh bên trong, cái này thanh lãnh dễ nghe tiếng nói thật là có loại chuyện kể trước khi ngủ cảm giác. Lúc trước có người, hắn thích che kính chăn mình đi ngủ, đắp đến cổ, chỉ lộ ra một cái đầu. "Ai, thật là đúng dịp a." À, Nhan Lộ Thanh cảm thấy cái này mở đầu rất tục, nhưng là vì khích lệ Cố Từ kể chuyện xưa dục vọng, hay là vô cùng cổ động, chăn mình đắp đến cổ, ta chính là như thế ngủ sau đó thì sao người này có cái gì cố sự nhan lộ thanh nhìn xem cố từ lông mi thỉnh thoảng động một cái nghe được hắn tiếp tục dùng loại kia không nhanh không chậm thanh âm nói sau đó có hôm người này đang ngủ đầu của hắn bị quỷ ăn cái này mẹ hắn là chuyện kể trước khi ngủ nhan lộ thanh tại chỗ ngây người ngay tại lúc nàng đầu đầy bốc lên dấu chấm hỏi trong nháy mắt đó mắt cá chân chỗ đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhất nàng lần nữa nghe được kia âm thanh rợn người trở lại vị trí của âm thanh cố từ buông tay ra hời hợt nói tốt nhan lộ thanh ngay cả gọi cũng còn không có kêu ra tiếng hết thảy liền kết thúc đau xác thực đau nhưng là trong nháy mắt kia qua đi hết thảy đến từ mắt cá chân đau đều đang dần dần hòa hoãn cố từ nói hoạt động một chút thử một chút nàng hậu tri hậu giác ôm lấy đùi phải của mình đi lòng vòng sau đó kêu hắn một tiếng. Cố từ. Từng. Cảm ơn. Hắn dương mắt. Cảm ơn cái gì? Chân của ta. Còn có, nhan lộ thanh dừng một chút, ngươi cùng ta cùng nhau xuống tới. Nếu như không có hắn, lại không liên lạc được ngoại giới, nhan lộ thanh chính mình cũng có thể đem chính mình hù chết. Thế nhưng là có hắn tại, nàng thậm chí một tia cảm giác nguy cơ đều không sinh ra tới mà cố từ không có trả lời của nàng nói lời cảm tạ hắn cuối cùng giật giật mắt cá chân nàng xác nhận không sau đó liền từ bên người nàng đứng dậy rời đi đến đối diện tới ngồi kéo qua túi đeo lưng của hắn bắt đầu lục đồ hắn trải qua trong nháy mắt đó mang theo một tiểu trận gió nhan lộ thanh lần nữa ngửi thấy trên người hắn cùng chính mình giống nhau nước gội đầu hương vị cùng mùi máu là bởi vì trên mặt hắn cái kia vết thương nhỏ sao cái kia nho nhỏ lỗ hổng sẽ có rõ ràng như vậy huyết dịch hương vị. Chính suy nghĩ lung tung, cố từ đột nhiên hỏi nàng. Ngươi trong bọc mang theo thứ gì? Nhan lộ thanh bị hắn hỏi một chút, mạch suy nghĩ bị đánh gãy, hồi đáp. Ngươi thuốc cùng kính mắt cho ngươi, còn lại cục sạc dự phòng, hốt đô, bánh mì, thạch, khoai tây chiên, nước, cơm trưa thịt, thịt bò bổng. Nàng báo xong, trong hốc cây lâm vào thật lâu im lặng. Nhan lộ thanh mượn đèn tin cầm tay chỉ xem đến cố từ mặt, mặc dù mặt không chút thay đổi, lại phản phất có thể học tới, không hổ là ngươi, bốn chữ lớn. Cố từ hỏi. Ngươi túi ngủ đâu? Nhan lộ thanh thanh âm giảm nhỏ. Bởi vì không có địa phương, cho nên túi ngủ tại hạ vũ thiên nơi đó đặt vào. Cố từ mặt. Cố từ mặt lần này là thật không lộ vẻ gì. Nhan lộ thanh cảm thấy vạn phần xấu hổ chỗ chết người nhất chính là, nàng mang theo đầy bao đồ ăn điểm ấy, lại còn thật phù hợp nàng dựa vào thể trọng đem ân nhân cứu mạng cho kéo xuống dốc núi chuyện này. Nhìn nhau nửa ngày, nhan lộ thanh nhìn xem cố từ đem kính mắt hái được thả lại trong ba lô, xuất ra chồng chất túi ngủ ném cho nàng, người ngủ của ta. Nàng chần chờ một chút. Nhưng chúng ta không phải. Không xác định bọn hắn bao lâu sẽ tìm được nơi này, nghỉ ngơi trước bảo tồn thể lực. Cố từ nói xong, cả người liền dựa vào tại thân cây trên nội bích nhắm mắt dưỡng thần, hắn hôm nay tự hồ luôn yêu thích dựa lưng vào đâu, chân dài một khúc một mực, nhìn như vậy mang tư thế ngồi vẫn rất đẹp trai. Nhan lộ thanh bò lên một ngày núi, vừa rồi lại trải qua kia phiên kinh tâm động phách, nói không mệt không khốn là không thể nào, chỉ là tại hoàn cảnh lạ lẫm thả ráng chống đỡ. Nhưng là nàng ôm hắn chồng chất túi ngủ, bóp bóp, luôn cảm thấy cái này tự hồ không phải một mình mã. Nhan lộ thanh đem túi ngủ lấy ra, trải trên mặt đất chờ nó tự nhiên bồng bềnh thổi phòng, xem thế nào làm sao giống như là hai người hiệu. Cố từ. Từng. Kỳ thật, ngươi nhìn cái này túi ngủ như thế lớn, nhan lộ thanh thuận miệng hỏi, chúng ta không thể cùng nhau ngủ sao? Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần cố từ phút chốc mở mắt ra, ánh mắt hướng nàng thẳng tắp xem tới. Chương 15 15 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com không trốn nếu như nói vừa rồi báo đồ ăn để hốc cây rơi vào trầm mặt như vậy hiện tại trong thụ động thì là lâm vào tĩnh mịch theo thời gian càng ngày càng muộn phía ngoài gió cũng càng lúc càng lớn gió quét lên xuống lá thanh âm phản phất mang theo khuếch đại âm thanh đặc hiệu vang ở hai người bên tai nhan lộ thanh cảm nhận được cố từ ánh mắt đầu óc một nháy mắt thanh minh cũng cuối cùng kịp phản ứng không thích hợp nàng mới vừa nói cái gì chúng ta không thể cùng nhau ngủ sao thần mẹ hắn cùng nhau ngủ ai cho nàng mấy cái gan a à dám như thế cùng cố từ nói chuyện không phải cái kia ta ý tứ nhưng thật ra là nói nhan lộ thanh đại não cấp tốc vận chuyển chỉ vào túi ngủ kịp thời sửa lời nói ngươi nhìn cái này túi ngủ như thế lớn chẳng lẽ không thể ngủ hai người sao cố từ vẫn là như vậy nhìn xem nàng đêm nay ánh trăng phá lệ lớn phá lệ sáng hốc cây lối vào là một cái, người tự sẽ tà hình, bên trên hẹp thả rộng, ánh trăng theo cái kia vào miệng cùng chung quanh lỗ nhỏ chiếu vào, không dùng tay đèn pin thời điểm cũng đại khái có thể thấy rõ quanh mình. Tự nhiên cũng có thể thấy rõ mặt của hắn. Lúc này cố từ đã theo mặt không chút thay đổi biến hóa đến hơi hiếp mắt cười. Nụ cười kia rất nhạt, nhưng lộ ra có chút hăng hái. Cũng không phải là nam sinh đối với nữ sinh cái chủng loại kia có chút hăng hái, càng giống lạc da còn không có gặp qua như thế mới lạ giống loài, cái chủng loại kia có chút hăng hái. Nhan lộ thanh bị hắn cười một tiếng, khẩn trương hơn, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Đây không phải rõ ràng hai người số đo. Cố từ gật gật đầu. Cho nên ngươi liền muốn cùng ta cùng ngủ. Mẹ nói lời này thật sự là quá mập mờ. Nhan lộ thanh nếm thử cứu vãn. Cùng nhau ngủ tí tứ, chính là cùng nhau nghỉ ngơi không chờ nàng xuống chút nữa nói cố từ đánh gãy nàng hôm qua ngủ được nhiều không khốn hắn hôm qua xác thực ngủ được nhiều nhưng hôm nay bò lên một ngày núi không có khả năng một chút không khốn nhan lộ thanh hoài nghi hắn vẫn là để ý thế nhưng là ngươi nhìn hiện tại như thế lạnh coi như không ngủ được chui vào sưởi ấm cũng thật thích hợp a à. không lạnh không khốn không lạnh cố tự giống như đột nhiên trở nên rất lười nói chuyện tích chữ như vàng Câu nói ngắn gọn đến lạnh lùng. Kỳ thật nếu như biến thành người khác, mặc kệ cùng giới khác giới, nàng đều sẽ không như thế chấp nhất. Nhưng đầu tiên, hắn là vì giữ chặt nàng mới bị kéo tới đây, tiếp theo. Nhan Lộ Thanh cảm thấy tình cảm của hai người hiện tại đã thăng hoa, không đơn thuần là xuyên thư người đối trang giấy người thương tiếc chi tình, cũng không đơn thuần là hữu nghị. Còn có chiến hữu tình. Hai người im lặng thật lâu im lặng đến cố từ đã lần nữa nhắm mắt dưỡng thần nhan lộ thanh một cái linh cơ khẽ động nghĩ lại tới tự mình cổng bao bọc tầng bên trong tựa hồ còn có cái đại bảo bối chờ một chút ta đột nhiên nhớ tới ta còn giống như mang theo nhan lộ thanh theo trong bọc móc 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 lật ra nửa ngày cuối cùng lật đến mình muốn kia quen thuộc bẹp hiện lên phiến trạng ấm bảo bảo nhan lộ thanh vui vẻ hỏng thật đúng là mang theo mặc dù quên dẫn nó dự tính ban đầu là cái gì nhưng Giang Lộ Thanh lập tức đem bao bên ngoài trang mở, từ bên trong nắm hai mảnh, sau đó đi đến Cố Từ ngồi xuống bên người, "Ngươi dùng qua ấm bảo bảo sao?" Cố Từ chậm rãi mở mắt ra, phản phất lông mi đều mang kháng cự, một mặt ta nhìn ngươi như cái ấm bảo bảo biểu cảm. "Nhưng là bọn hắn tại hoang giả cầu sinh a, à, đừng kiên trì không đến cảnh sát thúc thúc đến liền bị đông cứng hỏng, còn sống mới phải khẩn yếu nhất. Ngươi không muốn bộ dáng này nha, cái này thật là bảo bối." đến, ta dạy cho ngươi, nhan lộ thanh hành động đặc biệt cấp tốc, thừa dịp cố từ không chú ý một cái kéo qua hắn cánh tay phải, bởi vì động tác quá mức trôi chảy, không có chú ý tới hắn có một nháy mắt cứng ngắt. Nàng đem người kéo dậy một điểm, sau đó ấm bảo bảo đặt ở hắn phần lưng chính giữa, ấm bảo bảo ngươi liền dán tại chỗ này, dán tại hậu tâm vị trí ấm nhất cùng. Sao? Ngươi phía sau lưng như thế nào là ẩm ướt? cái này câu hỏi là phản ứng bản năng hỏi ra lời một giây sau nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước nghe được mùi máu hai người lăn xuống đến sau cùng va chạm nhanh chóng vớt qua một bên đèn pin vừa chiếu trong lòng bàn tay nàng bên trên vừa rồi dính ướt át chính là máu mà cố từ ngồi dựa vào cái kia trên nội bích cũng treo một tầng khô cạn đỏ hắn mặc vào một thân hắc nếu như không phải chiếu nơi đó tại loại này mờ tối hoàn cảnh thả chỉ có thể nhìn ra quần áo bị phá phá màu đen vải vóc ngay cả ướt một khối lớn cũng nhìn không ra nhìn xem đoàn kia đỏ nhan lộ thanh lập tức nghĩ đến lăn xuống dốc núi lúc kia một đường nàng ý thức rất mơ hồ bị người ôm lại từ từ nhắm hai mắt cái gì đều nhìn không thấy còn có tâm tư nhã rảnh quần áo cọ phá mấy chỗ ngoại trừ mắt cá chân cũng không bị thương tích gì kỳ thật chỉ là có người thay nàng thụ mà thôi nhan lộ thanh không hiểu trái tim có loại bị níu chặt hơi hơi ngạt thở cảm giác nhưng mà cố từ cũng rất tùy ý tránh ra tay của nàng, ngữ khí rất nhạt nói. Bị trà sát mấy lần. Tự hồ là chuyên môn giải thích cho nàng nghe. Nhan lộ thanh lo lắng cảm giác còn không có qua, nghe vậy khiếp sợ nhìn xem hắn, ngươi cái này gọi bị trà sát mấy lần. Cố từ đổi cái thuyết pháp. Nếu như không phải cuối cùng đụng vào cây này, xác thực chỉ là bị trà sát mấy lần. Kia, ngươi nơi này ra nhiều như vậy máu vì cái gì không nói cho ta cố từ nháy một cái mắt ngươi trong bọc đồ vật ta nghe ta trong bọc đồ vật ta biết đã không có thuốc nói có thể làm gì không thể làm cái gì nhưng là dù sao cũng tốt hơn chính mình chống đỡ đi nhan lộ thanh là loại kia nếu như mình có không thoải mái tuyệt đối sẽ lập tức chủ động hướng tín nhiệm người xin giúp đỡ tính cách thật giống như vừa rồi nàng phát hiện chân mình mắt cá chân không thích hợp, liền lập tức nói cho cố từ. Nàng không biết cố từ là tại trải qua phụ mẫu bi kịch sau tính cách thay đổi, lòng cảnh giác quá mạnh, vẫn là thiên tính cứ như vậy. Cùng một đám bạn học cũ cùng một chỗ thời điểm cũng thế, nhan lộ thanh cùng sinh đôi quan hệ tỉ muội tốt về sau nói lời đều phải so với hắn nhiều, nhưng tại này trước đó nàng thậm chí không biết kia hai tỉ muội. Nhan lộ thanh vẫn cảm thấy người là quần cư động vật, hướng tới náo nhiệt sinh cơ, tại hoang vu đất bên trên vung vung hạt giống liền sẽ mở ra một mảnh vườn hoa, nhưng cố từ không phải. Hắn quá lãnh đạm. Hắn là rõ ràng có thể sinh hoạt được gấm đám sáng lạng, lại lấy chủ động lựa chọn người cô độc. Cho nên, có phải hay không bởi vì dạng này tính cách, hắn cũng chú định yêu không lên bất luận kẻ nào, mới có thể tại trong sách đạt được như thế một cái kết cục. Nhan lộ thanh không có chú ý tới mình đã càng nghĩ càng xa, ánh mắt cũng nhiều lần biến hóa đáy mắt tại lỗ nhỏ chiếu vào dưới ánh trăng có vẻ hơi thủy nhuận quá mức rất là sóng nước lấp loáng nhà cố từ lại giọng mang vui vẻ tại bên người nàng mở miệng cố ý kéo lấy giọng điệu hóa ra nói có thế kiếm nhang tiểu thư nước mắt a nhan lộ thanh lập tức hoàn hồn ai khóc chỉ là nghĩ có chút xa nghĩ đến cái kia nàng cực kỳ tức giận kết cục có chút cảm khái nàng tư duy cấp tốc trở lại hiện tại nháy mấy lần mắt đem lượng nước nháy không sau đó hết sức chăm chú mà nhìn xem cố từ coi như nói vô dụng vậy cũng không thể không nói đừng nói ngươi hôm nay là bị ta kéo xuống coi như ngươi không phải là bởi vì ta đến rơi xuống thụ thương ta cũng sẽ muốn biết tình huống của ngươi nguyên nhân bởi vì chúng ta cố từ đánh gãy nàng là bằng hữu nhan lộ thanh sững sờ không tệ ngươi sẽ còn đoạt đáp nói xong nàng liền đi trong bọc lật nước của mình sạch sẽ giấy vệ sinh cùng tất cả có thể cần dùng đến thanh lý vết thương dụng cụ cố từ ở sau lưng nàng cười tiếng cũng không biết là cái gì để hắn cảm thấy buồn cười nửa ngày mới nói nhan tiểu thư thật không có ý mới lúc trước nhan lộ thanh bị cố từ cổng lúc tiến vào bởi vì mắt cá chân chân thực quá đau vậy mà không có chú ý tới cố từ áo khoác cùng bên trong hắc áo thun phía sau lưng bộ phận đều bị phá vỡ đèn pin vừa chiếu liền có thể trực tiếp soi sáng vết thương cùng cố từ nói không sai biệt lắm đại khái ban đầu đúng là trầy thương mà dù sao đây là trên núi nhánh cây chặt cây đều có chút gai ngược nguyên bản những cái kia gai gỗ khả năng chỉ là đính vào trên vết thương lại bởi vì cuối cùng kia thả bỗng nhiên va chạm mà đâm đi vào nhan lộ thanh trong bọc có giấy vệ sinh có nước trước cho hắn vết thương chung quanh đơn giản lau sạch sẽ, sau đó đem mình tay cũng tận lực lau sạch sẽ, sau đó. Sau đó đối những cái kia vào tới gai gỗ không có chỗ xuống tay. Đợi một hồi, cố từ hơi hơi nghiêng mặt qua đến, không nhổ đừng soi. Nhan lộ thanh đời này đời trước đều chưa từng làm loại chuyện này, hít sâu một hơi, đưa về phía cái thứ nhất gai gỗ. Rút ra tới thời điểm, nàng coi là cố từ sẽ có cơ bắp căng cứng, sẽ có hơi run rẩy, sẽ có tiếng trên rỉ đợi một chút một hệ liệt tăng lên nàng khẩn trương cảm giác biểu hiện. Nhưng không có cái gì. Nhan lộ thanh phản phất tại cho một cái người giả xử lý vết thương. Kỳ thật, vừa rồi ngươi làm tay trái ngươi thời điểm ta liền muốn hỏi. Nhan lộ thanh chân tâm thật ý cảm thấy nghi hoặc, cố từ, ngươi cũng sẽ không đau sao. Hắn không nói không thương, cũng không nói đau. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hắn nói đau đớn đều là dần dần hấp thụ được. Nhan lộ thanh còn chưa kịp thể vị ý tứ của những lời này, một trận dòng điện âm thanh cực kỳ đột ngột ở bên tai vang lên, cũng không lâu lắm, nàng nghe được chính mình liên hệ thật lâu kia quen thuộc thiếu ngữ âm. Maria a, à, gấp rút chết ta rồi. Vừa mới ngươi xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, ta không biết vì cái gì bị cưỡng chế hạ tuyến, mắt ca bắt ca ngữ tốc rất nhanh, mà lại ta phát hiện ngươi tại cố từ bên người thời điểm ta cũng sẽ rất khó liên tiếp đến ngươi ta vừa rồi một mực tại nếm thử làm sao cũng liền không đến hiện tại đổi cái nhan lộ thanh cấp tốc trong đầu đánh gãy nó của ta bàn tay vàng cố từ đều là che đậy ngươi bị hắn che đậy ta một chút đều không kỳ quái cốt đã ngươi đi ra cũng đừng nói nhảm nói chính sự ta cùng cố từ như thế nào mới có thể ra ngoài một bên hỏi một bên con mắt vẫn như củ gắt gao nhìn chằm chằm cố từ phía sau lưng động tác cẩn thận nhổ gai maria ta cảm thấy hệ thống lần này ra trục trặc ngươi đã chữa trị bọn hắn nhận biết thời cơ ngoại trừ bọn hắn đột nhiên trở mặt thành thù bên ngoài không nên lại có một cái dạng này trừng phạt trừ phi là lại cải biến cái gì nhan lộ thanh có chút nóng nảy ngươi trước tiên đem hai ta làm ra tới a ra ngoài lại nói những thứ này Ta trước đó uy chắc chỉ có thể nhận không thể phát, điện thoại không thể báo cảnh, đây rốt cuộc cái quỷ gì? Mắt ca ca cách 5 giây hồi. Bạn học của ngươi chắc chắn đã sớm giúp các ngươi báo cảnh, nhưng là... Ta cảm thấy nơi này đại khái suất là người ngoài tìm không thấy. Nhan lộ thanh động tác trên tay dừng lại. Nàng ý niệm hỏi thăm. Ngươi nói cái gì? Nói đúng là, hệ thống trừng phạt bình thường sẽ không bởi vì ngoại lực mà nhẹ nhõm giải trừ, tự như trước ngươi sốt cao, uống thuốc không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể duy trì ổn định, mà căn nguyên không có vấn đề trừng phạt liền sẽ tự động biến mất. Giống như đúng là. Nhan lộ thanh đang muốn chửi ầm lên, mắt ca bắt ca lại nói. Nhưng là. Nhưng là tất cả trừng phạt đều là có thời hạn. Lấy 6 tiếng làm một cấp bậc, 6 tiếng đến 48 giờ là cấp 8, đến một chút liền sẽ tự động giải trừ nói cách khác nhiều nhất mấy hôm bọn hắn mới có thể bị tìm tới nhan lộ thanh dừng một chút hỏi nó tóm lại ngươi bây giờ không có cách nào cứu ta đúng không giọng nữ nhẹ nhàng nói thật có lỗi maria ta không có quyền hạn lần này kết nối cũng là cưỡng ép cố từ vì sao lại đối ta có ảnh hưởng ta cũng không rõ ràng nhan lộ thanh nói không cần nói xin lỗi. Bất quá, nếu như cứu không được, vậy ngươi có thể cho ta cung cấp điểm vật thật sao? Nhan Lộ Thanh nhìn xem Cố Từ phía sau lưng, tỉ như trị liệu ngoại thương thuốc cùng băng vải cái gì? Cảm giác được Nhan Lộ Thanh im lặng quá lâu, tay cũng mất động tác. Cố Từ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Ngươi thế nào? Nhan Lộ Thanh mới vừa sờ xong tự mình cổng trong bọc thêm ra đồ vật liền dừng tay lại bên trong động tác nói như thế nào đây? Nhan lộ thanh khẩn trương trừng mắt nhìn, đối đầu cố từ ánh mắt, ta vừa rồi đi. Lại tại trong bọc của ta phát hiện bảo bối. Cố từ im lặng ba giây, mặt không thay đổi hỏi. Là cái gì? Sau đó hắn đã nhìn thấy nhan lộ thanh cái kia cái gọi là tràn đầy đồ ăn trong ba lô, lại bị nàng móc ra. Y, cốt nằm, cồn, một bình ngoại thương chuyên dụng thuốc bột, một cái xử lý ngoại thương tiểu công cụ hộp, cùng một quyển băng vải, cố từ ánh mắt lại từ ba lô di động đến nhang lộ thanh trên thân, nhang lộ thanh bất chấp khó khăn pha trò. ngươi nhìn ta cái này ba lô, có phải hay không rất giống đo raemon túi? cố từ gật đầu, xác thực. a, à, ta cũng là theo ba lô cách tầng lật đến. ha ha, ngươi cũng không nghĩ tới ta như thế cẩn thận đi. ha ha, nàng càng nói cố từ liền càng nhìn nàng chầm chầm, ánh mắt kia không có hoài nghi, không có tính công kích, thế nhưng lại có thế mang đến một loại nào đó áp lực. Dù sao bị cố từ nhìn như vậy, nàng nói là không nổi nữa. Đây là ánh mắt gì đâu. Là nàng 39 độ năm sốt cao nói lui liền lui khi đó, cố từ nhìn về phía ánh mắt của nàng. Sâu không lường được, ý vị không rõ. Hiện tại, đối mặt lần này, thần tích, ánh mắt này lại lần nữa xuất hiện nhưng cố từ nhìn thấy nàng kỳ quái thời điểm còn ít sao. Hắn cho đến tận này lắm miệng hỏi qua một tiếng sao. Cái này nói láo có cần phải vung sao. Cái này tam liên hỏi đem chính nàng hỏi đến. Được rồi, nhan lộ thanh cân nhắc một chút, dứt khoát mở công cụ cùng thuốc chuẩn bị cho hắn xóa trên lưng, và đã mẻ không sợ rơi nói, đừng hỏi, hỏi chính là nhiều rồi A Thanh. Tại rung rồi A xong trợ giúp dưới, công chúa nào đó phía sau lưng tạm thời an toàn đã là nửa đêm 12 giờ, nhan lộ thanh cảm thấy mình vừa rồi tinh thần đều là bị đột phát tình trạng kích động ra tới, thân thể của nàng đã khốn đến không được, nhưng lại đến phiên túi ngủ ngủ ai vấn đề. Nhan lộ thanh cảm thấy hai người thật sự là thân phận đổi, nàng phản phất một cái tận tình kỵ sĩ, cố từ chính là tự phụ lại mạnh mẽ mới vừa bảo vệ kỵ sĩ công chúa, mà nàng đang khuyên công chúa nói. Ngài khả mau vào ngủ đi. Coi như chỉ có thể chờ đợi người tới, khẳng định phải thương binh ưu tiên nghỉ ngơi, mà lại trời lạnh như vậy, bảo đoàn sưởi ấm không phải rất bình thường sao. Nói xong, nhan lộ thanh cho mình đánh cái miếng vá, khục, bảo đoàn sưởi ấm chỉ là cái ví von, không phải thật sự bảo đoàn. Công chúa từ không nói lời nào, nhan lộ thanh cũng bắt đầu chơi xấu. Ngươi không đi vào ta cũng không đi vào, cái này lãng phí. Nhan lộ thanh chỉ vào nhìn phi thường thoải mái túi ngủ nói, ngươi tiếng, ta liền tiếng. Diêu Dung, Y Dung. Hai phút sau, nhan lộ thanh cuối cùng đang ngủ trong túi an ổn nằm xuống, của nàng đối diện chính là cố từ. Dù sao tình huống khẩn cấp, điều kiện có hạn, bọn hắn cũng coi là mặt chữ trên ý nghĩa ngủ ở cùng nhau. Đại khái là bởi vì hai người đều gầy, như thế mặt đối mặt nằm nghiêng, túi ngủ ở giữa lại còn có không ít địa phương. Nhan lộ thanh hiện tại ở vào một cái hơi dính gối đầu liền trạng thái, nhưng là cân nhắc đến công chúa từ hẳn là rất không vui cũng đoán chừng không có cùng khác giới cùng nhau ngủ nàng lại ráng chống đỡ mang đối cố từ nói ngươi yên tâm ta đi ngủ thành thật đừng lo lắng vạn nhất cái này giả ngoại có cái gì nguy hiểm ta cũng sẽ tỉnh ngươi sẽ không thật sự cho rằng tim tôi rất lớn a à? cho ăn ba viên thuốc an thần cũng liền qua ba phút cố từ bên tai liền vang lên hiện lên đều đặn nhanh minh hiển dĩ kinh chìm vào giấc ngủ tiếng hít thở đêm nay đi qua hắn đã không sinh ra cùng loại im lặng cảm giác cố từ nửa chống lên đến đưa tay cầm qua túi ngủ bên cạnh ba lô ở bên trong tìm được nhang lộ thanh muốn cho hắn thiếp ấm bảo bảo cái kia cái gọi là bảo bối hắn xé mở bao bên ngoài trang lại xé mở tầng kia thiếp giấy chờ nó bắt đầu phát nhiệt về sau bàn tay đến nhang lộ thanh phía sau lưng nhan lộ thanh đang lúc nửa tỉnh nửa mê cảm thấy mình trên lưng có thêm một cái ấm áp đồ vật, thoải mái ghê gớm, nàng mơ mơ màng màng mở miệng. Ừm. Thế nào? Không có việc gì. Cố từ thu tay lại, thanh âm kia tại đêm khuya lộ ra tương đương ôn nhu, ngươi không phải nói, thiếp cái này ấm áp. Chương 16 16 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nhan lộ thanh ngủ một giấc rất thoải mái đầu tiên một chút không có lạnh, mà lại nàng ngủ đến hậu kỳ còn làm cái mộng đẹp, trong mộng nàng một bên đi ngủ một bên trong ngực ôm cái công chúa, mặc dù trong mộng thấy không rõ mặt, nhưng trực giác nói cho nàng kia công chúa cự đẹp mắt. Có điều là đáng tiếc là công chúa cuối cùng chạy, nàng ở trong mơ không biết lại ôm cái từ đâu tới tảng đá lớn ngủ tiếp. Ngày thứ hai nhan lộ thanh tỉnh lại thời điểm, trời sáng choang, ánh nắng theo hốc cây lối vào chiếu vào, vẫy vào trên thân người ấm áp nàng mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, phát hiện túi ngủ bên trong chỉ có chính mình, mà trong lồng ngực của mình. Còn ôm mình ba lô. Nhan lộ thanh buông ra ôm ba lô tay, tương đương mộng bức ngồi xuống, lập tức thấy được nguyên bản nên đang ngủ trong túi cố từ. Hắn đang ngồi ở của nàng đối diện, tự ở thân cây trên nội bích nhìn điện thoại. Cố từ không phải chính đối nàng, cái góc độ này nhìn hắn một nửa mặt tại dưới vần sáng, một nửa ở trong bóng tối, trên mặt mỗi một chỗ đều phản phất có dụng cụ tinh vi tính toán qua một dạng. Nhan lộ thanh nhìn một lát, thầm nghĩ, tối hôm qua trong mộng nàng đi ngủ ôm cái kia công chúa không biết có hay không cái này tư sắc. Nàng hắn giọng một cái chào hỏi hắn. Cố từ, sớm a. À. Sau đó thuận tiện hỏi, ngươi là lúc nào tỉnh? Nghe nói thanh âm của nàng, cố từ nguyên bản rũ cục lấy mí mắt chậm rãi nhất lên, ánh mắt theo trên màn hình điện thoại di động dời, chuyển qua trên mặt nàng không biết cùng thụ thương có quan hệ hay không môi của hắn màu sắc rất nhạt nhưng lại không phải ban sơ gặp mặt loại kia dọa người ảm đạm mang theo điểm màu hồng nhạt nhan lộ thanh liền nhìn hắn bờ môi lúc mở lúc đóng nói ngươi hẳn là hỏi ta là lúc nào ngủ nhan lộ thanh sững sờ a à. cố từ lần nữa nhìn về phía điện thoại ngón tay ở trên màn ảnh vẽ đôi lần sau đó một cái tay khác trên mặt đất khẽ chống đứng dậy đi đến bên người nàng nhan lộ thanh nhìn xem trước mặt hắn đưa tới điện thoại nghe được hắn nói chính mình nhìn nàng nhận lấy kia là một cái video kia là một cái nàng dạng này không câu nệ tiểu tiết người nhìn đều muốn đi tìm cái nhà tù ngồi video theo tia sáng bên trên nhìn khi đó đã trời tờ mờ sáng video là cố từ đập tự nhiên cũng là lấy cố từ thị giác Nhan lộ thanh liền theo hắn thị giác nhìn như vậy mang chính mình từ từ nhắm hai mắt, liều mạng hướng về thân thể hắn ôm, níu, góp, cọ. Hắn càng tránh nàng dính được càng chặt, mấy trong nháy mắt, chính mình tấm kia từ từ nhắm hai mắt mặt trực tiếp đổi đến ống kính trước, xấu cũng không xấu, nhưng là rất ngu, nhan lộ thanh thấy thật là lấy ngạc thở. Video cuối cùng là cố từ rời đi túi ngủ, đem túi đeo lưng của nàng nhét vào trong ngực nàng, nàng mới rốt cục yên tĩnh cứu mạng công chúa bị điếm ô công chúa bị phi lễ cứu mạng cứu mạng mau cứu ta mau cứu ta nhan lộ thanh đã xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải thời điểm cố từ thanh âm mang theo ý cười theo đỉnh đầu của nàng truyền đến ngươi tối hôm qua để cho ta yên tâm ngươi đi ngủ thành thật nhan tiểu thư xem hết cảm tưởng gì nhan lộ thanh ngẩng đầu một cái vừa lúc cố từ ở trước mặt nàng ngồi xuống hai người cơ hồ nhìn thẳng trạng thái nàng cái thứ nhất chú ý cố từ phát xanh dưới mắt. Cảm tưởng chính là, nhan lộ thanh trầm ngâm một hồi, đạo, ngư bức. Cố từ ngữ khí có chút hoang đường. Cái gì? Ý tứ của ta đó là, nhan lộ thanh trong nháy mắt trở mặt, chớp mắt vài cái kính, đối người trước mặt chính là một trận đóng vai đáng thương. Cố từ, tối hôm qua ta ra loại kia làm trò cười cho thiên hạ ngươi cũng không có trực tiếp bỏ lại ta rời đi, nhân phẩm của ngươi thật sự là quá ngư bức nhan lộ thanh nhìn xem cố từ biểu cảm lại biến cặp kia bên trong nhận bên ngoài dương con mắt dần dần hiếp lại hiện ra đẹp mắt hẹp dài hình dạng bằng công chúa từ cái này ác miệng trình độ bằng vào hắn gọi cuộc kia phong phú từ ngữ lượng nếu là thật mở mạch tổn hại nàng tràn diện sẽ thảm đến loại tình trạng nào nhan lộ thanh thật là không dám tưởng tượng cho nên nàng trước trượt quỳ nhan lộ thanh dùng tay trái nâng tay phải tay phải dựng lên cái ngã a biểu thị một cái đứng đấy tiểu nhân, sau đó một giây sau, ngón tay của nàng một chiếc, tiểu nhân bịch tại bàn tay trái của nàng tâm quỳ xuống, chính hướng về phía cố từ phương hướng. Cử động này tự hồ lấy lòng đến cố từ, theo nhan lộ thanh tỉnh lại đến bây giờ, khóe miệng của hắn lần thứ nhất công lên, ngươi đang làm gì? Nhan lộ thanh lung lay ngón tay bày ra tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Tại cho ngươi chịu nhận lỗi. Cố từ cứ như vậy để chuyện này sang trang. Ngay từ đầu nhan lộ thanh thật không dám tính công chúa từ dễ dàng như vậy bị hống tốt, nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ tới, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất khiêu chiến công chúa từ làng ranh, nhưng hắn nhưng không có lần nào là thật cùng với nàng sinh khí qua. Ngoại trừ tại biệt thự lần kia nàng nuốt hắn cho thuốc lại bị hắn đẩy phun ra, nàng cảm thấy cố từ cảm xúc càng xấp xỉ hơn tại sinh khí. Nhan lộ thanh phát hiện chính mình phía sau lưng trên quần áo dáng trương ấm bảo bảo, chỉ có điều nàng làm sao cũng không nhớ rõ chính mình là lúc nào thiếp, ấm bảo bảo đã nguội ngắt, nàng rời giường thời điểm thuận tiện kéo xuống. Trong ba lô nước và thức ăn hiện tại có đất dụng vỏ, hai người giải quyết xong ấm no nhu cầu về sau, nhan lộ thanh nhìn về phía cố từ phía sau lưng. Ngươi bên này thế nào? Muốn đổi thuốc sao? Không cần. Vậy ngươi tối hôm qua không phải không ngủ ngon. Nâng lên tối hôm qua, nhan lộ thanh trục dạ được thanh âm đều nhỏ đi đề nghị người nếu không thì hiện tại ngủ một giấc ta hiện tại đặc biệt tinh thần ta lần này khẳng định không ngủ lần này cố từ cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng nhìn một cái ta đi ra ngoài trước một chuyến ra ngoài làm gì hôm qua chúng ta là cơ hội dọc theo một cái phương hướng từ trên núi lăn xuống tới khoảng cách lại xa điều tra đến bây giờ cũng nên tìm tới chúng ta cố từ khó được nói rất nhiều tự ta tối hôm qua có lưu ý qua thanh âm bên ngoài không có bất kỳ người nào đi tìm tới cho nên hiện tại đi ra xem một chút theo cố từ thanh âm tới nghe hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì đối loại tình huống này nóng nảy cảm giác chỉ là đơn thuần cho nàng giải thích một chút vừa nhắc tới tối hôm qua nhan lộ thanh liền xấu hổ nàng đến cùng vì sao lại dưới loại tình huống này ngủ như vậy chết chính nàng cũng rất khó hiểu ngươi là theo ghi chép video khi đó liền tỉnh rồi sao cố từ ừ một tiếng bằng không thì đâu vậy ngươi tỉnh lâu như vậy vì cái gì tại sao vậy nàng tỉnh mới muốn đi nhan lộ thanh không hỏi đi ra nhưng người nào đó năng lực phân tích quá mạnh đã hiểu hắn cười một cái nói đương nhiên là bởi vì còn có người không có tỉnh ta không muốn kiếm nước mắt người khác a à. cố từ ta tối hôm qua thật không có khóc Nhan lộ thanh một lần cuối cùng cường điệu xong, liền từ ngủ trên nệm bò lên, ta cùng ngươi một khối ra ngoài. Ngươi hôm qua mắt cá chân mới vừa trật khớp lại một lần nữa vị, không muốn đi quá nhiều đường. Cố từ đứng tại hốc cây miệng, cổng quan nhìn nàng ánh mắt dính điểm bất đắc dĩ, ngươi cũng đã nói, đã buổi sáng ta đều không có chạy, vậy bây giờ cũng sẽ không chạy. Ta không phải sợ ngươi chạy. Nhan lộ thanh đi đến hắn trước mặt, hoạt động một chút cổ chân, ngươi nhìn ta chân cũng không thành vấn đề nha mà lại ta chính là không nghĩ chính mình ở lại im lặng một lát cố từ đột nhiên cười khẽ tiếng dùng giống như là một cái mang tiểu hài ca ca như thế ngữ khí nói được đi cố từ nói tới đi ra xem một chút xác thực chính là nhìn xem hai người dọc theo hốc cây một đường đi đến bọn hắn rơi xuống sườn núi hướng phía cái phương hướng này đi lên một đoạn đường đường kia vậy mà toàn bộ bị bất quy tắc phân bố cây cối ngăn cản cực kỳ chặt chẽ hoàn toàn không nhìn thấy hai người đến rơi xuống địa phương ở đâu mà lại chung quanh nơi này ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài không có bất kỳ ai điệp diệp núi như thế lớn điểm du lịch còn có không ít trường học du lịch mùa thu nơi đi thậm chí ngay cả điểm du khách đối thoại thanh âm cũng không có đại khái là chiếu cố mắt cá chân nàng bọn hắn tiến lên tốc độ rất chậm ở trên đường thời điểm cố từ đột nhiên nói buổi sáng điện thoại có tín hiệu nhan lộ thanh sửng sốt một chút có thể gọi điện thoại từng cũng có thể phát tin tức từng cố từ đồng thời không có hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc thật giống như tối hôm qua hắn biết điện thoại không tín hiệu được lúc vẫn không có rất kinh ngạc thật kỳ quái nàng vậy mà cảm thấy cố từ theo ban sơ ở phía trên kéo nàng lại kéo không nhúc nhích thời điểm khả năng liền biết đây hết thảy đều không phải là tự nhiên nhân tố tạo thành nhưng không thể nào hẳn là chỉ là cá tính của hắn giỏi về ẩn tàng cảm xúc lộ ra đặc biệt bình tĩnh nhan lộ thanh ở trong lòng nói với mình dù sao người bình thường muốn làm sao tiếp nhận loại này phi tự nhiên phản khoa học sự tình nhan lộ thanh đang tập trung tinh thần nghĩ chính mình sự tình tay đột nhiên bị người hơi ngăn lại cùng lúc đó bên tai bỗng nhiên truyền đến ngắn ngủi vật thể xuyên qua rừng cây tiếng vang nhan lộ thanh da đầu tê rần phản xạ có điều kiện trực tiếp ôm lấy bên cạnh cố từ cánh tay ôm vào hắn trên lưng sốt ruột hô cái kia là cái gì cố từ cái kia là cái gì cố từ không có trả lời ngay nhan lộ thanh đang chờ đợi trong quá trình càng ngày càng sợ càng ngày càng sợ thẳng đến nàng nghe được cố từ kéo lấy giọng điệu trêu chọc hóa ra Đa Lạp A Thanh sẽ còn sợ những thứ này a? À? Nhan Lộ Thanh có chút thẹn quá thành giận, đến cùng là cái gì? Ngươi thấy được sao? Cỡ nhỏ động vật, màu xám, không xác định là con thỏ vẫn là con sóc một loại. Nhan Lộ Thanh nới lỏng một đại khẩu khí. Tại Nhan Lộ Thanh trong nhận thức biết, dựa theo Mắt Ca Ca nói, nàng là đã bị hệ thống cùng ngoại giới che giấu, vậy bây giờ lại là có động vật lại là điện thoại lần nữa tới tín hiệu đại khái suất là trừng phạt sắp kết thúc. Chúng ta đại khái mấy điểm rớt xuống nơi này. Ngươi còn nhớ rõ sao? Khoảng 9 giờ đêm. Nhan lộ thanh đơn giản dùng ngón tay tính toán một cái thời gian, phát hiện khoảng cách hai người xuống tới đã qua 12 tiếng đồng hồ, lấy 6 tiếng làm cấp bậc. Mắt ca ca không nói nhiều ít cấp bậc, như vậy nói cách khác mỗi cái 6 tiếng cũng có thể. Tổng đủ loại dấu hiệu tới nói, không phải cái này 6 tiếng chính là thả 6 tiếng nhan lộ thanh tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Mà nàng không có chú ý tới, nhất cử nhất động của mình, mỗi cái biểu tình biến hóa, bao gồm miệng bên trong vô ý thức mặt niệm số lượng, toàn bộ đều rơi vào cố từ trong mắt. Trên đường trở về, nhan lộ thanh một mực tại nhìn uy chắc bên trên tin tức. Đại hắc tiểu hắc đã nhanh phải gấp chết rồi, điểm hai người khung cha, không chỉ có rất nhiều tin tức mới, bong bóng cũng là nhiều đến sắp tràn ra màn hình. Nhan lộ thanh điểm tiểu hắc màu lam bong bóng. Nhan tiểu thư mặc dù có bệnh, ta vẫn như cũ cảm thấy nàng là người tốt. Tiểu hắc màu xám bong bóng. Nhan tiểu thư sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Đừng a. À. Tiểu hắc màu đỏ bong bóng. Vì cái gì nhiều người như vậy chính là tìm không cứu được hai người đâu? Không lục ra được thì thôi còn không cho phép chúng ta nhúng tay, mẹ nó ta tức giận. Tiểu hắc trước kia màu lam màu xám màu đỏ đều là nhã rảnh của nàng, hiện tại ba loại màu sắc vậy mà đều là lo lắng nàng. Nhan lộ thanh. Loại này mụ mụ vui mừng cảm giác là thế nào một chuyện. Đại hắc nội dung cũng cùng tiểu hắc không sai biệt lắm. Lại có là đồng học bầy bên trong phát tin tức, nhan gia phụ mẫu nghe đại hắc tiểu hắc sau khi nói qua gửi tới tin tức, thậm chí Khương Bạch Sơ gửi tới tin tức, dù sao có thế phát tới một đống tin tức, Bong bóng trong cơ bản đều là nghiêm chỉnh quan tâm, liền ngay cả nàng cái kia chán ghét nàng lại thay cố từ kêu bất bình đại ca đều toát ra, nàng lần này nhưng chớ đem chính mình thật làm ra sự đến, bong bóng. Bất quá, cái này mấy loại cảm xúc bong bóng tất cả cũng không có màu hồng phấn như thế văn hay tranh đẹp, chỉ có đơn thuần văn tự mà thôi. Nhan Lộ Thanh Chính vừa nhìn tin tức, vừa suy nghĩ làm như thế nào sinh cơ kia màu lam màu xám bong bóng, hai người cũng đi trở về đến cái kia trong thụ động nhan lộ thanh vừa nhìn thấy túi ngủ liền nhớ lại tối hôm qua xấu hổ lập tức nhìn về phía cố từ ngươi ngủ đi có chuyện gì ta sẽ bảo ngươi cố từ lần này không có cự tuyệt trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đi qua đi vào túi ngủ bên trong nằm xuống nhắm mắt lại nhan lộ thanh an vị ở bên cạnh hắn vốn định mở ra màn hình điện thoại di động tiếp tục xem điện thoại nhưng lại bị mặt của hắn hấp dẫn nàng ngay tại trong lòng cảm khái cái này vừa đúng xương mày độ cao cùng cái này mũi độ cao là thế nào làm được như thế hài hòa, làm sao làm được ngửa mặt nằm cũng đẹp mắt như vậy, chính mình thực sẽ lấy tên không hổ là công chúa. Đợi một hệ liệt cầu vòng thí thời điểm. Sau đó cố từ liền bá mở mắt ra. Nhan tiểu thư, nhìn ta chầm chầm có chuyện gì. Ánh mắt của hắn bên trong có ủ rũ, cho nên nhìn đồng thời không có tính công kích, vẫn là nói, ngươi muốn cho ta kể chuyện xưa lại để cho ta ngủ a à, không phải nhan lộ thanh bây giờ nghĩ lên chân mình đắp đến cổ còn có bóng tối nàng lắc đầu dù sao ta cũng giảng không ra ngươi loại kia phong vị cố sự hắn trực tiếp dùng ánh mắt hỏi thăm vậy là ngươi đang làm gì ta là đang nhìn mặt của ngươi nàng ăn ngay nói thật ta cảm thấy tướng xương của ngươi hảo hảo kháng từng cố từ trở về cái một chữ độc nhất xếp cao nghi vấn đại khái nam sinh không hiểu nhiều loại này từ nhan lộ thanh nghĩ nghĩ dùng chính mình lý giải giải thích cho hắn nói như vậy ta ý tứ chính là nếu là hiện tại hết thảy mọi người toàn bộ đều tại chỗ biến thành khô lâu ngươi khẳng định là khô lâu bên trong đẹp mắt nhất một cái cố từ cám ơn chuyện xưa của ngươi cũng không tệ nói xong hắn liền thật nhắm mắt lại không có qua quá lâu lông bi thật dài theo ngẫu nhiên khẽ rung đến cơ hồ không có rung động tiếng hít thở cũng dần dần kéo dài ngủ thiếp đi có cảnh đẹp nơi tay một bên, không chiếu thật là lãng phí tài nguyên. Nhan lộ thanh cho cố từ tìm cái góc độ soi trương tướng, liền lâm vào không có chuyện để làm trạng thái, lần nữa bắt đầu buồn bực ngán ngẫm chơi điện thoại di động của mình. Nói thật ra, từ khi nhìn qua thăng cấp bản màu hồng, nhan lộ thanh coi là tất cả màu sắc đều thăng cấp, kết quả vừa rồi xem xét, khác màu sắc vẫn như cũ là chỉ có văn tự. Nàng hiện tại rất muốn nhìn văn hay tranh đẹp cái khác cảm xúc tỷ như bi thương tiểu hắc, phẫn nộ tiểu hắc chờ chút. Thế là, nhan lộ thanh đành phải lại lần nữa mở ra mấy ngày không gặp video ngắn phần mềm, mục đích minh xác. Cầu tán. Nhưng lần này, mục tiêu của nàng là thu thập đủ mặt phát triển, không riêng phải có vui sướng cảm xúc tán cùng bình luận, còn phải mang một ít 45 độ ưu thương. Cố từ ngủ thời điểm quanh thân là lạnh, tỉnh lại thời điểm lại trở nên ấm rất nhiều. Hắn tự hồ ngủ rất lâu, bởi vì trong hốc cây tia sáng trở nên tối xuống, mà trước mặt hắn nằm, là không biết lúc nào tiến vào túi ngủ nhan lộ thanh. Nàng ngay tại hơi hơi chết đưa lưng về phía hắn chơi điện thoại, màu sắc vẫn cứ nhạt tóc tản ra, phát ra cũng giống như mình nước gội đầu mùi thơm. Nhan lộ thanh ngón tay ở trên màn ảnh đánh là thật thưởng thức tâm duyệt mục đích, tay của nàng rất tinh tế tiểu xảo, trắng nõn làn da cùng hắc màn hình hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng là không thể nhìn kỹ nàng gõ thứ gì. Kinh nghiệm lần trước để cố từ theo bản năng kháng cự đi xem nàng đánh tự, nhưng là con mắt khôi phục cùng phản ứng quá nhanh đại não để hắn quét qua liền có thể cấp tốc nhìn thấy phía trên kia nội dung. Phong cách của nàng đột nhiên trở nên cùng lần trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là một cái biến cả cùng bọc nước video, nàng đánh chữ. Ngươi nói ngươi thích biến cả, khả dân lên sau ngươi lại lựa chọn hướng lui về phía sau sau đó nàng lại xoát đến một cái nhìn qua giống như là tình cảnh kịch video, bình luận. Ngươi không yêu hắn thời điểm, hắn mới yêu ngươi nhất. Nhan lộ thanh lại đi xuống lật, cố từ nhìn thấy trong video viết một hàng đại đại tự, tâm sự ngươi tiền nhiệm A, à, đầu này nàng được cho suy tư một hồi, sau đó mới đánh chữ đánh một câu dài. Nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ hắn thích mặt dày lười. Thế nhưng là lần trước ta mang theo xong giày lười tới thăm dò nhìn hắn, hắn lại đỉnh đầu vải trắng, giống như không quá nguyện ý gặp ta. Cố từ. Hắn đã chuẩn bị lấy tạm dừng nhan lộ thanh hành động như vậy, nàng nhưng lại lật đến một cái video, cơ hồ là ngay cả nội dung đều không thấy lại lần nữa bình luận nói. Tịch mịch đêm, quy không vang, quy chắc không vang, liền để của ta run mổ vang một cái đi, cám ơn ngươi, người xa lạ. Cố từ. Chương 17 17 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không trốn chương 17 nhan lộ thanh vốn là ngồi tại cố từ bên người chơi điện thoại Nhưng là vẫn ngồi như vậy quá mệt mỏi Ngồi đau lưng cái mông cũng khó chịu Thử hỏi Ai có thể ở bên người có cái có thế nằm giường Nhưng vẫn là không nhận dụ hoặc trực lăng lăng ngồi trên mặt đất Dù sao nhan lộ thanh không thể cho nên nàng rất nhanh liền rón rén chui vào túi ngủ bên trong. Xoát video thời điểm nhan lộ thanh một mực không có mở lời âm, thỉnh thoảng liền đi nhìn nhìn cố từ có hay không lấy tỉnh dấu hiệu. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện chính mình quá lo lắng, cố từ cái này ngủ một giấc cũng nặng lắm, đại khái là tối hôm qua bị thương lại không nghỉ ngơi thật tốt nguyên nhân. Nhan lộ thanh thỉnh thoảng sẽ xoát đến xoái ca video, toàn bộ lịch sự tính điểm cái tán liền cắt đi. Bởi vì nắm mang cọ nhiệt độ nguyên tắc, cơ bản chỉ cần lửa video nàng đều bình luận, nhưng nhan giá trị video nhan lộ thanh lại càng thiên vị mỹ nữ, đối soái ca không thế nào quan tâm, không ưa, phát thần bình linh cảm tự nhiên cũng không có. Không phải đối soái ca có ý kiến, chủ yếu là soái ca tăng thêm lọc kính đặc hiệu video còn không bằng chính mình mỗi ngày gặp cố từ trương này thiên nhiên tới hoa văn trang sức mặt, cái này khiến nàng làm sao có kích tình nghĩ thần bình. Ở giữa nhan lộ thanh nhìn xem cố từ ngũ nhan còn đang suy nghĩ, phát cái cố từ video cho hắn xứng cái biên tập âm nhạc cái gì vài phút trướng một mấy chục vạn. Tóm lại, thừa dịp cố từ ngủ đến trưa, nhan lộ thanh thu hoạch tương đối khá. Mặc dù còn không có thăng cấp đến lập tức có thể nhìn hình ảnh tình trạng, nhưng là hôm nay phát ra ngoài bình luận nhóm lại tích lũy tích lũy, hẳn là mấy ngày nữa nàng liền có thể nhìn đồ. Có điều là nói lên đang rung mổ phát bình luận thu được ánh mắt chuyện này, nhan lộ thanh cũng không biết vì cái gì, nàng cái này một cái video đều không có phát qua tài khoản cũng chỉ là bởi vì quá mức tấp nập trên mặt đất nóng bình cũng có thể trướng bột. Sẽ còn thu được không ít người tép của nàng trêu chọc, không có vị này đang lẫn trốn thánh mẫu bình luận, ta thống nhất cho rằng không tính đứng đầu video, đầu chó, video này tuyệt đối phải lửa. Đang lẫn trốn thánh mẫu mau tới bình luận chiếm hàng phía trước nha bảo, cái video này ngươi lấy bình luận cái gì? Nhanh để cho ta thu bài tập gia cũng nghĩ lần trước đứng đầu đang lẫn trốn thánh mẫu, có điều là nàng đồng thời không có coi ra gì, ngẫu nhiên nhìn thấy buồn cười nội dung mới đi hồi phục thoáng cái chú ý của nàng người. Phát ra ngoài một đầu cuối cùng bình luận, Nhan Lộ Thanh ngón tay có chút mệt mỏi, nghĩ trở mình thay cái tư thế nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới vừa mới chuyển hơn phân nửa đoạn, liền thấy mở to mắt nhìn về phía của nàng cố từ. "Ngươi đã tỉnh." Lần này Nhan Lộ Thanh cũng không sợ nhau nhau đến hắn động tác biên độ lập tức lớn lên, lưu loát trở mình. nàng cùng hắn mặt đối mặt đối mặt. thế nào, ngủ được rất tốt à? ngủ được là rất tốt. chính là mới vừa tỉnh ngủ nhìn thấy tràn diện không tốt lắm. nhưng là cố từ một chữ đều không có hết, bởi vì hắn chính mình cũng nghĩ quên. cố từ tỉnh lại thời gian vừa lúc là mặt trời xuống núi, nhan lộ thanh lại đem ba lô vớt tới, hai người đơn giản ăn chút gì, liền lại tiếp tục tại trong hốc cây ngồi chờ. Hiện tại mặc dù có thế cùng bên ngoài liên hệ với, nhưng từ buổi chiều đến bây giờ, nhan lộ thanh cũng không biết chính mình phát bao nhiêu lần vị trí cùng hưởng, đều không dùng, tiểu hắc ở bên kia gọi thẳng tà môn. Nhan lộ thanh cũng cảm thấy tà môn. 6 giờ lại 6 giờ đi qua rồi, đến cùng là thứ mấy cái 6 tiếng. Sẽ không thật là đầy 48 giờ mới kết thúc A. À. Ánh trăng giáng lâm thời điểm, trong hốc cây vang lên trong điện thoại di động thả video thanh âm, nhan lộ thanh ngẫu nhiên vừa nhấc mắt lại thấy được ngoài cửa hang một đạo hát ảnh nàng lúc ấy quét mắt một vòng lại dời đi ánh mắt cái kia đạo khoảng cách nàng có nhất định khoảng cách bóng đen cũng đã biến mất nhưng mà chờ qua mấy giây nàng tại trong đại não bất giác hồi phục mâm cái bóng đen kia hình dạng lúc mới ý thức tới cố từ trong hốc cây đột ngột vang lên cố ý đè thấp âm lượng giọng nữ cố từ nghe tiếng ngẩng đầu phát hiện nguyên bản ngồi đối diện hắn nhan lộ thanh đã lập tức đứng lên mấy bước vượt đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tay nàng chỉ trực tiếp đi lên nắm chặt hắn áo khoác ống tay áo, cố từ thấy được nàng con mắt, trợn tròn lên, ngữ khí hoảng được không được, cố từ làm sao bây giờ? Ta giống như nhìn thấy Lan. Ở nơi nào nhìn thấy? Tại cửa hang, ta tùy tiện nhìn lướt qua thấy được một cái bóng, đại khái cách chúng ta mười mấy mét. Trước đừng sợ. Cố từ quay đầu nhìn nàng, ngươi trước xác định ngươi gặp qua sói chưa thấy qua thật, gặp qua hình ảnh. Nhan lộ thanh lại nhớ lại thoáng cái, ta cảm thấy chính là sói, cái kia tai cái kia miệng, thật cùng đồ bên trên đặc biệt tựa, lại thêm chúng ta là tại loại này không có người nào lão lâm, nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Ngươi nhìn vì cái gì chúng ta ban ngày ra ngoài chung quanh không có bất kỳ ai. Nói không chừng đều bị ăn sạch. Nhan lộ thanh dùng khí âm thanh tại cố từ bên tai nói chuyện, câu dẫn người ta tai ngứa một chút, không chỉ có như thế, Nàng còn sợ đến bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, miệng bên trong càng ngày càng không hợp thói thường, ta mới vừa rồi còn tại trên mạng soát đến nói đêm nay ánh trăng đặc biệt tròn, làm sao trùng hợp như vậy chúng ta ngay tại đêm nay gặp được sói, một hồi sẽ không còn tới cái người sói dưới ánh trăng biến thân a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ cố từ làm sao bây giờ? Nàng ngữ tốc cực nhanh, dùng vẫn là loại kia cũng không phải là nói đùa ngữ khí mà chính là loại này chững chạc đàng hoàng mới hiện ra nàng lúc này không đầu đầu tới. Nhan Lộ Thanh, cố từ hơi hơi nghiêng mặt qua, nửa tựa cảnh cáo nửa tựa nói đùa nói câu, đừng đùa ta cười. Hắn tiếng nói ép rất thấp, để cho người ta nghe ra được mang theo hắn đặc biệt âm sắc thanh lãnh thiếu niên cảm giác, Nhan Lộ Thanh nghe được bộ kia cuốn họng gọi nàng danh tự, đầy trong đầu ta muốn chết, bối rối mới giống như là đạt được trấn an. Nàng cuối cùng an tĩnh lại, cố từ lấy ra nàng xoắn gấp ngón tay, tay chống đất làm bộ đứng dậy. Ta tới cửa hang bên kia nhìn một chút, ngươi ngồi tại cái này đừng nhúc nhích. Quy, nhan lộ thanh sốt ruột giữ chặt hắn, đừng đi. Ngươi đến đó bị nhìn thấy làm sao bây giờ? Cố từ lại muốn cười. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hắn chậm rãi hỏi lại, ngươi tìm đến ta, không phải là vì để cho ta tới thăm dò tra. Không phải. Nhan lộ thanh sửng sốt một chút, ta tới tìm ngươi, ta tới tìm ngươi là bởi vì. Là bởi vì nơi này chỉ có hắn. Giống như không phải. Nếu như nơi này có 10 người 100 người, nàng cũng tới tìm cố từ. Nàng chỉ là quá bối rối, gặp được sợ hãi sự tình liền muốn lập tức gọi cố từ danh tự, giống như dạng này mới có thể an tâm một điểm. Bởi vì hắn giống như khó khăn gì đều có thể giải quyết, hắn giống như không gì làm không được hắn giống như chính là có thần kỳ để cho người ta muốn dựa vào ma lực nhan lộ thanh không nói chuyện cố từ cũng không ép hỏi nàng quay đầu vừa chuẩn chuẩn bị đứng dậy ta cũng đi nhìn nhan lộ thanh giữ chặt hắn nói cùng đi cố từ từ đầu tới đuôi đều biết không có khả năng có sói nàng khả năng xác thực nhìn thấy cái gì nhưng tuyệt đối sẽ không có một thất cô lan ở chỗ này ẩn hiện nhưng cố từ động tác vẫn là dừng lại một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất, quay đầu nhìn nàng đã dọa xuất thủy sắc con mắt. Chính ngươi rất xác định, nơi đó có sói. Ân. Ừ. Hắn nhẹ nói. Ngươi cho rằng nếu quả như thật có sói, ngươi đi với ta, sẽ còn sống trở về. Hỏi xong câu nói này, cố từ nhìn thấy nhan lộ thanh nguyên bản đã có chút bình tĩnh cảm xúc lại muốn hướng sợ hãi bên trên phát triển. Không được, nàng nắm lấy hắn quần áo tay bắt đầu vô ý thức run rẩy, thanh âm cũng rung, nhưng vẫn là nói. Vậy cũng lấy cùng đi. Nhan lộ thanh trong sơn động phản phất đập vừa ra sống chết trước mắt thần tượng kịch, ai biết cố từ mang theo nàng đến cửa hang một bên, cũng không chỉ là nhìn xem, hắn dặn dò cũng không đánh trực tiếp mang theo đèn tin đi ra hốc cây, nhan lộ thanh không có kịp phản ứng, muốn ngăn đều ngăn không được. Cố từ cứ như vậy đi tới đối diện nàng nhìn thấy bóng đen địa phương đứng vững. Qua mấy giây, hắn lông tóc không thương hướng về phía nàng phất phất tay đèn pin giống như là đang gọi nàng nhan lộ thanh cố nén rung chân cảm giác chuyển xúc động cách hắn tới gần điểm ngẩng đầu liền nhìn thấy cố từ mang theo ý cười mặt nhan tiểu thư phiền phức tới đây một chút hắn ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng ta hôm nay làm ngươi lão sư đến cấp ngươi học một khóa ánh mắt kia giống như là loại kia quan ái thiểu năng mà ích trí quảng cáo bên trong đám người lớn kia đối thiểu năng nhi đồng biểu thị triều mến ánh mắt. Đây là chó. Cố từ chỉ vào trên mặt đất, đèn pin chiếu vào đoàn kia bóng đen, gần từng chữ một, tên khoa học. Border Collie. Người quen thuộc nhất độc độc thuộc lòng. Cái này bị ngộ nhận là sói chân chó bộ thụ thương. Tại nhan lộ thanh nhìn thấy bóng đen sau liền lập tức ngã xuống tại chỗ, mà nhan lộ thanh không thấy được ngã xuống đất quá trình, coi là sói không biết chạy tới chỗ nào vậy mới tạo thành một trận hiểu lầm. Cái này bô đờ cô ly màu lông nhìn rất đẹp, tê sơn chi chỉnh lý vê đức chủng loại cũng rất thuần, nhưng bẩn thiểu, trên đùi tổn thương giống như là quanh năm suốt tháng bị xích sắc mài đi ra. Cố từ đem nó kéo tới trong thụ động, hai người dùng tối hôm qua cho cố từ bôi thuốc thời điểm dùng thuốc cùng băng vải cho nó bao hết thoáng cái chân, toàn bộ hành trình nó không có một tia phản kháng, thậm chí còn lắc lắc cái đuôi. Nó giống như biết chúng ta tại cứu nó, sâu như vậy vết thương cũng không dãy dụa, cũng không gọi đau nhan lộ thanh nhịn không được cảm khái thật không hổ là thông minh nhất chó cố từ người mới vừa nói nó đại khái xuất là chịu không được bị một mực cột chính mình tránh thoát xích sắt chạy đến đến bây giờ thoát lực nàng tràn đầy phấn khởi đề nghị vậy chúng ta đem nó mang về nhà dưỡng tốt sao hỏi lời này nhiều tự nhiên khả năng chính nàng cũng không có phát hiện cố từ có một nháy mắt sững sờ nhưng hắn rất nhanh hoàng hồn động tác trên tay không ngừng còn cười âm thanh nhan tiểu thư đề nghị ngươi trước tìm kiếm bô đờ cô ly đặc tính cùng trí thông minh chó cùng sói đều không phân rõ ngươi khả năng trấn không được nó nhan lộ thanh không cách nào phản bác đêm nay thật quá mất mặt thật là mất mặt vứt xuống siêu nhân điện quan quê hương chỉ cần cố từ còn sống một ngày cũng sẽ không quên nàng hôm nay rất người nhưng cùng bị động nhóm chết không bằng chủ động xuất kích Nhan Lộ thanh nghiêm mặt nói: "Cố Từ, ta quyết định lấy nuôi, ta thuận tiện hiện tại cho nó lấy cái danh tự tốt." Hắn hỏi: "Lấy vật gì?" "Liền gọi sói." Nhan Lộ thanh sờ lên đầu chó, về sau nó đại danh gọi là sói, nhũ danh là sói sói. "Có thể." Cố Từ ngẩng đầu nhìn nàng nhìn một cái, đẹp mắt trong mắt tràn đầy ý cười, khó được khen ngợi nàng một lần nhan tiểu thư trực diện sai lầm dũng khí thật là khiến người bội phục. Bên trên sông thuốc lúc này, vừa lúc là 9 giờ. Cố từ mới vừa khen xong, nhan lộ thanh bên tai liền truyền đến người quen tiếng, kia là thuộc về những người khác thanh âm. Là đội tìm kiếm cứu nạn cuối cùng tìm đến thanh âm. Tối hôm qua 9 giờ đến rơi xuống, cho tới hôm nay 9 giờ bị tìm tới, trọn vẹn 24 giờ cả. Kết thúc. Nghe được thanh âm trong nháy mắt kia, trong hốc cây phản phất có một nháy mắt ngưng trệ. Giống như có một đạo vô hình đường ranh giới, đang nghe đội tìm kiếm cứu nạn thanh âm trước đó cùng về sau, là hoàn toàn khác biệt không khí. Bên trên một giây còn chỉ có hai người, mới vừa náo loạn một trận đại ô long, thiếu niên ngữ khí ôn hòa trào phúng thiếu nữ vô tri, thiếu nữ cho nghỉ nuôi cẩu cẩu lấy danh tự, bị tán dương can đảm lắm. Một giây sau liền muốn rời khỏi. Cố Từ cúi đầu nhìn sói. Nhan Lộ Thanh thấy không rõ mặt của hắn, cũng nói không rõ trong nháy mắt kia chính nàng là cảm giác gì. Nhan Lộ Thanh sờ lấy đầu sói, nghe càng ngày càng rõ ràng tiếng người, đột nhiên lên tiếng hỏi. "Cố Từ, muốn rời khỏi nơi này, ngươi vui vẻ sao?" Cố Từ ngồi dậy, nửa buông thỏng mắt thấy nàng. Nhan Lộ Thanh giống như cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thần sắc vẫn là cùng vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm đồng dạng nhẹ nhõm đèn pin cầm tay chiếu sáng sáng nàng một nửa mặt cố từ không hiểu nhớ tới nàng dưới ánh trăng đưa cho hắn một bao lại một bao thuốc thời điểm ban sơ giữ chặt tay của nàng cố từ không ngờ rằng sẽ có tiếp xuống sẽ phát sinh một dãy chuyện hoặc là nói hắn đồng thời không ngờ rằng mình sẽ ở phát hiện không hợp lý về sau vẫn như củ lôi kéo tay của nàng không có buông ra còn đem chính mình dựng vào cũng cùng nhau lăn xuống tới hai đời hắn cực ít làm ngoài dự liệu có điều là đại não sự bắt được Nhan Lộ Thanh xem như một kiện. Tại cây này động ngây người gần mấy hôm, lại là một kiện. Chỉ là có điều là đầu óc sự tình vẫn là bớt làm, bình thường cũng sẽ không có kết quả tốt. Đương nhiên. Cố Từ đối với nàng nở nụ cười, bên môi độ cong vừa đúng, ngươi đây. Nhan Lộ Thanh sững sờ. Hắn nói đương nhiên. Cũng chính là muốn rời khỏi nơi này, đương nhiên vui vẻ, ý tứ. Đúng vậy a. À được cứu, trời đi cái này nhơ nhở điểm làm gì đều không tiện hốc cây, trời đi cái này chung quanh một mảnh địa phương hoang vu, ai sẽ không vui đâu. Ngược lại là nàng. Nàng đến cùng vì sao lại hỏi ra cái này ngu vấn đề. Nhan lộ thanh trừng mắt nhìn, trong lòng phản phất có thứ gì hết thảy đều kết thúc. Nàng rất nhanh liền chỉnh lý tốt kỳ quái cảm xúc, cũng đối cố từ nhuễn miệng cười. a à, ta cũng là nha nụ cười của nàng nhìn so cố từ sáng lạng được nhiều, con mắt cong cong, thật vui vẻ, chúng ta cuối cùng có thế đi ra. Nói xong, nàng lập tức đứng dậy đi ra hốc cây. Sau đó rất phù hợp nàng đặc tính như cái lạc đường học sinh tiểu học rốt cuộc tìm được tổ chức lớn như vậy hô. Cảnh sát thúc thúc. Ta một nhóm một tại một cái này một bên trong. Làm bị vây ở dưới sườn núi hai người cuối cùng được cứu, hẳn là biểu hiện gì đâu. Rơi lệ vẫy tại chỗ ông thân hữu. Nhan lộ thanh cũng không biết, nàng chỉ là đối rất nhiều nhân đạo tạ. Theo lý thuyết tựa như là nên kích động một điểm, nhưng nàng không có làm những thứ này, cố từ lại càng không có. Mà lại hai người bọn họ trạng thái tinh thần cũng không kém, thậm chí bên người còn nhiều cứu được một con chó, dẫn đến nhìn thấy hai người các bạn học cùng lớn nhỏ hắt đều cùng nhau sửng sốt. Nếu không phải hai người quần áo phá, cố từ phía sau còn có băng vải, hạ vũ thiên hạ tuyết thiên hai tỷ muội trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng chúng ta còn tưởng rằng các ngươi chính là đơn độc mở ra tiểu táo tới hai người lữ hành một ngày một đêm đại hắc tiểu hắc cũng thế nhìn bộ dáng tự hồ chuẩn bị khóc một phen kết quả nhìn thấy bản tôn ngạnh xinh xinh kẹp các ngươi nhan lộ thanh bất đắc dĩ chúng ta đại khái là so với các ngươi tưởng tượng muốn tốt một chút xíu bọn hắn mất tích lại mất liên lạc đoạn thời gian kia những người còn lại đi ngủ đều ngủ không nở. Hôm nay ban ngày liên hệ với thời điểm tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại mới phải triệt để yên tâm. Lần này liền đợi cơ hội ngay tại bên cạnh hai người chip chip cô cô. Vây quanh chính là một trận chuyển vận. Các ngươi làm gì nhất định phải tụt lại phía sau rơi xa như vậy. Thôi. Có chuyện gì là không thể làm chúng ta mặt nói. Có chuyện gì không thể làm chúng ta mặt làm. Ngươi nói các ngươi coi như đánh cái kích thì thế nào đâu. Các vị đang ngồi đều là người trưởng thành rồi. Đánh cái kích cũng chịu được, không cần chạy xa như thế, ok. Chương 18 18 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không trốn mọi người ngươi đầy miệng ta đầy miệng, bản chất đều là tại quan tâm hai người. Nhưng câu này vây quanh, đánh cái kích ngay tại một đám quan tâm lộ ra được phi thường đột ngột. Nhan lộ thanh xem xét, gào to đánh kích chính là cái kia miệng đầy, vợ ta truy ta, ta không phải liếm chó, dính cố từ thuốc cao số 1, đây là tại chỗ duy nhất không phải độc thân nhân sĩ, quả nhiên não đường về so độc thân công hơn khúc một chút. Không chỉ có đột ngột, hết lần này tới lần khác người này vẫn là cái lớn giọng, lời này vừa ra, quanh mình trong nháy mắt giống như là bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng quỷ dị yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh 3 giây qua đi. Không liếm chó thuốc cao số một buồn bực lên tiếng. Cái kia cái gì? Hai người các ngươi làm sao không phản bác? Nhan Lộ Thanh. Đây không phải tại quan tâm bọn hắn sao? Tại sao phải phản bác? Không chờ người nói cái gì, hắn lại đi về phía trước một bước, con mắt trừng giống chung đồng. Không phải, chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi. Thật đúng là tới đánh kích. Nhan Lộ Thanh. Nàng đang muốn nói chuyện, lại nghe được cố từ ở phía sau phát ra một tiếng xì khẽ hắn đi đến nhan lộ thanh bên người tiếng nói nhàn nhạc hồi bùi trạch ngươi không bằng tới viết tiểu thuyết đi ta làm ngươi cái thứ nhất độc giả đây chính là phản bác mà lại nhan lộ thanh cố từ hai người đều như thế mặt không chút thay đổi hoàn toàn không có một chút bị đâm trúng tâm sự bộ dáng đám người vậy mới giống như là một lần nữa bị kích hoạt tạm dừng khóa đổi thành phát ra khóa vây quanh thuốc cao số một cười lên ha hả người cái này não mở rộng được cũng quá lớn điểm đi cho ta đều dọa đến sửng sốt một chút mà không biết có phải hay không là sinh đôi thật tâm hữu linh tê hạ vũ thiên hạ tuyết thiên đang nghe cố từ phản bác xong cùng phản ứng của mọi người khác biệt tại mồm năm miệng mười trong hỗn loạn xen vào phàn nàn a à nha hảo tiếc là a à ta còn tưởng rằng thật ba nữa nha nhan lộ thanh ta đều nghe được cám ơn cuối cùng vẫn là đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên đi ra chỉ huy tốt tốt có chuyện đừng tụ ở chỗ này nói các ngươi mới vừa đi ra cái này một cặp lên chiếc xe này đi bệnh viện trước làm kiểm tra trên xe kỹ càng cùng chúng ta nói một chút làm sao rơi xuống những người còn lại nên đi đi đâu đâu muốn cùng đi cùng chính mình tìm xe tất cả giải tán tảng nhân viên quản lý rất nghiêm khắc đại Hắc tiểu hắc nói mình là trong nhà đến tùy hành cũng không cho cùng theo lên xe hai cái nhanh một mét chính đại nam nhân ủ rủ cúi đầu đứng ở một bên người gặp người suy, hoa gặp hoa đánh bại. Nhan lộ thanh trước mấy giờ còn tại quan sát hai người bong bóng, phát hiện hai huynh đệ không là bình thường ấy nấy, liền cho hai người tìm chút chuyện làm. Cái này bô đờ cô ly gọi, sói, hai người dẫn nó tới tìm thú nuôi bệnh viện, có cái gì tổn thương đều cho nó trị thoáng cái. Đem sói phó thác cho hai người bọn họ, nàng quay đầu cùng cố từ một trước một sau ngồi lên lái hướng bệnh viện xe. Hai người ngồi xe là phổ thông xe vang hình, đội tìm kiếm cứu nạn nhân viên ngồi mặt khác xe rời đi, hàng cuối cùng thêm hàng thứ nhất tay lái phụ hết thảy ngồi bốn cái cảnh khu nhân viên công tác. Nhan lộ thanh cùng cố từ là song song ngồi tại hàng thứ hai vị trí, nhưng chỗ ngồi độc lập với nhau, trong bọn hắn cách một khoảng cách. Lên xe, chung quanh lập tức an tĩnh không ít. Bởi vì quái lạ thấp cảm xúc, nhan lộ thanh giờ này khắc này đang đứng ở một loại còn không có quá tỉnh táo lại trạng thái, an tĩnh lại thời điểm đầu óc liền rất không. Cũng may cổ xe yên tĩnh lái ra không bao lâu, liền có một cái nhân viên công tác hướng bọn hắn hỏi thăm chi tiết thanh âm không ngừng quanh quẩn trong xe, nghe các ngươi đồng học nói, các ngươi là năm nay thuộc khóa này sinh viên, hẹn mang cùng một chỗ đến điệp dịp núi leo núi du lịch mùa thu. Lúc ấy các ngươi một đội người chuẩn bị đi mua đồ vật, hai người các ngươi đột nhiên tụt lại phía sau, mới đưa đến phía sau trượt chân lăn xuống dốc núi. Nhân viên kia là ngồi phía trước xếp hạng quay đầu hướng hai người nói chuyện hắn dáng dấp hắt, răng lại trắng, tối như bưng chỉ thấy lóe sáng đại bạch nha, rất như là tiểu phẩm thảo luận, răng thành tinh chính mình tung bay ở giữa không trung. Đại bạch nha hỏi, cho nên, nhan lộ thanh, cố từ, các ngươi là làm cái gì đột nhiên không cùng bọn hắn cùng đi. Nhan lộ thanh cảm thấy cố từ đại khái không có trả lời loại này vấn đáp câu hỏi, hơn phân nửa ghét bỏ nhàm chán, đang muốn ôm đồng trả lời thời điểm, cố từ lại vượt quá nhan lộ thanh đoán trước mở miệng, bởi vì ta trước đó có cái gì đặt ở nàng kia nàng muốn bắt cho ta thứ gì cần tránh đi người xa như vậy cho đồ vật là bí mật cho nên mới không thể để cho các bạn học nhìn thấy cố từ dừng một chút hơi hơi nghiêng đầu nhìn rất thành khẩn nói cho nên thật có lỗi cũng không thể nói cho ngài nhan lộ thanh kỳ thật chính là nàng cho hắn lấy thuốc cùng kính mắt hắn có cần phải nói thần bí như vậy a à? tốt đại bạch nha hắn giọng một cái vậy các ngươi làm sao rơi xuống nhan lộ thanh lần này đoạt đáp bởi vì ta không có chú ý dưới chân đạp hụt hắn nghĩ giữ chặt ta nhưng không có kéo động sau đó chúng ta liền cùng nhau rớt xuống từng đạp hụt vị trí chúng ta về sau có tìm tới bởi vì các ngươi lần này sự cố nơi đó về sau sẽ gia cố đại bạch nha nói xong tiếp tục hỏi như vậy hạ xuống về sau Vậy các ngươi hai cái tại dưới chân núi liền ở tại vừa rồi cái kia trong thụ động, làm sao nghỉ ngơi? Cố từ. Ngủ ở ta mang túi ngủ bên trong. Đại Bạch Nha chần chờ. Cùng nhau ngủ. Nhan lộ thanh không hiểu cảm thấy trong xe bầu không khí trở nên kỳ quái, chính nàng cũng có chút không được tự nhiên, lập tức đề cao một điểm thanh âm cường điệu. Hắn mang vốn chính là hai người mã. Đại Bạch Nha. Khục, tốt, vậy các ngươi ăn cái gì cố từ ăn bên cạnh ta vị này nữ đồng học trong ba lô mang đồ ăn đại bạch nha sửng sốt một chút cho nên nàng mang thức ăn ngươi mang ngủ cố từ nở nụ cười từng tổng kết đối với đại bạch nha làm sao còn cả bên trên phân công hợp tác nữa nha các ngươi cái này thật không phải cố ý điệp diệp núi là cái phát triển nhiều năm nổi danh cảnh khu cũng coi như nơi đó du lịch chiêu bài một trong, các hạng công trình đều rất hoàn thiện, cấp cứu trung tâm khoảng cách vùng núi cũng không tính xa, cổ xe rất nhanh liền lái vào gần nhất bệnh viện. Nhan lộ thanh xuống xe trước, tại một cái nhân viên công tác dẫn đầu thả tiếng bệnh viện. Cố từ nguyên bản rớt lại phía sau nàng vài mét, lại đột nhiên bị xe bên trên hỏi vấn đề cái kia đại bạch nha cho giữ chặt. Cố từ nhìn xem giữ chặt hắn cánh tay nam nhân, không có gì cảm xúc nói. Có chuyện gì? Đại Bạch Nha sững sờ. Cố từ trên xe lúc nhìn rất dễ nói chuyện, khi đó trên mặt hắn đeo cười, loại kia nụ cười nhìn rất có lịch sự, lại thêm hắn có được quá đẹp đẽ, sẽ cho người một loại người này rất cốt thân cận ảo giác. Nhưng bây giờ làm loại này nụ cười thu liễm, bị cặp kia đen nhánh mắt nhìn chầm chầm thời điểm, vậy mà lại làm cho lòng người đấy phát lạnh. Sau đó hắn lại hoàng hồn. Chẳng qua là cái mới vừa tốt nghiệp trung học mau đầu tiểu tử, lạnh cái rắm cái kia tiểu hỏa tử a đại bạch nha đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá một phen sau đó hướng về phía hắn lắc đầu sau đó làm một cái kiện thân nam nhân thường xuyên tú bắp thịt động tác cái kia quá khoa trương cơ bắp rõ ràng trần trụi khoe khoang ngươi nhìn nếu là giống ta dạng này kéo tiểu cô nương có thể kéo bất động hắn tận tình khuyên bảo cho nên muốn ta nói ngươi về sau nhưng phải nhiều rèn luyện a cho bọn hắn làm kiểm tra là cái mang theo khẩu trang trung niên nữ bác sĩ, trên ánh mắt nếp nhăn trên mặt khi cười nhiều, nhìn tính tình rất tốt. Nhan Lộ Thanh đang cùng bác sĩ nói hai người cụ thể là thế nào thương tổn, đều thương tổn tới chỗ nào, bên người đột nhiên truyền đến một cổ áp suất thấp. Nàng quay đầu lại liền thấy được cố từ mặt không thay đổi mặt, trong bệnh viện rõ như ban ngày đèn vừa chiếu, tấm kia tinh xảo mặt liền cùng loại kia trên tạp chí mặt lạnh người mẫu giống như. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, trong đầu của nàng hiện ra mấy chữ. Công chúa tâm tình không tốt. Trên xe không trả cười làm đề đó sao? Đây là thế nào? Nhan lộ thanh chính nghi hoặc, cố tự lưu lại một tiếng tới chuyến toilet, trước cho nàng nhìn liền đi ra cửa, không có qua mấy giây, trên xe cái kia đại bạch nha vừa lúc tiến vào phòng. Nhan lộ thanh trên người có không ít vết thương nhỏ, nhưng cơ bản đều không cần xoa thuốc băng bó, dù sao mặt tay áo dài quần dài vẫn có thể cách trở bộ phận róc thịt cọ, cho nên nàng ngoại thương kiểm tra rất nhanh kết thúc. Vừa lúc Đại Bạch Nha cầm trên tay mấy tờ giấy, xem bộ dáng là cùng bác sĩ xác nhận ký tên mấy phần tài liệu, nhan lộ thanh an vị ở một bên chờ. Đại Bạch Nha vừa nhìn bác sĩ ký tên vừa cùng với nàng nói chuyện phím. Cái này một cặp hài tử cũng là mạng lớn, theo dốc núi lăn xuống tới xa như vậy cũng không có việc lớn gì mà, ta mới vừa rồi còn đang cùng cái kia nam đồng học nói sao, hắn chính là sức lực nhỏ, về sau được nhiều nhiều rèn luyện. Người nói nếu là hắn khí lực lại lớn điểm, giống ta dạng này, ban sơ có phải hay không ngay cả rơi cũng không thể rơi xuống. Hại! Nhan lộ thanh mặc dù theo được cứu bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn ở vào tương đối mê mang trạng thái, đồng thời không hiểu chính mình loại trạng thái này vì sao mà sinh nhưng là bây giờ nàng rất rõ ràng biết nàng là thật rất không vui vị này thúc thúc nhan lộ thanh lên tiếng đánh gãy còn muốn tiếp tục chậm rãi mà nói đại bạch nha trong phòng ánh mắt lập tức tụ tập ở trên người nàng ngài lại không biết chúng ta lúc ấy là tình huống như thế nào làm gì nói như vậy nhan lộ thanh rõ ràng ngồi tại trên ghế lại nói ra đứng tại trên ghế khí thế giữ chặt ta cũng không phải chỉ xem khí lực sườn đất nhiều trượt ngài không biết sao mà lại lăn xuống dốc núi thời điểm hắn một bên mang theo ta còn vừa được tránh chướng ngại vật, nhan lộ thanh lấy hơi, rõ ràng nói xong, ta cái kia nam đồng học nếu là thật sức yếu chúng ta chết sớm cũng khó nói, ngài đừng bảo là nhẹ nhàng như vậy được không. Nàng biết đại khái người này cũng không có ác ý, đại khái là tính cách thẳng, thuận miệng nói. Nhưng nàng chính là tức giận. Cố từ giữ chặt nàng khi đó bộ dáng nàng đều nhớ kỹ, Nàng nghĩ buông tay hắn cầm ngược ở tay nàng thời điểm nàng cũng nhớ kỹ còn có hắn một đường ôm nàng đầu cuối cùng đụng vào phía sau cây lưng thụ thương vì cái gì đến người ngoài trong miệng liền thành có thể tùy ý trêu chọc cái này tiểu nam sinh khí lực không đủ lớn đại bạch nha bị đổi được á khẩu không trả lời được cuối cùng vẫn là nữ bác sĩ cười đánh vỡ im lặng người cô nương nói quá đúng ngươi chính là đầu não quá đơn giản nam sinh kia nếu là thật tựa như ngươi nói vậy tiểu cô nương trên thân sẽ làm bị thương ít như vậy. Đại Bạch Nha cầm ký xong tài liệu lúng túng đi, hắn đẩy cửa ra, nhan lộ thanh vừa lúc cùng ngoài cửa đang muốn tiến đến cố từ đối đầu ánh mắt. Hắn đã nghe chưa? Nghe được nhiều ít. Có điều là coi như đều nghe được, nhan lộ thanh cũng không thấy được xấu hổ. Nàng ngồi trên ghế đối cố từ ngoắt. Ai, cố từ ngươi qua đây. Vừa rồi người kia ngốc được hắn đổi đều chẳng muốn đổi, Nhan Lộ Thanh lại nghiêm túc như vậy nói một nhóm lớn. Cố từ theo lời đi đến bên người nàng. Nhan Lộ Thanh nói. Ngươi lại thấp thoáng cái đầu. Cố từ theo lời cúi đầu. Sau đó thiếu nữ cố ý thả nhẹ thanh âm thuận lợi truyền vào hắn tai trái. Ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn nói mò. Ngươi nếu là dám luyện thành cái kia dạng cơ bắp mảnh nam, ngươi sẽ mất đi ta cái này trân quý bằng hữu. Về xem thiếu niên thiếu nữ kề tai nói nhỏ nữ bác sĩ rất có kiên nhẫn, chờ cố từ ngồi dậy về sau mới đi đến bên cạnh hai người bắt đầu chính thức kiểm tra quá trình bên trong không ngừng mà nói một câu xúc động tỷ như làm nàng phát hiện cố từ phía sau lưng vậy mà đã khử độc lại đắp thuốc cuối cùng còn cần băng vải cuốn lên thời điểm có thể a hai người các ngươi cái này lẫn nhau cho đối phương cấp cứu thủ pháp coi như không tệ nữ bác sĩ cảm khái trừ độc cùng băng bó công cụ như thế đầy đủ hoàn toàn không có lây nhiễm chính là gai gỗ đâm vết thương có chút thâm, ấn lúc thay thuốc cũng phải nuôi một đoạn thời gian. Nhan lộ thanh đang muốn hỗ trợ hỏi một chút có thể hay không lưu sẹo, cố từ lại đột nhiên cong cong môi, nói: quả thật không tệ, bởi vì chúng ta có cái đo ra emon, trong túi cái gì cũng có. Làm nữ bác sĩ phát hiện trên thân hai người đều có trật khớp lại một lần nữa vị địa phương, lại lần nữa cảm khái. Thủ pháp này rất đúng chỗ a bình thường không đến bệnh viện trở lại vị trí cũ là có rất lớn tỷ lệ chừa chút bệnh vặt, nhưng hai người cái này rất tuyệt, rất hoàn mỹ. Nhan lộ thanh nhớ tới cố từ khi đó giống như là không cảm giác được đau đồng dạng phản ứng, cùng chính mình cho mình phục vị hành động kinh người, liền cũng mở miệng nói. Bình thường, bởi vì chúng ta còn có cái thiết tí A đồng một nha. Nữ bác sĩ khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Là nàng lý giải không hiện tại bọn nhỏ ngạnh rồi. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Cuối cùng nàng cẩn thận từng ly từng tí tổng kết. Không nghĩ tới hai người lớn như vậy, vẫn rất thích xem phim hoạt hình A, có tính trẻ con, thật có tính trẻ con, ha ha. Chương 19 19 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không trốn cố từ đổi xong thuốc, bọn hắn ngồi xe trở lại khách sạn. Tất cả mọi người tại khách sạn đại đường chờ bọn hắn, nhìn thấy hai người thân ảnh liền lập tức xông tới. Mọi người tự hồ rất muốn tìm hai người nói chuyện, nhưng cuối cùng đều chỉ là đơn giản hỏi thăm thoáng cái thương thế, cùng hai người đến cùng là thế nào rơi xuống, dù sao đều biết bọn hắn hiện tại cần nghỉ ngơi nhất, còn lại chi tiết không có hỏi nhiều. Trở lại phòng, nhan lộ thanh con mắt đã vây được không mở ra được, nhưng tiếng gian phòng trước đó, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại gọi lại cố từ. Quy, ngươi đừng quên bác sĩ nói phía sau lưng không thể dính nước. Nàng biết cố từ là cái rất yêu người sạch sẽ, mặc dù cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì, nhưng một ngày một đêm qua hốc cây sinh hoạt cho công chúa từ làm đại khái cũng rất khó chịu. Coi như dễu cật lẫn nhau đo ra emon cùng thiết tí A đồng một, nhưng nhan lộ thanh tự nhận là cái rộng lượng người, nên nhắc nhở cũng phải làm đến nơi. Cố từ nhìn nàng một cái, hơi hơi nghiêng người sang, ánh mắt kia giống như là có lời muốn nói nhưng nhan lộ thanh không đợi hắn đáp lời liền phá hỏng hết thảy chính mình khả năng bị nội hàm con đường cốt đi ngủ sớm một chút ngủ ngon sau đó lập tức đóng lại cửa phòng của mình về sau rời đi hình người che đậy nghi cố từ mắt ca bắc ca tại nhan lộ thanh trong đầu bốc lên cái đầu nàng một bên nhanh chóng tắm nước nóng vừa cùng nó tùy tiện nói vài câu nó liền đi chờ thời nhan lộ thanh tắm rửa xong cơ hồ là đem chính mình nện vào mềm mềm trên giường lớn nàng nằm vớt qua điện thoại di động của mình chuẩn bị trước khi ngủ soát một lát uy chát đỏ rực uy chát ô biểu tượng vừa mở ra nhóm nói chuyện tại phía trên nhất nhan lộ thanh thuận tay điểm đi vào phát hiện đám người đỉnh đầu đều đang bốc lên rất nhiều bong bóng nàng theo thứ tự nhìn qua một lần cơ bản đều là vui vẻ hai người thành công được cứu vớt chuyện này cố từ thuốc cao số một hoàng bong bóng mẹ nó quá tốt rồi kém chút coi là sẽ không còn được gặp lại ta từ ca cố từ thuốc cao số hai hoàng bong bóng thật sự là nhẹ nhàng thở ra bất quá ta thế nào cảm giác từ ca vẫn rất không vui sau đó nhan lộ thanh cũng không vui rõ ràng là hai người này được cứu giống như quan chúng ta tại hai nhan lộ thanh nhan lộ thanh lại đi xuống lật hạ tuyết thiên hồng bong bóng thảo 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 càng nghĩ càng phía trên nàng rơi xuống hắn cùng theo rơi xuống cái này mẹ hắn không phải diêu dung y dung tuyệt mỹ cái kia sao? Hạ Vũ Thiên hồng bong bóng. Đây là tình yêu đi, cam, lời nói đặt xuống nơi này ta cùng ta chỉ gặm CP còn không có be qua. Nhan Lộ Thanh cẩn thận phẩm, cái này hai tỷ muội hẳn là đang muốn cùng một sự kiện, cũng chính là từ vừa rồi nàng nắng gọn giảng thuật mà dọc theo người huyễn tưởng. Gặm CP cũng là chỉ. Gặm nàng cùng cố từ CP. Hai người bọn họ rất có thể ồn ào theo ngày đầu tiên cố từ giúp nàng cầm cái bao liền bắt đầu như tên trộm, vừa rồi cũng là chỉ có hai nàng tại gào to, không có đánh kiếp xảo thất vọng, như bây giờ cũng không kỳ quái. Nhan lộ thanh nhìn một hồi, cảm thấy càng xem càng khó chịu, dứt khoát nhảy qua hai tỷ muội Xuống chút nữa, là cái kia cơ bản chưa nói qua mấy câu nữ sinh, lại xuất phát trước nhan lộ thanh quan sát của nàng bong bóng biết được, nàng 89 phần 10 là đi học thời kỳ liền thầm mến cố từ, hiện tại cũng thế, cũng không biết lúc nào sẽ sẽ không đi thổ lộ. Bất kể nói thế nào, Cố Từ được cứu, nàng hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Nghĩ như vậy, Nhan Lộ Thanh khi nhìn rõ của nàng bong bóng màu sắc về sau, lại có chút chấn kinh. Vì cái gì? Sẽ là màu đỏ. Nàng lập tức trúng mở ân Ninh An. Nhan Lộ Thanh chính mình đạp hụt rơi xuống, Cố Từ tới kéo nàng kết quả hắn cũng bị kéo xuống, kết quả là nàng một điểm tổn thương đều không chỉ có cố từ thụ thương. Ân ninh an, nàng làm sao có ý tứ nói ra được đâu. Buồn nôn. Trách không được là màu đỏ. Là mắng nàng. Đại khái là mọi người một mực biểu hiện ra vui vẻ vui sướng để nàng không để ý đến cũng sẽ có người sinh ra ghét bỏ đợi một loạt tâm tình tiêu cực. Dù sao tại của nàng lý do thoái thác bên trong, là nàng trước, trượt chân, rơi xuống. Nhan lộ thanh ban đầu nhìn thấy cái này hai đầu thời điểm có chút mộng, nguyên bản khốn đốn đại não cũng có như vậy một nháy mắt thanh tĩnh. Khả nàng rất nhanh liền tại nội tâm phản bác. Mẹ nó ta cũng rất ấy nấy, ta sao ngươi lo lắng hắn được không? Mà lại nàng cùng cố từ sự cũng không phải nàng nói với người khác đơn giản như vậy, theo mở đầu đến kết thúc, đều là chỉ có tự mình trải qua hai người bọn họ mới biết. Mặc dù rất nhanh liền tắt điện thoại di động, nhưng bất kể thế nào nói với mình không cần để ý, không cần để ý, nhan lộ thanh vẫn như cũ bị hai câu này cho ảnh hưởng đến. Nàng làm một đêm kỳ quái mộng, giấc ngủ chất lượng tương đương kém, đến mức sáng ngày thứ hai dưới mắt hai mảnh xanh còn để cố từ chăm chú nhìn thêm. Hắn thấy được nàng mắt quần thâm, tựa như là nhìn thấy cái gì chuyện thú vị, mỉm cười. Tại trong thụ động lúc ngủ đều không có mắt quần thâm, trở về có rồi. Còn không phải bởi vì ngươi thầm mến người. Ngươi mặt mũi này thật là họa thủy nhan lộ thanh nội tâm nhã rảnh, nhìn lại lại mặt không thay đổi nói tiếp. Ừm, ta qua đã quen nghèo thời gian, không túi ngủ không ngủ được, không được sao. Đi. Cố từ trong mắt càng sâu, khi túi ngủ trở về đưa ngươi. Cái này sáng sớm ngay tại nàng cùng cố từ như thế ngươi một tiếng ta một tiếng bên trong bắt đầu. Rửa mặt hoàn tất, hai người xuống lầu cùng đám người cùng nhau ăn bữa sáng. Nam sinh một bàn, nữ sinh một bàn, không khéo chính là nhan lộ thanh bên người vừa lúc ngồi ân ninh an ân ninh an gọi người thích gọi danh tự cuối cùng kia chữ từ lấy mở miệng một tiếng thanh thanh đem nàng nổi da gà cách ứng từng tầng từng tầng rơi vậy đại khái chính là bàn tay vàng chỗ xấu biết đối phương nội tâm rất nhiều chuyện trang đều trở nên khó khăn tỷ như hiện tại nhan lộ thanh mặc dù biết đối phương chán ghét chính mình vẫn là được chứa cùng ân ninh an hài hòa ở chung bởi vì nhan lộ thanh cùng cố từ một cặp cái này xảy ra chuyện cho nên, tất cả mọi người không quá nghĩ lại đi leo núi, mấy cái nam sinh nghỉ nửa ngày trong phòng hoạt động, đề nghị không bằng tới bọn hắn phòng chơi game, cuối cùng toàn phiếu thông qua, liền đánh bại khấu vinh quang. 12 người, thương lượng qua sau quyết định 4 tổ 3 hàng. Thuốc cao số 1 cùng thuốc cao số 2 cấp tốc dán vào cố từ bên người. Cái này đùi to ai cũng đừng nghĩ cả đi còn lại ba nam sinh cười mắng. Thật mẹ nó không có tiền đồ, liền biết ôm đùi to không biết mang mang nữ đồng học sao. Thuốc cao số 1. Da có nàng dâu da không mang theo muội Thuốc cao số 2. Ta nghĩ từ ca, không được. Được được được. Các nam sinh im lặng về sau, lại ngược lại hỏi mấy nữ sinh, vậy các ngươi có cần hay không ta, đợi chút nữa. Một đạo giọng nữ đột nhiên chen vào, mọi người ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đang nói chuyện trên thân người chúng ta không cần mang các ngươi mang xuống ân ninh an các nàng là được rồi nhan lộ thanh thần sắc cho người ta cảm giác phi thường nhẹ nhõm nàng đưa tay chỉ chỉ hạ vũ thiên hạ tuyết thiên tương đương tự tin nói hai nàng ta bao hết mấy cái nam sinh giật mình ta dựa vào ngư bức bị điểm hạ vũ thiên hạ tuyết thiên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lập tức một bên một người ôm nhan lộ thanh cánh tay, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ cái gì a a a ngươi rất đẹp trai ta thật yêu tỷ tỷ ta có thể loại hình. Nhan lộ thanh bị hai nàng lôi kéo vừa đi vừa về lắc, bên tai lại đột nhiên vang lên mắt ca bát ca thanh âm. Qua, Maria, màu hồng lại thăng cấp. Thiếu ngữ âm thông báo xong thở dài, cái này một cặp cô nương vừa rồi lòng tràn đầy đều là tiểu tâm tâm, cảm thấy ngươi đẹp trai phát nổ có điều là vì cái gì đều là nữ hài tử cho ngươi trướng màu hồng đâu. Nhan lộ thanh mặt kệ nó, nghe được có thế thăng cấp lập tức vui vẻ. Khi nàng nếu là đem hoa tỉ muội mang bay, các nàng chẳng phải là càng sùng bái nàng, càng có thế thăng cấp. Nhan lộ thanh hiện tại bộ điện thoại di động này bên trên nít bi chát không có chơi qua vương giả khuất nhục, hỏi hạ vũ thiên các nàng đẳng cấp, nàng lập tức đi mua cái tinh diệu đẳng cấp làn da tương đối đầy đủ hết hiệu, sau đó lại mua trương đổi tên thẻ bên trên đại mổ dùng tiền sửa lại cùng chính mình đã từng đồng dạng bảy tự ID, cuối cùng tăng thêm mưa tuyết hoa tỉ muội hảo hữu. Ba người đem lẫn nhau kéo vào đội ngũ. Nhan lộ thanh ID. Không phải đâu ngươi lại chết rồi, hạ vũ thiên ID. Tỷ tỷ đừng hiểu lầm nha, hạ tuyết thiên ID. Ca ca đừng nóng giận mà, khá lắm. Một cái âm dương đại sư mang theo hai cái tiểu bích loa xuân, cái này rất có thể. Nhan lộ thanh vị trí nào đều có thể chơi, cơ bản lưu lại đều là đánh giả vị. Hạ Vũ Thiên Hạ Tuyết Thiên Am hiểu là xạ thủ cùng phụ trợ, Nhan Lộ Thanh cảm thấy hai tỷ muội tự hồ thật sự có cái gì tâm linh cảm ứng, đi một con đường phi thường xuôi gió xuôi nước. Mà lại hai nàng còn nghe chỉ huy, để đến đánh đoàn liền ngoan ngoãn đến, chỉ đâu đánh đó. Nói tóm lại, cái này một cặp thật là rất bất lo, sẽ không để cho người sinh ra kích động đến mức muốn chửi người khác, phi thường dễ dàng bị mang phi như thế ngay cả bay mấy cái, nhan lộ thanh màu hồng cũng bị hai tỷ muội chân tình thực cảm cầu vòng thí thổi đến lại thăng một cấp, ba người đều thoải mái ghê gớm. Hạ Vũ Thiên Vương giả tấn cấp thi đấu đến, ba người đang muốn mở thời điểm, bên cạnh đột nhiên lại gần một cái đạo mềm hồ hồ giọng nữ. Thanh Thanh, bằng hữu của ta hai nàng không chơi, nam sinh bên kia cùng ta đẳng cấp không giống, các ngươi có thể hay không tăng thêm ta nha. Tại vương giả khuất nhục trò chơi này bên trong, bốn người liền rất lúng túng. Nhưng nàng một mực tại bên người nắm vuốt cuốn họng tựa nũng nịu, nhan lộ thanh cũng chịu không được. Ngươi nghĩ bài vị vẫn là xứng đôi. Thế là nhan lộ thanh hỏi lại, bốn người không có cách nào xếp hạng, ngươi nghĩ bài vị chúng ta liền lại tìm người. Ân ninh an. Nghĩ bài vị. Sau đó bọn hắn theo đại sảnh ngẫu nhiên dấu hiệu cái người qua đường, cuối cùng 6 phút trôi qua không bao lâu liền thua, thua tương đương út ức. Người qua đường này lại món ăn lại nhất định phải cướp chơi xạ thủ, phát dục đường rất nhanh liền nổ. Mà Ân Ninh An chơi trung đan, sau người qua đường còn món ăn. Là một cái theo mở đầu đến phần cuối chỉ biết là canh giữ ở chính mình tháp thả thanh binh nhưng vẫn là chết 6 lần trung đan. Quả ngươi đồng đội đi chết, ta tự thanh lý binh tuyến. Món ăn làm cho người khác giận sôi. Nhan Lộ Thanh một người không cách nào ngăn cơn sóng dữ, đỉnh lấy 12.2 chiến tích nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Không phải đâu ngươi lại chết rồi. Xạ thủ nhìn xem ta ai đi. Không phải đâu ngươi lại chết rồi. Món ăn cũng đừng cầm xê, nằm còn phải cha dạy dỗ ngươi. Sau đó thủy tinh liền nổ. Sau khi ra ngoài, nguyên bản vui sướng tổ ba người im lặng, màu hồng bong bóng cũng không thăng lên. Ân ninh an nhìn xem chính mình cho điểm thứ năm giao diện, nhìn như phi thường ấy nấy đối ba người nói thật xin lỗi thật xin lỗi ta quá cùi bắp cảm giác không sao cả đánh liền thua ngươi đâu chỉ không sao cả đánh ngươi mẹ nó liền không có đánh qua người nhan lộ thanh một bên sắp bị của nàng món ăn khí bạo nổ một bên trong đầu không ngừng hiện ra tối hôm qua kia hai câu nói nhưng ân ninh an nói xin lỗi chân thực quá nhanh lại thêm nhan lộ thanh đối nữ sinh cũng không phải là có thế như vậy thả phải đi miệng nhất là các nàng còn mặt đối mặt đánh cứu mạng ai có thể đến đổi đổi nàng nhan lộ thanh quyết định không dấu hiệu ân ninh an là thật món ăn nếu như dấu hiệu tới trình độ thuộc về trung hạ kia là hoàn toàn không di chuyển được nàng nhìn về phía người chung quanh phát hiện cố từ kia tổ không biết vì cái gì tiến vào giữa trận nghỉ ngơi hắn giờ này khắc này chính tựa ở trên ghế salon nhìn điện thoại nghe kia hai khối thuốc cao nói lời cố từ hẳn là rất ngưu đi nhan lộ thanh đi qua ngồi ở bên cạnh hắn mở miệng liền nói cố từ mau cứu ta hắn mặt mày miễn cưỡng nâng lên hướng nàng nhìn qua cứu cái gì các ngươi hiện tại không đánh a à, đến ngủ bài thế nào nhan lộ thanh hạ giọng nói ta thật sự là không di chuyển được nữ sinh kia nàng không quá hội ngươi mau tới giúp ta một chút a à, cố từ ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích nhưng là vẫn như vậy hứng thú dạt dào mà nhìn xem nàng ngươi nói là để cho ta thay ngươi mang muội Nhan Lộ Thanh cảm thấy hắn là tại chỉ chính mình vừa rồi khoe khoang khoác lác hành vi, thay mình giải thích đầy miệng, chính ta muội ta mang động, nhưng cái này, nàng không phải em gái của ta. Là thầm mến em gái của ngươi. Nhìn xem cố từ đi theo Nhan Lộ Thanh sau lưng trở về, Hạ Vũ Thiên cùng Hạ Tuyết Thiên nguyên bản quể oải mặt lại lần nữa thắp sáng. Ân Ninh An Ân Ninh An kia không gọi thắp sáng, kia trong mắt hỏa tinh tử đều có thể đốt pháo nhưng ở mấy người còn chưa bắt đầu đánh thời điểm, Đại Hắc gọi điện thoại đem sói cho đưa tới, bởi vì thú nuôi bệnh viện nói nó khôi phục không ít tinh lực, nhưng ban ngày thật sự là không nghe lời, vô luận như thế nào đều kháng cự tại thú nuôi bệnh viện ở lại, cảm giác là muốn gặp chủ nhân. Đại khái bởi vì cố từ là trước hết nhất tới gần nó người, sói nhìn thấy cố từ về sau vui vẻ vui chơi dáng vẻ rõ ràng so cùng nhan lộ thanh lấy nhiệt tình được nhiều. Bồ đờ cô ly cái này chủng loại tự hồ ở đâu đều đặc biệt nhận người thích, các nam sinh đùa một lát chó, mới lại bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Cố từ thêm tiếng vào ngủ bài đội ngủ, nhan lộ thanh đây là lần thứ nhất nhìn hắn ai đi, mang mang ta thế nào. Trực tiếp không khác biệt dung nhập nàng cùng sinh đôi chị em không khí. Không phải đâu ngươi lại chết rồi. Mang mang ta thế nào? Tỷ tỷ đừng hiểu lầm nha. Ca ca đừng nóng giận mà là tiên nữ ninh Việt, cái này nếu để cho sát nhập đồng loại hạng mục, đó chính là đưa phần câu hỏi. Tiến vào game về sau, tiên nữ ninh là tầng 1, dây khóa xạ thủ vị trí. Cứ như vậy, bảo hộ xạ thủ phụ trợ liền rất mấu chốt. Cố từ tới, khuất tài, hai tỷ muội phụ trợ đoán chừng phụ trợ bất động, cuối cùng nhan lộ thanh cân nhắc một chút, chính mình bổ vị cái phụ trợ, chung quỳ. Nàng nghĩ, nàng đem người bắt được tới trước mặt khống ở mấy giây đưa cho nàng giết nàng luôn có thể sẽ giết nhưng là lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực biến người lão nhan lộ thanh cùng với nàng đi một con đường so sánh với một cái bị nàng hố càng hít thở không thông ân ninh an chọn là tôn thượng hương tổn thương cao như vậy anh hùng sửng sốt cho nàng hoàn thành phế vật đưa đến miệng thịt đều ăn không vô mỗi lần đem người thả chạy nhan lộ thanh nói ngươi không cần sợ hãi sau lưng ta thả kỹ năng bình A là được rồi. Về sau nàng liền nhu nhu nhược nhược mà xin lỗi. Có lỗi với Thanh Thanh, ta lần sau khẳng định hảo hảo đánh. Nhan lộ Thanh bên trái ngồi cố từ, bên phải ngồi tiên nữ ninh. Nàng cảm giác tiên nữ ninh mỗi đạo xin lỗi một lần, huyết áp của nàng liền thăng một lần. Mãi cho đến nhan lộ thanh cuối cùng từ bỏ con đường này, ngược lại tới trợ giúp đường khác thời điểm, tiên nữ ninh không ngạc nhiên chút nào bị vô chết thanh thanh phụ trợ không phải hẳn là bảo hộ ta sao ngươi làm sao không đến nha nhan lộ thanh nhịn không được cúc mẹ mày đi mặt mũi da phải lớn phun một trận đang lúc nàng ấp ủ thời điểm ngồi tại nàng bên trái một mực chuyên chú game cố từ đột nhiên trước nàng lên tiếng ngươi cái này phụ trợ chơi đến rất tốt cố từ trên tay thao tác không ngừng trong miệng thanh âm ôn hòa ta vừa rồi kéo thị giác nhìn một chút có cái này chung quỳ phát dục đường buộc con chó cũng có thể thắng. Sau đó, hắn giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng quay đầu nhìn về phía bô đờ cô ly, sờ lên nó đầu, thật có lỗi, chưa hề nói ngươi ý tứ. Mã mẹ nó. Nhan lộ thanh thật là thoải mái phi. Cố từ cái này sống là mang mụ mụ cho mang mở cửa, mang đến nhà. Chương 20 20 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com không trốn nhan lộ thanh thật sự là nghĩ không ra cố từ cái miệng này còn có thể phun ra cái gì cẩm ngôn dịu ngữ. Nói cái chốt con chó đều có thể thắng thì thôi, lại còn một bên nói cái chốt con chó đều có thể thắng, một bên cho chó xin lỗi. Xem ra cố từ trước kia nội hàm của nàng thời điểm căn bản liền không có nghiêm túc nha. Cố từ lời nói này về sau, hạ vũ thiên hạ tuyết thiên cùng nhan lộ thanh không sai biệt lắm phản ứng. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó là liều mạng áp lực muốn cười dục vọng. Chơi tốt nhất chính là, sói còn tựa nghe hiểu giống như ngao một tiếng, phản phất tại ứng hòa câu kia cái chốt mang nó cũng có thể thắng. Hạ vũ thiên hạ tuyết thiên không có trực tiếp cười ân ninh an, ngược lại cười khen sói. Nó giống như nghe hiểu. Nghe đồng quả nhiên là đúng a, à, cẩu cẩu là cẩu cẩu, bô đờ cô ly là bô đờ cô ly. Dù sao từng bước từng bước đều đang điên cùng cướp đoạt gấu trúc lớn măng tiên nữ ninh đã là một mặt xấu hổ. Nhưng nàng vẫn kiên trì cứng chắc ở chỗ này chơi game, đồng thời không có muốn đi ý tứ. Nhan lộ thanh theo tối hôm qua liền bắt đầu bị nữ sinh này bong bóng ảnh hưởng đến, hôm nay lại bị nàng không giải thích được dính lên đến, tận tâm tận lực chơi game mang muội lại bị hố thành như thế, vừa rồi nghẹn khí đã sớm nổi lên nửa ngày, đã cố từ đã mở cái hảo đầu, khi nàng tự nhiên cũng phải nói thoải mái mới được. Được, ta hiện tại tới liền bảo hộ ngươi nói nhan lộ thanh hướng xuống đường đi cũng không lâu lắm đi ra thanh binh tuyến đi nhan lộ thanh học vừa rồi cố từ bộ dáng vẻ mặt ôn hòa nói với nàng đừng ở tháp xuống tới đi trở về ngươi tại vương giả trong hạp cốc là soát không uy chắc bước đếm được đợi tiên nữ ninh đi ra ân ninh an nhan lộ thanh tại bên cạnh nàng vừa xoay quanh vòng vừa nói trò chơi này được thanh binh không phải duyệt binh cố từ đánh ra tới đại thuận gió thế cục dưới Nhan lộ thanh một cái phụ trợ đều nắm ba người đầu, mà tiên nữ ninh chiến tích 0.6 thời điểm, nhan lộ thanh nhịn không được hỏi. Ngươi tin Phật sao? Ân ninh an. A. À. Tiên nữ ninh khả năng cảm giác lời này cùng phun nàng món ăn không có quan hệ gì, ngẩn người, vẫn là mở miệng trả lời, dùng loại kia mềm mềm ngữ khí nói. Ta không tin Việt. Nhan lộ thanh học giọng nói của nàng. A à, vậy ngươi vì cái gì không giết người Việt? nhan lộ thanh một bên chuyển vận một bên chú ý đám người phản ứng hạ vũ thiên hạ tuyết thiên đã nhanh muốn cười chết rồi cười đáp trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình thao tác chỉ có cố từ vẫn như cũ tỉnh táo bình tĩnh bình tĩnh chỉ là ngẫu nhiên câu thoáng cái khóe môi nhan lộ thanh thật không nghĩ tới sự tình sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển nàng gọi cố từ đến xác thực chỉ là muốn cho hắn hỗ trợ mang muội bởi vì nàng không muốn thua nàng cũng không muốn sinh đôi thua không nghĩ tới công chúa từ như thế ra sức, vậy mà để nàng hung hăng mở miệng ác khí. Tiên nữ ninh tại trước đây sau giáp công bên trong cuối cùng trầm mặt lại. Cố từ chơi anh hùng là kính, cấp cao cục không phải ban tất chọn anh hùng, bình thường thuận gió bắt đầu thổi đến sẽ rất khó thua, cho nên ván này game coi như xạ thủ một mực tại cho đối diện đưa xấu đoàn thức ăn ngoài bọn hắn cũng thắng được đương nhiên. Cuối cùng trở lại kết toán giao diện, tiên nữ ninh trầm mặt rời khỏi đội ngũ, Phản phất mang thai đầy bụng ủy khuất, không nói một lời đang muốn đứng dậy rời đi. Cố Từ đột nhiên gọi lại nàng. "Ân Ninh An." Nữ hài quay đầu lại, giống như là muốn khóc đồng dạng mà nhìn xem hắn, vành mắt đỏ đỏ, điềm đạm đáng yêu. Lẽ ra lúc này hẳn là mọi người cùng nhau an ủi nàng hai câu, nói game sự tình không muốn đưa đến trong hiện thực, thế nhưng là nhan lộ thanh chân thực an ủi không ra miệng. Dù sao an ủi nàng không phải liền là cho nàng lòng tin chẳng lẽ để nàng về sau tràn đầy tự tin lại đi hại người khác. Bất quá, nàng còn gọi chính mình Maria đâu, nàng dạng này không hiểu được trọng lượng người khác, có phải hay không đúng không quá lên Maria xưng hô thế này. Liền để Cố Từ thay nàng an ủi đi. Nàng nghĩ. Sau đó Nhan Lộ Thanh liền nghe đến Cố Từ mở miệng. Theo đề nghị lần có loại này đoàn đội game, ngươi trực tiếp cự tuyệt đánh vương giả, đề nghị chơi người sói giết hắn vẫn là duy trì lấy loại kia như một xuân phong cười, trò chơi kia chỉ cần diễn, ngươi có thể đoạt giải quán quân. Khá lắm, hắn càng thật xin lỗi. Từ cố từ mở đầu phần cuối, nhan lộ thanh phong phú nội dung, trận này game hoàng mỹ kết thúc. Hạ vũ thiên hạ tuyết thiên tại ân ninh an đi về sau liền rốt cuộc không nín được, cười phun ra, một bên cười còn một bên cảm khái, vừa rồi kia sóng thật là thần điêu hiệp lữ, phu sướng phụ tùy, thiên tiên xứng, chờ chút lại đánh hai thanh game, rất nhanh tới cơm trưa thời gian. Ngoại trừ ân ninh an cùng nàng hai cái tùy tùng tiểu tỉ muội bên ngoài tất cả mọi người tại, vừa vặn thừa dịp đang ăn cơm trưa thời điểm lại thống nhất buổi chiều cùng ngày mai sắp xếp thời gian. Ngày mai là lần này điệp dịp núi chi hành ngày cuối cùng, bởi vì qua một ngày nữa, tất cả mọi người ngày nghỉ cũng đến hồi cuối, nên ai về nhà nấy thu thập chuẩn bị khai giảng. Buổi chiều, Nhan Lộ Thanh đáp ứng trước sinh đôi chị em cùng nhau đi dạo hội chùa mời. Nhưng nàng còn có cái kế hoạch của mình, thừa dịp tất cả mọi người ngủ trưa thời điểm một mình ra cửa. Xét thấy lần này hệ thống liên tiếp cho nàng gây sự, Nhan Lộ Thanh được lại đi nhìn xem nguyên thư nam nữ chính hiện tại quan hệ như thế nào, đồng thời có thế tác hợp liền tác hợp, bởi vì nàng xáo trộn điểm tại mở đầu, rất mấu chốt, cho nên bọn hắn trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện mới có thể tính tới trên đầu nàng. Nhan Lộ Thanh đầu tiên là quan sát Khương Bạch Sơ hai ngày này bong bóng, phát hiện trước đó nàng cùng Tề Nghiễn Xuyên nhau nhau giá đã cùng tốt, hai người trước mắt ở vào mặt ngoài nhìn là phổ thông đồng học, trên thực tế nội tâm đều thật nhiều ý nghĩ cái chủng loại kia quan hệ. Tỷ như nhìn thấy đối phương cùng khác giới đi được gần một chút mà liền sẽ trợn mắt trừng một cái đi qua, trong lòng châm chọc khiêu khích vài câu nhưng lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần, điển hình thanh xuân hành vi. Nhan Lộ Thanh không có thêm Tề Nghiễn Xuyên uy chát, không biết nguyên nam chính nội tâm, nhưng căn cứ nguyên thư đến xem, tề nghiễn xuyên là so Khương Bạch Sơ phải sớm một chút như vậy động tâm. Chỉ là thời niên thiếu tề nghiễn xuyên đại bộ phận thời điểm nói chuyện đều có thể tức chết người, cái miệng đó còn không bằng không dài, vậy mới dẫn đến quyển sách này chủ CP tình cảm tuyến là gương vỡ lại lành mang theo ngược. Cho nên nàng cảm thấy tề nghiễn xuyên không thế nào cần đột phá, trực tiếp tới đến cao trung điểm tập hợp lần nữa tìm được Khương Bạch Sơ. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nữ chính thấy được nàng thời điểm đặc biệt vui vẻ, tinh thần phấn chấn, bên người cánh hoa hồng đều nhanh lấy đổi nhan lộ thanh trên mặt. Nhan lộ thanh cùng nàng chào hỏi, tùy ý hàn huyên vài câu, hỏi một chút tình hình gần đây, sau đó bắt đầu nói điểm chính. Trải qua mát ca bắt ca mở thiên nhãn, nhan lộ thanh nói cho Khương Bạch Sơ, lúc trước bị ổi nàng chưa đạt cái kia trung niên gã bị ổi lúc đầu nhờ quan hệ dùng tiền lại tìm người, ở chỗ này quản lý khu nhốt mấy ngày liền bị thả, bây giờ lại chuyển đến thành phố, ngay tại ngồi sổng cục cảnh sát, hết thảy đều là bởi vì Tề Nghiễn Xuyên tìm người trong nhà. Mà lại Tề Nghiễn Xuyên còn mỗi ngày đi theo nàng cùng nàng tiểu tỷ muội sau lưng làm hộ hoa sứ giả. Nàng đột nhiên biến mất lại xuất hiện túi ngủ là Tề Nghiễn Xuyên mua cho nàng. Tề Nghiễn Xuyên Vị này hình người cây tùng đi, sau lưng làm thật nhiều sự tình, nhưng là nhất định phải không lưu danh làm việc tốt không lưu danh là được ca tụng, nhưng là đối nàng dâu hảo còn không lưu danh đó không phải là uổng công sao. Cho nên đành phải nhan lộ thanh chừa cho hắn. Nghe xong những thứ này, nhân gian tiểu mân côi Khương Bạch Sơ Phi thường chấn kinh. Nàng trừng mắt mắt to, sắc mặt trước đỏ hồng, lại khôi phục bình thường, hơn nửa ngày mới hoàng hồn. Tỷ tỷ, ngươi là thế nào biết đến? Nhan lộ thanh với nàng thần bí một cái chớp mắt. Bí mật. Bởi vì vấn đề lúc nào cũng xuất hiện tại Khương Bạch Sơ trên thân, cho nên nhan lộ thanh liền tìm tiểu mân côi ra tay, nàng đem tiểu tùng cây làm tiểu mân côi làm sự đều giảng minh bạch, lần này tiểu mân côi sẽ không như vậy mà đơn giản chán ghét tiểu tùng cây A. Giải quyết xong một cọc tâm sự về sau, nhan lộ thanh vừa hướng phía khách sạn đi vừa trong đầu hỏi thăm. Nhưng là ta lần này tác hợp xong sau đâu? Nếu bọn hắn lại bởi vì sự tình khác cãi nhau, coi như ta không cùng bọn hắn tại một chỗ, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta sẽ còn gặp nạn sao? Maria, ngươi sáu trộn điểm ở chỗ bọn hắn lần đầu gặp, cũng chính là Khương Bạch Sơ đối nam chính có một chút chút ít động tâm sự kiện, cho nên trừng phạt ngươi tiêu chuẩn nhìn chính là gần nhất Khương Bạch Sơ đối với hắn tâm lý hoạt động, nếu như chệt hướng nguyên thư quá nhiều, liền muốn trừng phạt làm ra sai lầm ngươi. Nhưng là qua cái này kịch bản về sau, trên lý luận tới nói ngươi đã để bọn hắn một lần nữa cùng một tuyến, ngươi lúc đó sai lầm là sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn đến tiếp sau cho nên chỉ cần nữ chính đối nam chính còn có một tia tình cảm tại cũng sẽ không lại làm đến trên đầu ngươi makka pakka nói xong cẩn thận từng ly từng tí bồi thêm một câu cái kia maria muốn mắng hệ thống có thể tùy tiện mắng ngươi yên tâm ta đứng lại ta không muốn mắng nó nhan lộ thanh mỉm cười cắn răng nói Ta chỉ muốn đổ bộ liều trạng vạn Idachi khắc cho cái này cho bức hệ thống chặt một đao. Maka Paka Nhan lộ thanh trở lại khách sạn, vừa vặn sinh đôi chị em theo thang máy đi ra, hạ vũ thiên hạ tuyết thiên nhìn thấy của nàng trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, đi mỹ nhân. Xem xét ngươi cái này làn da cũng rất ít phơi nắng, hai ta dẫn ngươi gặp hiểu biết biết chúng ta bình dân bách tính yêu nhất đi dạo đường phố là dạng gì một bên nói một trái một phải lôi kéo nàng tiến về hội chùa phương hướng có hai nàng ở địa phương lúc nào cũng phi thường náo nhiệt nhan lộ thanh mặc dù là cái không có tâm sa điêu nhưng cũng thích vô cùng loại tính cách này cô nương nhan lộ thanh nghĩ đến đây cũng là một lần cuối cùng đi ra chơi nhịn không được trên đường hỏi tò mò thật lâu vấn đề đúng rồi ta vẫn muốn hỏi nhà các ngươi có người hay không gọi hạ băng bạc a hạ vũ thiên có đó là chúng ta biểu đệ A. Hạ Tuyết Thiên. Chúng ta còn có cái biểu muội gọi Hạ Sương Sương. Nhan Lộ Thanh. Nhà các ngươi lấy tên thật không uổng phí tế bào não. Hạ Vũ Thiên cùng Hạ Tuyết Thiên chị em tự hồ phi thường giỏi về vui đùa chi đạo, hai nàng mang theo Nhan Lộ Thanh mua thật nhiều mới lạ đồ chơi nhỏ, cái gì cửu liên vòng, mặt mày nói, khổng minh khóa còn có loại dị thường nhiều mặt khối ru biết nhan lộ thanh trước kia thế giới thậm chí chưa từng thấy. Nàng mua một túi lớn cùng loại trưởng thành đồ chơi giống như đồ chơi nhỏ, còn có điệp dịp núi làm rất có cảnh khu mang tính tiêu chí vật kỷ niệm, sau đó lại bị hai tỷ muội mang đến một cái bề ngoài nhìn qua giống như là miếu thờ, đi vào bên trong lại phát hiện có thật nhiều quầy hàng địa phương. Nơi này mới phải màn kịch quan trọng. Hai tỷ muội một trái một phải cho nàng giới thiệu, ngươi nhìn, mỗi cái quầy hàng đều đeo thẻ bài cho thấy là làm gì, có cùng đoán mệnh, có quan hệ, nhưng càng nhiều người đều là đến rút thăm, không phải là bởi vì nhiều chuẩn a, chủ yếu nơi này lá thăm làm đẹp mắt, các du khách cũng vui vẻ dùng tiền. Nhan lộ thanh nhìn xem hai nàng chỉ hướng một chỗ, chúng ta mỗi lần đều đi cái kia bài taro quầy tìm nàng tính, thuận tiện còn có thể học xem bói. Ngươi muốn đi sao? Nhan lộ thanh đối bài taro cảm giác bình thường, nàng nói các ngươi đi thôi ta xem một chút khác được kia một hồi điện thoại liên lạc hai tỷ muội sau khi đi nàng tại cái này dạo qua một vòng cùng các nàng nói rút quẻ nhiều nhất không phải đồ nhiều linh nghiệm nhiều chính tông chính là đồ nơi này lá thăm làm tốt nhìn coi trọng nhà ai cầu nhà ai sau đó ra ngoài chiếu cái tướng nhan lộ thanh cuối cùng đối toàn trường nhất thanh lãnh sạp hàng càng cảm thấy hứng thú nơi đó bày biện hai cái thẻ bài một cái đoán mệnh một cái thôi miên nàng đều muốn học nhan lộ thanh vẫn là lần đầu gặp có nhân giáo thôi miên nàng một mực trong lòng cục u mang bản thân bị cố từ che đậy bàn tay vàng nhớ muốn nhìn cố từ nội tâm lại ngoại trừ dấu chấm câu cái gì cũng không nhìn thấy thậm chí đã nhớ thương thành một loại chấp niệm cho nên nhìn thấy cái này quầy hàng trước tiên nhan lộ thanh nghĩ đã hắn là hình người che đậy nghi kia nàng cũng chỉ phải dùng những phương pháp khác cái này quầy hàng ngồi mang chính là cái đầu phát tuyết trắng lão da da, mặt mũi hiền lành, trên cổ đeo mấy đầu châu chuỗi, nhìn xem phi thường hữu thần thần thao thao bên trong vị. Nhan lộ thanh đi lên trước, lên tiếng chào. Da da, ngài hảo. Ngài thu đồ sao? Trên mạng giờ học sao? Thêm cái bi chát thế nào? Nhan lộ thanh cùng hai tỷ muội chơi xong hồi khách sạn thời điểm, mặt trời đều phải xuống núi nàng mang theo một bao lớn đồ vật tiến gian phòng cửa, khi thấy cố từ ngồi ở trên ghế salon, ngón tay rất tùy ý câu sói cái cầm. Trên tay hắn làn da cùng thân sói bên trên màu trắng bộ phận màu lông phi thường gần, trên người áo đen phục cũng cùng thân sói bên trên màu đen màu lông một dạng. Một người một chó đều là màu trắng đen điệu, trời chiều theo cửa sổ sát đất chiếu vào, lại có loại phi thường kỳ dị hài hòa. Nhan lộ thanh. Hảo một bức công chúa đùa chó đồ trong lòng cảm khái xong, nàng vừa đi đi qua một bên cùng cố từ đáp lời, ngươi buổi chiều một mực tại cùng nó chơi a. À? Cố từ không có trả lời. Hắn trước mắt nhìn nhan lộ thanh mang theo túi lớn cái túi nhỏ, sau đó từ trên xuống dưới lại thấy được nàng mặt, lạnh lùng mở miệng. Ngươi đi đâu? Không biết vì cái gì, hắn như thế bưng biểu cảm hỏi một chút, nhan lộ thanh có loại hoang đường, phản phất chính mình là cổng người lén đi ra ngoài chơi ảo giác. Nàng cổng người nào? nàng quan minh chính đại tốt a à. nhan lộ thanh đem cái túi để dưới đất sau đó đại đại liệt liệt ngồi ở trước sofa trên mặt thảm cứ như vậy cố từ liền biến thành so với nàng ngồi vị trí cao một tầng hắn rủ xuống mắt thấy bắt đầu đi 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 không ngừng nói chuyện nhan lộ thanh ta hôm nay cùng sinh đôi tới đi dạo hội chùa nàng một bên nói một bên đem đồ vật ra bên ngoài móc ai ta lúc đầu không muốn mua nhiều như vậy nhưng nhớ tới ngươi ngoại trừ leo núi ngày đó đều không hảo hảo đi ra ngoài chơi hiện tại phía sau lưng lại không phương diện hoạt động ngày mai chúng ta liền đi cho nên liền mua một đống a à, cái này cửu liên vòng chúng ta cùng người bán học được rất lâu ta hủy đi cho ngươi xem thiếu nữ ngón tay tại vòng cùng vòng ở giữa vừa đi vừa về nhốn nháo làm ba phút vòng không có làm mở ngược lại là khiến cho chính mình một mặt không kiên nhẫn cái này cái gì ta rõ ràng học xong cố từ phút chốc cười một tiếng đưa tay đem của nàng vòng lấy tới để ở một bên trên mặt bàn giải phóng hai tay của nàng còn có đây này sau đó nhan lộ thanh tiếp tục giới thiệu những cái kia cổ quái kỳ lạ ích trí đồ chơi cùng cửu liên vòng không sai biệt lắm giải tỏa không giải được khối ru biết học xong đến cố từ trước mặt cũng liều không nổi cuối cùng dứt khoát liền đem những cái kia chơi vui ăn ngon đều như thế đồng dạng bày tại trên mặt bàn cố từ coi như nể tình có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, ngẫu nhiên sẽ còn lên tiếng hỏi một chút nguyên lý, cuối cùng còn cười đến rất ôn nhu nói. Cảm ơn, nhan tiểu thư vất vả. Lúc này, nhan lộ thanh đột nhiên cảm thấy chính mình rất như là tại loại này công lược trong trò chơi làm công lược vai tuần của người khác, khắp nơi vui vẻ điên chạy khắp bản đồ, trên mặt đất điểm một mua bảo bối A, trên mặt đất điểm 2 mua bảo bối BC, trên mặt đất điểm 3 học được mới chơi vui trò xiết, chờ đi dạo mấy lần, liền đi trong cung điện đem bảo bối ABC hiến cho công chúa, lại đem mới học trò xiết cũng triển lãm cho công chúa. Nhất là công chúa từ ngồi ở trên ghế salon, nàng ngồi ở trên thảm, cái góc độ này thì càng tựa. Nhan lộ thanh yên lặng đứng lên, theo khác một bên vây quanh cố từ bên người, cũng ngồi ở trên ghế salon. Đúng rồi, ta còn cùng người học được. Của nàng trò xiết còn không có làm xong, đang muốn triển lãm cho cố từ nhìn, dư quan quét qua, lại thấy được chân của mình vừa đặt vào hai quyển sách. Hẳn là Cố Từ buổi chiều ở chỗ này nhìn. Nhan Lộ Thanh tiện tay cầm lên, quét mắt đề mục. 24 nặng nhân cách, động kinh nghiên cứu, Nhan Lộ Thanh. Thảo, mặc dù không hiểu rõ, nhưng nhìn đề mục, những sách này cùng tâm lý biến đổi học không sai biệt lắm cũng là một loại a. Cố Từ còn nhận biết ngoại trừ nàng bên ngoài bệnh tâm thần sao? Không có. Nhan lộ thanh hiện tại cùng hắn không giống với lúc ấy tâm lý biến đổi học quan hệ, nàng có chuyện liền không nín được, nói thẳng ra miệng. Không phải đâu cố từ, chúng ta đều quan hệ này, ngươi còn tại nghiên cứu ta. Cố từ nguyên bản tại thưởng thức cái kia dị thường khối rubik, ngón tay cùng khối rubik thất thải màu sắc đối chiếu một cái, lộ ra như là bạch ngọc đẹp mắt. Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn xem nàng, gần từng chữ hỏi. Nghiên cứu ngươi. Sách này. Nhan lộ thanh đem sách cầm lên, ngươi dám nói không phải đang nghiên cứu ta. Cố từ đột nhiên buông lỏng lưng, lùi ra sau đến ghế sofa gối dựa bên trên, lười biến hỏi. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta là đang nghiên cứu ngươi? Nhan lộ thanh thuận miệng liền muốn trả lời. Bởi vì ta. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói xong liền bị cố từ đánh gãy, hắn lại ngậm lấy nhàn nhạt cười mở miệng. Nhan lộ thanh, ngươi là đa nhân cách. Vẫn là động kinh nhan lộ thanh bị hỏi sửng sốt. Nàng đột nhiên cảm thấy chỗ nào kỳ quái, không, là nơi nào đều rất kỳ quái, bởi vì nàng còn cảm thấy mắt ca bắt ca giống như lại muốn nếm thử mang liên hệ nàng. Nàng nhìn xem cố từ con mắt, ổn mang thanh âm trả lời. Ta là cái gì triệu chứng, ngươi không biết sao? Trong phòng im lặng không biết bao lâu. Nhan lộ thanh sắp không ngồi yên thời điểm, cố từ cuối cùng lại lần nữa lên tiếng. Ngươi làm sao lại cảm thấy ta đang nghiên cứu ngươi đây?" Hắn vẫn như cũ tựa ở trên ghế salon, dùng giống như là đang chuyện cười ngữ khí nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi là a." "A, à, nghe đến chữ đó mẹ, Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên nhớ tới, trước đó lúc ở nhà, ngày nào đó nàng để tâm vào chuyện vụn vặt ra không được, liền đi hỏi Cố Từ chính mình phát thiếp mời. A là người bình thường, xuyên qua đến bệnh tâm thần B trên thân, kia a là bệnh tinh thần sao?" Hắn lúc ấy trả lời nói, A à cảm thấy mình không phải, vậy thì không phải là. Nhan Lộ Thanh con mắt chậm rãi trợn to, nàng nhịp tim cực nhanh, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ phi thường bộ dáng khiếp sợ nhìn về phía hắn. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì a, à, không phải là ta cho lúc trước ngươi xem qua cái kia thiếp mời a. À. Sau đó lại rất thật cường điệu, "Cố Từ, cái kia thiếp mời chỉ là ta tiện tay soát đến mà thôi." Nhan Lộ Thanh lời nói im bặt mà dừng bởi vì cố từ đột nhiên ngồi dậy, ngón tay hướng phía cổ áo của nàng thẳng tắp đưa qua tới. Khoảng cách rất gần, nhan lộ thanh cơ hồ cảm thấy cầm của nàng cọ đến kia lạnh ngọc đồng dạng làn da, vừa chạm vào là cách. Cố từ giúp nàng lấy xuống một mảnh không biết lúc nào đính vào nàng trên quần áo rất rất nhỏ lá cây. Hắn đem lá cây đặt ở trong tay thưởng thức, đen nhánh xinh đẹp con mắt nhìn chầm chầm nàng, khóe môi hơi hơi cong lên, giống như là đang an ủi người giống như nhẹ nói, chớ khẩn trương, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút.